Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 301. Diệp Thần cùng huyết long hợp thể, vậy bộc phát ra mạnh nhất dung hợp ký, đích thực quá đáng sợ, lục đạo luân hồi pháp cùng vạn tương thiên thư dung hợp, đó là chân chánh hủy thiên diệt địa. Nếu như không phải là ở lại nguyện vọng thiên tinh trên, có viên tinh cầu này bảo vệ, vậy sợ rằng liền thân Đỗ Uyển Nhi mình, đều phải bị ảnh hưởng đến, bị xé thành mảnh vỡ. Có thể tưởng tượng được như bánh xe hồi hoang tinh có kinh khủng dường nào. Mà sử dụng một chiêu này sau đó, Karora đã không còn tiếng thở, muốn đến là bị giết hết. Diệp Thần cùng huyết long tách ra, phù phiếm ở trên trời bên trong. Diệp Thần sắc mặt trắng bệch, môi cũng là trắng bệch không máu, cả người run rẩy kịch liệt, hiển nhiên yếu ớt tới cực điểm. Một chiêu này, tiêu hao quá lớn, trực tiếp đem hắn nhín thời giờ. Mà huyết long cũng là vô cùng yếu ớt, cả người vảy rồng từng mảnh đánh mất, tựa như rơi vào suy kiệt, ánh mắt ảm đạm không sáng, kịch liệt thở hổn hển, thậm chí liền long tu cũng đổi được ban trắng, tựa như lập tức già đi. Diệp Thần, thân Đỗ Uyển Nhi cũng không có xem huyết long, nàng toàn bộ tâm tư cũng rơi vào Diệp Thần trên mình. Thấy Diệp Thần yếu ớt, thân Đỗ Uyển Nhi lập tức phi thân ra, xông tới ôm chặt lấy Diệp Thần. Sau đó, nhìn Diệp Thần đôi môi tái nhợt, nàng trong lòng không đành lòng, lại cúi đầu thật sâu hôn lên Diệp Thần. Ừ. Diệp Thần một hồi ngạc nhiên, nhưng giác môi một hồi dịu dàng, thân Đỗ Uyển Nhi mềm nhũn thân thể lại dán vào trên người mình, ôn hương nhuyễn ngọc ở trong lòng, không nói ra được vui thích thoải mái, tinh thần nhất thời đại chấn. Thân Đỗ Uyển Nhi cũng không biết hôn bao lâu, mới lưu luyến không thôi buông Diệp Thần, ẩn tình đưa mắt nhìn hắn, thấp giọng nói cảm ơn ngươi cứu ta, tối nay ta không đi, ngày mai cũng không đi. Chúng ta muốn chung một chỗ, chỉ ít chung một chỗ 10 ngày, 100 ngày, ta mới thỏa mãn. Nàng vốn là muốn cùng Diệp Thần cùng chung qua đêm, một đêm triền miên sau này, liền chặt đứt tơ tình rời đi, nhưng giờ khắc này, nàng cảm thấy một đêm quá ngắn, ít nhất phải bầu bạn Diệp Thần trăm trời, hưởng thụ trăm thiên triền miên lưu luyến, nàng mới có thể đền bù Diệp Thần ân cứu mạng. Diệp Thần ngẩn ngơ, cũng không nghĩ tới thân Đỗ Uyển Nhi đổi được thẳng như vậy tiếp. Sau đó, hắn mơ hồ phát hiện có điểm không đúng. Hắn phát hiện mình thương thế, cũng không có quá yếu ớt, còn có thể đáp lại thân Đỗ Uyển Nhi tình ý. Theo lý thuyết, cái này hẳn không thể nào, bởi vì mới vừa một chiêu, thương thế cực lớn, Diệp Thần hẳn là ngay cả thở khí cũng khó khăn, trực tiếp té xỉu trạng thái. Nhưng hiện tại, lại vẫn có thể cùng thân Đỗ Uyển Nhi ôm nhau hôn tán tỉnh. Chẳng lẽ đây chính là lực lượng vô danh? Diệp Thần có chút hoảng hốt. Nhìn thân Đỗ Uyển Nhi nóng rực ánh mắt, hắn nhưng cũng không biết như thế nào đáp lại. Đối phương chủ động như vậy trực tiếp, Diệp Thần cũng muốn đáp ứng nàng, vậy thì chung một chỗ trăm trời, hưởng thụ qua hết thảy vui vẻ sau đó, lại chém đoạn tình tơ tách ra, tướng quên tại giang hồ, cái này mặc dù có tiếc nuối, nhưng đối với hai người mà nói, đều là một cái có thể tiếp thụ kết cục. Ha ha ha, các ngươi còn muốn phong lưu sung sướng, có hỏi qua ta không? Vừa lúc đó, một hồi cuồng ngạo tiếng cười nhạo, nhưng là đột ngột vang lên. Oanh! Nhưng gặp mặt biển nổ tung, một đầu khổng lồ kim bằng chim khổng lồ, từ đáy biển phóng lên cao, lên như diều gặp gió, bay vút lên ở trên trời, chính là Karora. Giờ khắc này Karora, cả người sáng mở vạn trượng, quanh thân có nhiều đóa hoa bỉ ngạn tách thả ra. Mỗi một đóa hoa bỉ ngạn, đều mang vô tận khí vận, vô tận vẻ thiền, vô tận uy thế. Ở vô số hoa bỉ ngạn nổi bật hạ, Karora thật giống như thật sự là Phật gia trong truyền thuyết Đại Kim Bằng Vương, đủ để sánh bằng Phật tổ tồn tại, sáng chói huy hoàng tới cực điểm. Cái gì? Thân Đỗ Uyển Nhi thấy Karora lại còn không có chết, nhất thời thất kinh, sau đó lại mắc cỡ đỏ mặt, muốn đến nàng mới vừa một phen thổ lộ bày tỏ tiếng nói, cũng bị đối phương nghe. Hoa bỉ ngạn, Vũ Hoàng Thế Gia, nguyên lai đây chính là ngươi lá bài tẩy. Diệp Thần thấy một màn này, thần sắc cũng là đổi được đặc biệt khó khăn xem. Từ Karora ban đầu phủ xuống thời điểm, hắn liền cảm thấy đối phương có một lá bài tẩy, chỉ tiếc vội vàng tới giữa, không cách nào rõ ràng suy tính. Giờ phút này, thấy Karora cả người hoa bỉ ngạn vòng quanh thở mạnh voi, Diệp Thần rốt cuộc biết, cái này thì là lá bài tẩy của đối phương. Vũ Hoàng Nhã Phỉ đầu phục ma tổ vô thiên, dâng ra một đóa vạn năm hoa bỉ ngạn, cái này đóa vạn năm hoa bỉ ngạn, ở giây phút sau cùng, cứu Karora tánh mạng. Diệp Thần đã nắm trong tay nguyện vọng thiên tinh, suy diễn thiên cơ năng lực, so với trước kia tinh tiến 10 lần vượt quá,
chỉ cần có đầu mối, cái gì có thể đẩy tính ra. Hiện tại, hắn đã suy tính đến, Vũ Hoàng Nhã Phỉ đầu phục ma tổ vô thiên, muốn tìm hắn báo thù sự việc. Luân hồi chi chủ, người đích xác rất lợi hại, nhưng thật may, ta cũng có ma tổ đại nhân ban thưởng lá bài tẩy, trận chiến này, cuối cùng là ta thắng. Karura quanh quẩn ở trên trời, trong tròng mắt mang sâu đậm kiêng kỵ và hưng phấn. Hắn kiêng kỵ, là Diệp Thần huyết mạch, đích thực quá đáng sợ. Luân hồi huyết mạch cháy dưới, lại có thể đột phá lớn như vậy cảnh giới chênh lệch, thiếu chút nữa giết chết hắn. Mà hắn hưng phấn, là hắn rốt cuộc phải thắng, dựa vào cuối cùng này một lá bài tẩy, hắn cũng không có bị giết chết. Lần này Diệp Thần rơi vào yếu ớt, thân độ Uyển Nhi cũng không có tác chiến lực, huyết long lại là khô kiệt tới cực điểm, lại cũng không có lực lượng có thể ngăn trở hắn. Chu diệt luân hồi, chém chết vạn tướng vương, giết chết thân đồ gia thánh nữ nghìn vàng, lại cướp lấy võ uy thiên kiếm, tai nan thiên kiếm, hoàng tuyền đồ, nguyện vọng thiên tinh, vạn tương thiên thư, cái này ngập trời thu hoạch, ngập trời công lao, chỉ là suy nghĩ một chút, liền làm người ta kích động đến cả người run rẩy. Nghịch thiên công lớn, đang ở trước mắt, Karura không nhìn được ngửa mặt lên trời cười to, linh khí động một cái, hoa bỉ ngạn tách thả ra vạn đóa, vô cùng thần uy bộc phát ra. Hoa nở bờ bên kia trời, cho ta tiêu diệt. Karura gầm thét một tiếng, chỉ gặp ngàn vạn đóa hoa bỉ ngạn, huyễn hóa ra ngàn vạn đạo kiếm khí, mãnh liệt gào thét, hướng Diệp Thần các người lướt đi. Cái này hoa bỉ ngạn niên đại, chừng vạn năm, bên trong thậm chí tích lũy Vũ Hoàng thế gia võ đạo thần thông, cho nên Karura một thúc dục dưới, thậm chí có thể thả ra Vũ Hoàng gia độc môn kiếm pháp, hoa nở bờ bên kia thiên. Diệp Thần thấy đầy trời kiếm khí giết hạ, cũng đã là không có sức ngăn cản. Mới vừa cùng huyết long hợp thể, hắn cứu cực nhất khích, thân thể lực lượng đã kịch liệt tiêu hao, hiện tại coi như luân hồi mộ địa bên trong, Bắc Võ Tử Đế muốn giúp hắn vậy không giúp được, bởi vì Diệp Thần thân thể quá yếu ớt, liền luân hồi đại năng năng lượng chiếu đều không cách nào chịu đựng, bất kỳ một chút xíu cường đại lực lượng, ra chỉ đến trên thân thể hắn, đều đủ để cho hắn ngay tức thì bạo diệt. Suy yếu như vậy dưới, tự nhiên liền hoàng tuyền đồ đều không thể điều động. Diệp Thần hoàn toàn mất đi tất cả năng lực phản kháng, mắt gặp đầy trời kiếm khí hạ xuống, chỉ có một con đường chết. Thân độ Uyển Nhi vậy cảm giác được hẳn phải chết, không có bất kỳ phản kháng chỗ trống. Chết đến ập lên đầu, nàng ngược lại là để trong lòng, trong mắt mang thật sâu tình ý, mỉm cười nhìn Diệp Thần. Diệp Thần nhưng là cười khổ nhìn nàng, coi lại xem huyết long. Sau đó, Diệp Thần phát hiện một cái kinh tâm sự thật. Huyết long đã không nhanh được. Thời khắc này huyết long, hơi thở hoàn toàn suy kiệt, thậm chí liền long tu cũng ban trắng, lâm vào già nua, miếng vảy rơi mất 7-8 thành, thân thể loang lổ không chịu nổi, lại cũng không có ngày xưa hùng tráng uy vũ, chỉ còn lại tịch mịch suy sụp tinh thần. Hắn thân thể, cũng ở đây nhạt đi, huyết khí đang không ngừng bốc hơi. Lúc đầu mới vừa dung hợp, thi triển một kích mạnh nhất, hắn cưỡng ép nhận chịu phần lớn cắn trả. Cho nên, Diệp Thần tuy yếu ớt, nhưng còn có thể giữ tinh thần, cùng thân độ Uyển Nhi hưởng thụ sau cùng lưu luyến. Mà huyết long, nhưng là không chịu nổi, muốn kế cận tiêu tán. Hắn vì để cho Diệp Thần, mới có thể có hạnh phúc sau cùng, một mình chịu quá nhiều cắn trả. Huyết long, Diệp Thần trong lòng đại chấn, lại là cảm kích, lại là không biết làm sao. Đáng tiếc huyết long lần này tâm ý, hiện tại cũng là hóa thành phao ảnh. Bởi vì ở Karura kiếm khí sát phạt hạ, vô luận là huyết long, Diệp Thần, vẫn là thân độ Uyển Nhi, đều là một con đường chết, không có bất kỳ phản kháng có thể. Đối mặt cái này phải chết cục diện, Diệp Thần trong lòng có vô hạn tiếc nuối cùng không cam lòng. Mà ở ngày cuối cùng này thời khắc, Diệp Thần cảm thấy một hồi dịu dàng mùi thơm, thân độ Uyển Nhi lần nữa ôm lấy hắn, cũng thật sâu hôn. Đây là trước khi chết ngày tận thế ôm hôn. Diệp Thần đã cảm thấy đối phương nước mắt nhỏ xuống ở hắn trên gương mặt, một hồi lạnh như băng nóng bỏng. Ở đây trời kiếm khí sát phạt nổi bật hạ, Diệp Thần, thân độ Uyển Nhi ôm hôn hình ảnh, lộ vẻ được vô cùng thê mỹ bi hùng, cho dù liền cao cứ ở trên trời Karura, đều cảm thấy rung động hỗn loạn. Ra đời gian, tình là vật gì? Ngày cũ xúc sinh, người dám giết con gái ta? Vừa lúc đó, một đạo tràn đầy giận dữ thanh âm, hoàn toàn chấn triệt lên. Chỉ gặp bầu trời bên trong, sáng mở vạn trượng, một đạo vô cùng cường hãn, giống như vạn giới nữ tôn vậy bóng người, mang duyên dáng sang trọng khí độ, ào ào hạ xuống xuống,
lại là thân đồ Uyển Nhi mẫu thân, thân đồ Thiên Âm. Thân đồ Thiên Âm bàn tay vung lên, cuốn lên kinh thiên sóng biển, một tiếng nổ, đem Karura sát phạt xuống muôn vàn kiếm khí, toàn bộ đánh vào làm tan rã, hoàn toàn chôn vùi. Thân đồ Thiên Âm, là ngươi. Karura thấy thân đồ Thiên Âm xuất hiện, nhất thời kinh hãi muốn chết, không dám tin tưởng. Thân đồ Uyển Nhi nghe được mẫu thân thanh âm, vội vàng cùng Diệp Thần tách ra, lau một cái miệng mình, cúi đầu rung giọng nói, nương thân. Trong thanh âm lộ vẻ kích động mừng rỡ, lại có xấu hổ ý. Nàng kích động phải, mẫu thân hạ xuống, nàng cùng Diệp Thần cuối cùng là thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nàng cùng Diệp Thần ôm hôn, cái này cờ bay phất phới hình ảnh, bị mẫu thân nhìn đi, cuối cùng xấu hổ. Phốc xích, Karura bị thân đồ Thiên Âm trưởng phong sóng biển sở kích, không chỉ là kiếm khí bị nghiền diệt, tự thân vậy gặp phải chấn động, há miệng phun ra máu tươi. Luân hồi chi chủ, người thật là lớn khí vận, cái này cũng không chết. Thân đồ Thiên Âm cũng không để ý Karura, quay đầu nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng không hề muốn cứu Diệp Thần, nhưng vì cứu con gái, cũng để cho Diệp Thần còn sống. Diệp Thần ho khan hai tiếng, nhìn xem thân đồ Uyển Nhi, có chút lúng túng, mới vừa hắn hai người chúng ta nhiệt tình ôm hôn, bị thân đồ Thiên Âm thấy, đối phương suy diễn đầu mối, tự nhiên cũng biết thân đồ Uyển Nhi, có hiến thân cộng ngủ ý. Đa tạ thân đồ tiền bối cứu giúp. Diệp Thần chắp tay, cũng đích xác cảm ơn thân đồ Thiên Âm cứu vãn, nếu không, hắn rất có thể đã chết. Thân đồ Thiên Âm lạnh lùng nói, không cần cảm ơn ta chỉ là cứu con gái ta mà thôi. Thanh âm rơi xuống, ánh mắt nhìn về Karura, lạnh lùng nói, Karura, người đây là ý gì, còn muốn mưu hại con gái ta, mà tổ vô thiên muốn xé rách ra mặt sao? Karura cả người khí cơ đều bị thân đồ Thiên Âm phong tỏa, đã biết mình tánh mạng, liền ở trong tay đối phương, nhưng cũng không muốn yếu thế, cười ha ha một tiếng nói, lão tổ hỏi ngươi mượn kiếm, các ngươi hết lần này tới lần khác không cho mượn, đây không phải là muốn chết sao? Thân đồ Thiên Âm nói, ta thân đồ ra thần kiếm, chỉ có Uyển Nhi tài phối chấp trưởng, người ngoài liền đụng một tí đều không tư cách. Nói xong, nàng kình khí làm ói ra, thân đồ Uyển Nhi trong tay võ uy thiên kiếm đánh ra, bắn về phía Karura. Thân đồ Thiên Âm nói, ta mượn kiếm cho ngươi, ngươi thử một chút xem có thể hay không lấy đi. Karura đại hỉ, đưa tay đi bắt võ uy thiên kiếm, trên chuôi kiếm lại đột nhiên toát ra nhọn gai, hung hăng đâm hư hắn tay, liền như mới vừa rồi châm tổn thương máu long nhất vậy. Ai yêu? Karura một tiếng kêu đau, chỉ cảm thấy thiên kiếm sát phạt khí dọc theo bàn tay xông vào, chém chết kinh mạch toàn thân gân cốt, cả người biến dạng đau đớn, cơ hồ muốn hộc máu. Vậy võ uy thiên kiếm hóa thành lưu quang, đổ bay trở về thân đồ Uyển Nhi trong tay. Hiển nhiên thanh kiếm này, cầm kiếm người chỉ có thể là thân đồ Uyển Nhi, người ngoài cầm không cầm được, liền liền thân đồ Uyển Nhi mẫu thân, đều không tư cách trực tiếp đụng chạm. Thân đồ Thiên Âm cười lạnh một tiếng, nói, như thế nào? Không phải ta không cho ngươi mượn, là ngươi cầm không đi. Karura cắn răng, nói ta tu vi nông cạn, tự nhiên không cách nào chấp trưởng thiên kiếm. Ngươi thức thời, liền tự mình cung phụng cho ma tổ vô thiên đại nhân, lão tổ hắn khí vận ngút trời, nho nhỏ một cái thiên kiếm, hắn tự nhiên có thể tùy tiện chấp trưởng. Thân đồ Thiên Âm hừ một tiếng, nói, nếu như ma tổ vô thiên, chịu khách khí, tự mình mang theo lễ vật, tới ta thân đồ ra cầu hỏi mượn kiếm, ta có lẽ còn có thể cân nhắc một chút, nhưng lão thất phu kia, cuồng vọng tự lớn, người không thấy ra hiện, sau lưng một câu nói, liền muốn lấy đi ta thân đồ ra thần kiếm. Thế gian khởi hữu cái này cùng tiện nghi sự việc, người cút về nói cho hắn, kêu hắn không muốn mộng tưởng hảo huyền. Karura nghe được lời này, trong lòng vừa tức giận, lại là ngạc nhiên mừng rỡ. Tức giận phải, thân đồ Thiên Âm dám nhục mạ ma tổ vô thiên. Vui mừng chính là, đối phương chịu để cho chạy mình, vậy thì thật là thiên đại vận khí. Hừ, thân đồ Thiên Âm, ngươi dám không vâng lời lão tổ ý, ta nhất định hướng hắn bẩm báo, ngươi chờ đó. Nói xong, Karura xoay người vỗ cánh bay khỏi đi. Thân đồ Thiên Âm đột nhiên cười lạnh một tiếng, lắc người một cái, bạo cướp đến sau lưng đối phương, bàn tay đánh ra, phịch đích một tiếng, trưởng lực từ Karura sau lưng thấu nhập, đánh nát tim hắn, liền thần hồn vậy cùng nhau bạo diệt. Ngươi! Karura trợn to hai mắt, quay đầu kinh ngạc sợ hãi nhìn thân đồ Thiên Âm. Thân đồ Thiên Âm lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi muốn giết con gái ta. Ta làm sao có thể thả ngươi đi?
cái này thế gian, không có ai có tư cách động con gái ta. Lúc đầu nàng cố ý nói để cho chạy Karura, là cho đối phương may mắn ý, cùng đối phương lấy là có thể chạy khỏi, lại một chưởng đánh chết, như vậy lặp đi lặp lại hành hạ, liền như mèo vờn chuột vậy. Karura tức giận cực kỳ sợ hãi, nhưng hạ một sát, hắn cả thế giới cũng tối lại, vô luận là thân xác vẫn là thần hồn, đều bị thân đồ thiên âm đánh bể, thi thể từ không trung đánh mất, rơi vào trong biển khơi. Diệp thần thấy thân đồ thiên âm này cùng lãnh khốc thủ đoạn, sống lưng không khỏi toát mồ hôi lạnh, biết đối phương là giết gà dọa khỉ, cố ý uy hiếp mình. Nương thân, thân đồ Uyển Nhi cũng biết mẫu thân tâm tư, không khỏi lo lắng Diệp thần. Thân đồ thiên âm hừ một tiếng, nói ta không ngươi con gái này. Thân đồ Uyển Nhi vành mắt đỏ bừng, nói, nương thân, ngươi không muốn tức giận. Thân đồ thiên âm cực kỳ phẫn hận, nói, ngươi là con gái nhà, lại có thể như thế vô sỉ, đi lấy lại cho một người đàn ông, còn nói gì muốn cùng chung qua đêm một đêm, ngươi liêm sỉ ở chỗ nào. Nàng cái nào lấy lại hai chữ, giọng nhấn mạnh, vô cùng làm khó nghe chói tai. Thân đồ Uyển Nhi gò má mắc cỡ đỏ bừng, không lời chống đỡ. Diệp thần cũng lại yên lặng, tự nhiên cũng không biết như thế nào đáp lại. Thân đồ thiên âm thở dài nói, nghiệt duyên, thật là nghiệt duyên. Uyển Nhi, người chìm đắm vào quá sâu, cái này luân hồi chi chủ khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, người đi theo hắn thì có ích lợi gì? Thân đồ Uyển Nhi nói, không phải vậy, nương thân. Thân đồ thiên âm hừ lạnh một tiếng, nói, người im miệng. Sau đó nàng nhìn về phía trước Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, ta xin hỏi ngươi, ngươi có thích ta hay không con gái? Diệp thần sửng sốt một chút, đồ chưa từng nghĩ cái vấn đề này, đầu óc bên trong hồi tưởng lại cùng thân đồ Uyển Nhi trải qua, đặc biệt là mới vừa tình ý liên tục một màn, bật thốt lên, dĩ nhiên là thích. Thân đồ Uyển Nhi nghe được Diệp thần lời này, nội tâm vô cùng mừng rỡ kích động, lại giác cuộc đời này không uổng công. Thân đồ thiên âm gật đầu một cái. Nói, vậy rất tốt, người cưới liền con gái ta đi. Diệp thần ngạc nhiên, nói cái gì? Thân đồ Uyển Nhi cảm thấy ngoài ý muốn, nói, nương thân. Thân đồ thiên âm nói, ngươi là luân hồi chi chủ, huyết mạch ngút trời, con gái ta đi theo ngươi, ngược lại cũng không còn như bôi nhọ, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, cuộc đời này chỉ thích con gái ta một người, không thể lại đi ra trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi nếu như ở bên ngoài có phụ nữ khác, ta lập tức giết chết ngươi. Thân đồ Uyển Nhi vội la lên, không phải, nương thân, không thể. Nàng biết Diệp thần bên người, có rất nhiều người phụ nữ, hơn nữa những cái kia con gái, rất sớm liền cùng Diệp thần cùng nhau cộng kinh hoạn nạn, mà nàng chỉ là nửa đường bước vào Diệp thần đời người. Nói cách khác, nếu như luận tư bài bối nói, nàng coi như đi theo Diệp thần, vậy không tư cách làm Diệp thần tránh thê, cái này còn chưa tới phiên nàng. Thân đồ Uyển Nhi cũng biết một điểm này. Tự nhiên cũng không có cái gì tranh nhau ý. Diệp thần thần sắc trầm xuống, hắn tuy thích thân đồ Uyển Nhi, nhưng đúng là không thể chỉ cưới thân đồ Uyển Nhi một người, nếu không liền phụ lòng Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh, Kỳ Tư Thanh đám con gái. Thật ra thì, liền Diệp thần mình, cũng phiền não vô cùng Hoa Đào Oan Nghiệt, cũng không biết như thế nào xử lý. Thân đồ Uyển Nhi nói một đêm đêm đẹp, sau đó sẽ tướng quên giang hồ, ngược lại là cực tốt kết cục. Đáng tiếc nàng mẫu thân là tuyệt đối không thể nào đáp ứng. Thân đồ thiên âm lạnh lùng nói, Uyển Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn làm người khác tiểu thiếp sao? Ngươi là võ uy thiên kiếm cầm kiếm người, ta thân đồ gia thánh nữ, cho ngươi làm tiểu thiếp, cái này còn thể thống gì, nếu là truyền ra ngoài, ta thân đồ gia mặt mũi ở chỗ nào? Thân đồ Uyển Nhi gò má một đỏ, thật ra thì ý nghĩ trong lòng, là làm tiểu thiếp vậy không có vấn đề, chỉ cần có thể cùng Diệp thần chung một chỗ. Nhưng lần này nói tiếng nói, nhưng là tuyệt đối không thể nói ra miệng, xấu hổ mở miệng. Thân đồ thiên âm hướng Diệp thần nói, luân hồi chi chủ, không phải ta cố ý gây khó khăn ngươi, mà là ta chỉ có một cái như vậy con gái bảo bối, ta yêu thương nàng, thắng được yêu thương chính ta gấp trăm ngàn lần, ta không thể để cho người bất kỳ làm hại nàng, khi dễ nàng, ngươi có thể biết hiểu. Diệp thần nói, vãn bối biết được. Thân đồ thiên âm gật đầu một cái, nói ừ, đã như vậy. Ngươi hoặc là một lòng một dạ, cưới liền con gái ta, ta sẽ đem hết toàn lực, giúp ngươi phi thăng thái thượng, để cho ngươi và ta con gái, viên mãn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ, ngươi có thể làm được một lòng một dạ sao? Diệp thần trầm mặc xuống, không lời chống đỡ. Lần này yên lặng, thật ra thì chính là thừa nhận, đúng là không làm được ý.
Thân Đồ Uyển Nhi thấy vậy, tuy sớm biết kết quả, nhưng vẫn là vô cùng thất vọng, một hồi thương cảm. Thân Đồ Thiên Âm nói, nếu ngươi không làm được, vậy ngươi sau này, liền đừng dây dưa nữa con gái ta, hôm nay các ngươi ôm vậy ôm qua, thân vậy hôn qua rồi, cũng nên thỏa mãn, sau này giang hồ tướng quên, mọi người mỗi người bình yên, chẳng phải đẹp thay. Nàng trước đây một mực cương quyết, hận không giết được Diệp Thần, nhưng từ đầu đến cuối không có kết quả, giải quyết không hết con gái tình nghiệt, lần này thay đổi thái độ, giọng ôn hòa, cho Diệp Thần nói phải trái, ngược lại để cho Diệp Thần và Thân Đồ Uyển Nhi, cũng không lời chống đỡ. Diệp Thần cắn răng, nói tiền bối, ta biết, ta sau này sẽ không lại dây dưa Uyển Nhi. Thân Đồ Thiên Âm nói không sai, Diệp Thần đúng là không thể cho Thân Đồ Uyển Nhi mang đi tuyệt đối hạnh phúc. Đã như vậy, ngược lại cũng không như buông tay tính. Thân Đồ Uyển Nhi vành mắt đỏ bừng, nhưng là kinh ngạc không nói ra lời. Thân Đồ Thiên Âm gật đầu một cái, nói, rất tốt, ta tin tưởng luân hồi chi chủ lời hứa, Uyển Nhi, hắn đã nói, sẽ không dây dưa ngươi nữa, ngươi cũng nên tuyệt vọng, cùng ta trở về đi thôi. Thân Đồ Uyển Nhi vạn niệm câu hôi, nhìn Diệp Thần nói, Diệp Thần, chúng ta sau này còn sẽ gặp nhau sao? Diệp Thần yên lặng không đáp, nghiêng đầu đi. Thân Đồ Uyển Nhi nhớ tới cùng hắn mới vừa thân thiết ôm chầm, nội tâm vô cùng động tình, vô cùng hối hận, vô cùng tiếc nuối, thật là thiếu chút xíu nữa, liền có thể chân chính cùng Diệp Thần hưởng thụ nhất vô thượng vui vẻ, nhưng giờ khắc này, nhưng là lại không cơ hội. Nàng rất rõ ràng biết, nếu như lần này rời đi, sau này không thể nào lại cùng Diệp Thần ở cùng một chỗ. Diệp Thần đã cam kết qua, sẽ không lại có bất kỳ dây dưa. Đây là lấy luân hồi huyết mạch làm thề lời hứa, há có thể đổi ý. Uyển Nhi, phải đi, ngươi rút ra võ uy thiên kiếm, chấn động thước chư thiên vạn giới, sau này ngươi thành tựu, rất có thể sánh bằng thiên nữ công chúa, cùng ta trở về, thật tốt tu luyện, đừng nữa xông loạn. Thân Đồ Thiên Âm bay đến thân con gái bên, kéo tay nàng, biến dạng hư không, mang nàng trở lại thái thượng thế giới đi. Hiện tại Thân Đồ Uyển Nhi rút ra võ uy thiên kiếm, trở thành cầm kiếm người. Khí vận chấn động vạn cổ, nếu như đào tạo được làm mà nói, nàng sau này thành tựu, thậm chí có thể sánh bằng thái thượng thiên nữ. Cho nên, Thân Đồ gia sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bảo vệ đào tạo Thân Đồ Uyển Nhi, không thể nào lại cho nàng đi ra ngoài xông loạn, miễn được bị cừu địch chặn đánh, thật sớm chết hiểu, vậy thì hoàn toàn xong rồi. Không, Thân Đồ Uyển Nhi bị mẫu thân mang đi, trong tròng mắt nhưng tràn đầy không thôi cùng quyến luyến, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, chảy ra nước mắt. Một giọt nước mắt ngưng tụ thành kết tinh, bay tới Diệp Thần trước người. Diệp Thần giơ tay lên tiếp lấy, cái này giọt Thân Đồ Uyển Nhi nước mắt kết tinh, giống như tác phẩm nghệ thuật vậy dịch thấu trong suốt, ở nơi này giọt nước mắt bên trong, tựa hồ còn mang có nàng khắc cốt quyến luyến. Diệp Thần muốn đem cái này giọt lệ hòa tan, nhưng cuối cùng không thôi, cuối cùng là trân trọng cẩn thận thiếp thân thu cất. Hắn cùng Thân Đồ Uyển Nhi, sau này là không cơ hội ở cùng một chỗ. Có thể lưu lại đối phương một giọt nước mắt làm kỷ niệm, vậy coi là không phụ lòng đoạn này tình cờ gặp gỡ. Chủ nhân, lúc này, Diệp Thần lại nghe được Huyết Long yếu ớt tiếng kêu. Huyết Long, Diệp Thần kinh hãi, nhưng thấy Huyết Long hoàn toàn khô kiệt, so với ban đầu Huyết Thần chi nhiều hơn thu tương lai kết quả, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Huyết Long cả thân khí huyết, không ngừng bốc hơi, không ngừng khô kiệt, đến cuối cùng, hắn thân thể. Lại có thể đổi được xem một con rắn mà vậy nhỏ yếu, tựa như tiện tay một nặn, là có thể đem hắn bóp chết. Diệp Thần trong lòng có vẻ chấn động, vội vàng nâng ở Huyết Long, muốn thi triển bát quái thiên đan thuật chữa trị, nhưng mình yếu ớt dưới, cũng là không thi triển được. Thật may đây là, Diệp Thần thoáng khôi phục một chút linh khí, có thể vận dụng Hoàng Tuyền Đồ. Lập tức Diệp Thần mở Hoàng Tuyền Đồ, tạm thời đem Huyết Long thu xếp đi vào, sau đó nhanh chóng trở lại Huyết Tử Ngục. Lần này đại chiến, Huyết Long nhận chịu phần lớn cắn trả cùng áp lực, đã sắp gặp tử vong. Diệp Thần cũng biết Huyết Long trạng thái gay gắt, chỉ sợ mình đem hết toàn lực, cũng khó mà cứu vãn, lập tức phát ra phù chiếu, muốn kêu gọi Nhâm Phi Phàm tương trợ. Nhưng cái này phù chiếu phát ra, lập tức bị một cổ lực lượng vô hình, bắn trở về. Hiển nhiên, Nhâm Phi Phàm ý, nói là đây là Diệp Thần cùng Huyết Long cướp, hắn sẽ không nhúng tay. Bất kể như thế nào, hắn nhất định phải cứu Huyết Long. Hơn nữa, Diệp Thần khẳng định, Huyết Long sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì những cái kia đại năng từng tiên đoán,
huyết long có thể thành vì mình mạnh nhất lá bài tẩy, không riêng gì thiên nhân vực chiến trường, lại là thái thượng thế giới chiến trường. Diệp Thần trở lại huyết tử ngục bên trong, lúc này Lý Phi Tuyết, Lý Thanh Sơn hai tỷ đệ, đã quay trở về Thánh Thiên Phủ, nhưng Yên Vũ Tiên Tôn, Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh, Ngụy Dính, cũng còn ở nơi này, do huyết thần gọi. Diệp Thần vừa về tới huyết tử ngục, đám người đã bắt được huyết long suy kiệt hơi thở, nhất thời rất chấn động. Huyết thần tiến lên phía trước nói, chuyện gì xảy ra, huyết long xảy ra chuyện sao? Hạ Nhược Tuyết thấy Diệp Thần sắc mặt yếu ớt mà trắng bệch, cũng vội vàng đi tới trước, đỡ hắn nói, Diệp Thần, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thần hít sâu một hơi, nói, gặp phải cường địch, là ma tổ vô thiên dưới quyền người, ta và huyết long thiếu chút nữa bị giết chết, cuối cùng may mắn thoát khốn, nhưng huyết long đã trọng thương suy kiệt, sắp gặp tử vong, mọi người sắp một dậy cứu hắn. Diệp Thần vung tay lên, nước suối vàng tràn đầy rót ra, mà trong nước sông, phù nằm một con rắn mà, cẩn thận vừa thấy, đó không phải là rắn, mà là huyết long, chỉ là bởi vì quá mức yếu ớt, thân thể cũng rút nhỏ không biết nhiều ít lần. Miếng vải toàn bộ đánh mất, chỉ còn lại vạn tương thiên thư chữ viết, còn quấn hắn xoay tròn. Thật may huyết long có vạn tương thiên thư căn cơ, nếu không lúc này, hắn đã chết, không thể nào chống đỡ đến hiện tại. Huyết thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, thấy huyết long như vậy cảnh tượng, nhất thời cả kinh thất sắc. Đám người vội vàng phân tán ngồi xếp bằng, vây quanh huyết long, mỗi người chuyển vận ra linh khí, đem linh khí bơm vào đến huyết long trong cơ thể. Duy trì hắn sức sống. Diệp Thần móc ra đan tiên hồ, đem còn lại tất cả đan dược tiên toàn bộ ngã xuống, dùng để chữa trị huyết long. Sau đó, Diệp Thần bởi vì tự thân yếu ớt, còn có tâm trạng biến hóa quá kịch liệt, trực tiếp té xỉu rồi. Đám người kêu lên, vội vàng đi cứu chữa Diệp Thần. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Thần yếu ớt tỉnh lại, phát hiện một đạo bóng đẹp ngồi ở mình mép giường, nhưng là Kỷ Tư Thanh, nàng đang đút mình nước thuốc. Diệp Thần, người tỉnh. Kỷ Tư Thanh thấy Diệp Thần tỉnh lại, nhất thời đại hỉ. Diệp Thần xoay mình ngồi dậy, vội vàng nói, huyết long thế nào? Ta hôn mê bao lâu? Kỷ Tư Thanh nói, người hôn mê 2 ngày, huyết long. Huyết long hắn, tạm thời còn không chuyện. Diệp Thần hơi một cảm ứng, phát hiện mình hơi thở trạng thái, đã khôi phục được đỉnh cấp. Hắn thân thể hồi phục năng lực cực mạnh, lần này tiêu hao tuy lớn. Nhưng dẫu sao dung hợp mang tới gánh vác áp lực, phần lớn đều bị huyết long nhận chịu, cho nên hắn tự thân cũng không đáng ngại, ngủ mê man 2 ngày, liền toàn bộ khôi phục. Ta đi xem. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Thần cắn răng, hắn biết mình có thể nhanh như vậy khôi phục, hoàn toàn là bởi vì huyết long. Nếu như không phải là huyết long nhận chịu hàng loạt gánh vác, hắn có thể cũng phải huyết mạch khô kiệt. Trăm gia cảnh cường giả, chân thực quá mức mạnh mẽ, Diệp Thần vậy dung hợp một chiêu cuối cùng, là thật đang liều mạng, ôm trước ngọc đá cùng vỡ đi, chỉ vì bảo vệ thân Đồ Uyển Nhi. Dưới mắt thân Đồ Uyển Nhi và hắn nếu không sao, nhưng huyết long nhưng rơi vào sắp chết cảnh. Kỷ Tư Thanh vội vàng đi theo Diệp Thần phía sau, hai người đi tới huyết tử ngục trung ương chi địa, nơi này là linh khí nhất đậm đà địa phương. Huyết thần đào một cái ao nước, đem huyết long thu xếp đi vào. Huyết long ngâm nước suối vàng, lại có địa mạch linh khí bồi bổ, còn duy trì sức sống. Diệp Thần đi đến chỗ này, nhưng gặp Hạ Nhược Tuyết, Huyết Thần, Ngụy Dĩnh các người, cũng vây quanh huyết long, không ngừng chuyển vận tự thân linh khí, thay huyết long treo mệnh. Trong hồ huyết long, thân thể vẫn là rắn mà vậy nhỏ yếu, lại cũng không có trước kia long dọn ra uy vũ khí thế. Luân hồi máu, bát quái thiên đan thuật. Diệp Thần cắn bể đầu ngón tay. Đem luân hồi máu tươi nhỏ xuống đến trong hồ, lại thi triển bát quái thiên đan thuật, muốn chữa trị huyết long. Nhưng, máu tươi của hắn cùng thuật pháp, cũng không có bị bất kỳ hiệu quả nào, huyết long vẫn là yếu ớt hình dáng. Huyết thần trầm giọng nói, vô dụng, huyết long đã rơi vào khô kiệt, hiện tại chúng ta thay hắn treo mệnh, cũng chỉ có thể tạm thời ổn định hắn tánh mạng, nhưng không cách nào giúp hắn khôi phục, trừ phi có thể bắt được long uyên thiên kiếm. Diệp Thần nói, Long Uyên Thiên Kiếm. Huyết Thần nói, không sai. Trong truyền thuyết Long Uyên Thiên Kiếm, bản thân vậy mang hào hùng long tộc đại khí vận, nếu như có thể đạt được kiếm này, để cho huyết long vào bên trong kiếm điều dưỡng, tài năng làm hắn khôi phục. Long Uyên Thiên Kiếm sắp ra đời, chuyện này, Huyết Thần đám người đã biết. Không chỉ là bọn họ,
Nhâm Phi Phàm gieo rắc tin tức, Long Uyên sắp xuất hiện, toàn bộ vực ngoại thế lực cũng nhận được tin tức. Hiện tại, có vô số thế lực điên cuồng trào hướng Long Uyên di tích chi địa, chuẩn bị tranh đoạt thiên kiếm. Một tràng động trời bão lớn đang nổi lên. Đến lúc đó, Nữ Hoàng Thiên Cung và Đế Uyên Điện bên kia cũng sẽ xuất thủ. Diệp Thần vốn là dự định cùng Huyết Thần Hạ Nhược Tuyết các người cướp đoạt thiên kiếm, nhưng hiện tại, Huyết Thần các người muốn lưu lại thay Huyết Long treo mệnh, nói cách khác, Diệp Thần muốn một mình tác chiến, muốn trở thành công cướp lấy Long Uyên thiên kiếm, chỉ sợ muôn vàn khó khăn. Kỷ Tư Thanh nhu tình nhìn Diệp Thần, nói, Diệp Thần, ta cùng ngươi cùng đi. Hiện đang chiếu cố Huyết Long, có Huyết Thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh ba người vậy là đủ rồi, Kỷ Tư Thanh có thể rút người ra đi ra, trợ giúp Diệp Thần đoạt kiếm. Diệp Thần trầm giọng nói, không, Tư Thanh, ngươi lưu lại, chiếu cố Huyết Long. Diệp Thần lo lắng Huyết Long an nguy, chỉ sợ Huyết Long thật đã chết rồi, cẩn thận để gặp, hay là để cho Kỷ Tư Thanh vậy lưu lại, toàn lực chiếu cố Huyết Long. Kỷ Tư Thanh nói, nhưng mà... Diệp Thần nói, yên tâm, ta có lòng tin cướp lấy Long Uyên thiên kiếm, tin tưởng ta. Kỷ Tư Thanh cắn răng, cũng biết ở Huyết Long nguy cấp dưới tình huống, Diệp Thần không thể nào để cho người bất kỳ thoát khỏi, lập tức bất đắc dĩ nói, được, vậy ta lưu lại, ngươi cẩn thận một chút. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu nói, đợi ta trở lại, ta nhất định sẽ bắt được Long Uyên thiên kiếm. Lần này đoạt kiếm, không chỉ có quan hệ đến tương lai khí vận, còn quan hệ đến Huyết Long sống chết. Chỉ có bắt được Long Uyên thiên kiếm, tài năng cứu chữa Huyết Long, nếu không, Huyết Long hẳn phải chết. Bây giờ cách Long Uyên thiên kiếm cấm chế giãn ra, chỉ còn lại không tới nửa tháng, Diệp Thần tuy muốn để lại chiếu cố Huyết Long, nhưng lại biết bản thân có quan trọng hơn sứ mạng. Lập tức Diệp Thần ở Huyết Tử Ngục bên trong, tìm một nơi tĩnh lặng địa phương, sử dụng Nguyện Vọng Thiên Tinh, chuyên tâm tu luyện, chuẩn bị ở thời khắc cuối cùng, lớn mạnh thực lực, là tranh thủ Long Uyên Thiên Kiếm làm chuẩn bị. Nhưng, hắn từ đầu đến cuối khó mà tiến vào trạng thái tu luyện. Đầu óc bên trong, một mực quanh quẩn Huyết Long sắp chết tình trạng, tạm thời lại nghĩ tới cùng thân Đỗ Uyển Nhi lưu luyến triền miên, vô hạn tiếc nuối, nội tâm mơ hồ bị đau, từ đầu đến cuối không thể bình tĩnh. Như vậy qua 3 ngày, Diệp Thần còn không tiến vào trạng thái tu luyện. À, thôi, thuận theo tự nhiên là được. Diệp Thần dứt khoát cũng không tu luyện, ở Nguyện Vọng Thiên Tinh thượng tán bước, tận lực buông lỏng tinh thần. Diệp đại nhân, có người phi kiếm truyền thư. Vừa lúc đó, một cái Huyết Tử Ngục đệ tử báo lại. Cái gì phi kiếm truyền thư? Diệp Thần sửng sốt một chút. Đệ tử kia nói, là từ Huyễn Trần Phong gửi tới. Huyễn Trần Phong sao? Diệp Thần khá là kinh ngạc, nhớ lại Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên hai vợ chồng, Kỷ Lâm cũng ở đây Huyễn Trần Phong bên trong, cũng không biết tình trạng gần đây như thế nào. Đệ tử kia đưa qua phi kiếm truyền thư, Diệp Thần nhận lấy cha xem, quả nhiên là Huyễn Trần Phong gửi tới, Diệt Vô Cực vợ chồng mời hắn đi, bàn chuyện quan trọng, chuyện liên quan đến Long Uyên Thiên Kiếm. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái, cũng biết sự quan trọng đại, lập tức hướng Hạ Nhược Tuyết, Kỷ Tư Thanh các người tạm biệt, phân phó các nàng tiếp tục chăm sóc kỹ Huyết Long, liền một mình biến dạng hư không, đi Huyễn Trần Phong. Đi tới Huyễn Trần Phong bên trong, tất cả sơn môn trận pháp đã sớm mở ra, tựa hồ là vì nghênh đón Diệp Thần đến. Diệp Thần đi tới Huyễn Trần Phong đỉnh núi, nhưng gặp Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên hai vợ chồng đã sớm đang đợi, Kỷ Lâm vậy bé gái đứng ở hai vợ chồng bên người, ôm trước Huyễn Trần Yên bắp đùi. Diệp Thần ca ca, người khỏe nha, vẫn khỏe chứ? Kỷ Lâm một bên ôm trước Huyễn Trần Yên bắp đùi, vừa hướng trước Diệp Thần hì hì cười một tiếng hỏi thăm sức khỏe, lộ vẻ được ngây thơ. Diệp Thần sửng sốt một chút, cũng không nghĩ tới nàng sẽ để cho mình làm Diệp Thần ca ca, mà không phải là Diệp Bức Vương, muốn đến là ở Huyễn Trần Phong bên trong, đạt được Diệt Vô Cực hai vợ chồng chăm sóc huấn luyện, Kỷ Lâm đã bỏ đi trước kia Diệp Bức Vương gọi. Hoặc giả là Diệt Vô Cực hai vợ chồng cảm thấy bất nhã, hiện tại Kỷ Lâm một hơi một cái Diệp Thần ca ca, ngược lại cũng lộ vẻ rất lễ độ hình dáng, không có trước kia như vậy cuốn lên nhảy thoát. Diệp Thần thấy Kỷ Lâm vậy ngây thơ non nớt gương mặt, nội tâm hơi giác trấn an, phiền não hơi tiêu, không khỏi được ôn hú cười một tiếng, nói Kỷ Lâm muội muội, ngươi cũng tốt nha. Nếu Kỷ Lâm gọi Diệp Thần kêu ca ca, Diệp Thần liền cũng gọi em gái nàng, đây là trả lễ lại ý. Kỷ Lâm hì hì cười một tiếng, nói ta rất tốt, Diệp Thần ca ca,
ta cũng rất nhớ ngươi, ngươi rốt cuộc tới cùng ta chơi. Diệp Thần không biết làm sao cười nói, chỉ sợ lúc này, không thời gian lúc nào vui đùa. Sau đó, Diệp Thần hướng Diệt Vô Cực vợ chồng chắp tay thi lễ, nói. Vãn bối Diệp Thần, gặp qua Vô Cực tiền bối, Trần Yên tiền bối, hai vị tiền bối vẫn khỏe chứ? Diệt Vô Cực khoát tay một cái, nói, Diệp Tiểu Hữu, không cần đa lễ, ngày đó may mà ngươi, chúng ta vợ chồng tài năng tháo ra tư tưởng, lần nữa đoàn tụ, gần đây ta bắt được thiên cơ, Công Giã Phong đã chết, sau lưng có ngươi một phần công lao, ngươi lại giúp chúng ta một cái bận rộn. Nguyễn Trần Yên nói, đúng vậy, Diệp công tử, may mà ngươi, nếu không chúng ta vợ chồng lượng, cả ngày lo lắng sợ hãi, vậy không được an bình. Vợ chồng bọn họ ẩn cư ở Nguyễn Trần Phong bên trong, nhưng còn thời khắc gặp phải Công Giã Phong cùng Yên Tịch Kiếm Linh uy hiếp, lúc này Công Giã Phong đã chết, uy hiếp tiêu trừ, hai vợ chồng là hoàn toàn an tâm, lần nữa cảm ơn Diệp Thần. Diệp Thần nói, Công Giã Phong không phải ta giết, các ngươi không cần cảm ơn ta. Ta còn phải đa tạ các ngươi, chiếu cố Kỳ Lâm. Nguyễn Trần Yên cười nói, Kỳ Lâm con bé này rất khôn khéo, chúng ta là cầm nàng làm con gái đối đãi. Năm đó, Nguyễn Trần Yên cùng Diệt Vô Cực, đã từng có thể có một cái đứa nhỏ, đáng tiếc cuối cùng bởi vì Công Giã Phong cùng Yên Tịch Kiếm Linh sát phạt, đứa nhỏ chết trong bụng, bọn họ một mực vô cùng tiếc nuối. Hôm nay, ở bọn họ trong mắt, Kỳ Lâm chính là bọn họ đứa nhỏ. Kỳ Lâm mấy ngày liên tiếp tới nay, đạt được Diệt Vô Cực hai vợ chồng sủng ái, tự nhiên cũng là vô cùng vui thích hạnh phúc, lúc này hì hì cười một tiếng, kéo Diệt Vô Cực hai vợ chồng bàn tay. Diệp Thần cười nói, hai vị tiền bối, đa tạ các người xem trước Kỳ Lâm, con bé này tung tăng, ở các ngươi chăm sóc huấn luyện hạ, hôm nay là khôn khéo rất nhiều, không biết các ngươi cho đòi ta tới đây, vì chuyện gì. Diệt Vô Cực, Nguyễn Trần Yên nhìn nhau, Diệt Vô Cực trầm giọng nói, là liên quan tới Long Uyên Thiên Kiếm chuyện. Diệp Thần nói, hai vị tiền bối cũng có ý đoạt kiếm. Diệt Vô Cực lắc đầu một cái, nói, không phải, ta nghe bạn ngươi Huyết Long xảy ra chuyện, sống chết một sớm một chiều, ngươi hôm nay một thân một mình, muốn đoạt kiếm, muôn vàn khó khăn, cho nên, chúng ta hai vợ chồng muốn giúp ngươi. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, nói, hai vị tiền bối là phải ra núi sao? Diệt Vô Cực nói, đúng vậy, ngươi đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta hai vợ chồng cũng là thời điểm báo đáp. Diệp Thần vội vàng nói, hai vị tiền bối ý tốt, tại hạ tâm lĩnh, chỉ là Long Uyên Thiên Kiếm xuất thế, nguy nan trùng trùng, các ngươi cùng ta đi trước, chỉ sợ có rơi xuống nguy hiểm, các ngươi vẫn là ở lại chỗ này, tiếp tục chiếu cố Kỳ Lâm là được. Nguyễn Trần Yên ôn nhu vuốt ve một tí Kỳ Lâm đầu nhỏ, nói Kỳ Lâm con bé này, thiên tư thông minh, đã có thể một mình phụ trách một phía, lại nữa cần muốn chúng ta chiếu cố. Chúng ta đã đem Nguyễn Trần Phong ủy thác cho nàng, nàng sau này chính là Nguyễn Trần Phong chủ nhân. Kỳ Lâm vừa nghe, nháy mắt một cái, nói, sư nương sư phụ, các ngươi và Diệp Thần ca ca, đi Long Uyên di tích chơi, không phải phải dẫn theo ta sao? Ta cũng phải đi. Nguyễn Trần Yên cười nói, Kỳ Lâm, chúng ta không phải đi chơi, ngươi nghe lời, ở nhà. Kỳ Lâm bĩu môi, nói, không, ta cũng phải đi, các ngươi đều đi, lưu lại ta lẻ loi một người. Lại có ý gì? Diệt Vô Cực trầm giọng nói, Kỳ Lâm, không nên hồ nháo. Ngươi ở nhà, chờ chúng ta trở về. Diệp Thần thấy Diệt Vô Cực hai vợ chồng kiên quyết hình dáng, đã biết bọn họ cố ý muốn đi theo, trợ giúp hắn cướp lấy thiên kiếm. Hắn trong lòng mặc dù không đồng ý, nhưng suy nghĩ hơn một người, cũng có thể hơn một phần lực lượng, liền cũng sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Kỳ Lâm còn nhỏ, đó là tuyệt đối không thể đi theo đi. Kỳ Lâm, nghe lời, ngươi liền ở nhà. Diệp Thần giọng vậy mang nghiêm nghị ý, nhìn Kỳ Lâm. Diệt Vô Cực vợ chồng trong lòng vui mừng, Diệp Thần ý của lời này, là đồng ý bọn họ đi theo, chỉ là không cho phép Kỳ Lâm mạo hiểm. Dừng một chút, Diệp Thần lại sử dụng một quyển thiên thư, nói cái này cuốn Vân Đỉnh Thiên Thư, ta đưa cho ngươi, ngươi thật tốt tu luyện, chờ chúng ta trở về. Diệp Thần sử dụng thiên thư, chính là Vân Đỉnh Thiên Thư. Cái cuốn thiên thư này, luyện hóa chấp trưởng cần phải tiêu hao khí vận, Diệp Thần trước đây không lâu mới vừa luyện hóa nguyện vọng thiên tinh, hiện tại lại chuẩn bị cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, cần chừa chút khí vận, cho nên cũng không có luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư. Huống chi, cái này cuốn Vân Đỉnh Thiên Thư, đối với Diệp Thần mà nói, hơi thở không quá thích hợp. Vân Đỉnh Thiên Thư hơi thở, quá mức mờ ảo,
cùng Diệp Thần trầm ổn võ đạo cùng với Lăng Tiêu võ ý không hợp. Ngược lại là Kỳ Lâm cuốn lên nhảy thoát tính cách, tương đối thích hợp Vân Đỉnh Thiên Thư. Cho nên, Diệp Thần dứt khoát đem cái cuốn thiên thư này, tặng cho Kỳ Lâm, để cho nàng tu luyện. Cùng Kỳ Lâm luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư, tu vi lớn mạnh, sau này cũng có thể trở thành trợ lực của hắn. Ai yêu, Diệp Thần ca ca, người cho ta lễ vật quý trọng như vậy sao? Kỳ Lâm đạt được Diệt Vô Cực vợ chồng dạy dỗ, tầm mắt kiến thức tự nhiên cũng là lớn mở toang ra hào phóng, biết cái này Vân Đỉnh Thiên Thư chỗ lợi hại. Lúc này thấy Diệp Thần phải đem Thiên Thư đưa cho nàng, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Ừ, người thật tốt cầm, lần này Long Uyên Thiên Kiếm ra đời, hung hiểm trùng trùng, người đừng muốn đi theo, vạn nhất người xảy ra chuyện, ta không có cách nào cùng tỷ tỷ ngươi giao phó, cho ta thật tốt ở nhà. Đợi ta trở lại, ta còn muốn kiểm tra ngươi đối với Vân Đỉnh Thiên Thư cảm ngộ. Diệp Thần giọng khá là nghiêm nghị, tranh đoạt Long Uyên Thiên Kiếm, nguy hiểm vạn phần, liền hắn cũng không có đem cầm còn sống đi ra, chớ nói chi là mang theo Kỳ Lâm. Cho nên, lần này đoạt kiếm chuyến đi, là tuyệt đối không thể để cho Kỳ Lâm đi theo đi. Kỳ Lâm thấy Diệt Vô Cực vợ chồng, còn có Diệp Thần cũng hết sức phản đối, cũng biết mình không cơ hội, le lưỡi một cái, phiền muộn uể oải nói, được rồi, không đi cũng không đi, nhưng các ngươi phải đáp ứng ta, nhất định phải sống trở về, ngàn vạn không nên xảy ra chuyện nha. Nàng vô cùng là thông minh, đã cảm giác được chuyến này khó khăn. Thậm chí, nàng từ Diệt Vô Cực vợ chồng trong mắt, thấy một cổ hy sinh xả thân lớn quyết đoán. Hiển nhiên, vì trợ giúp Diệp Thần cướp lấy thiên kiếm, hai vợ chồng thậm chí có tự mình hy sinh ý. Nghe được Kỳ Lâm lời này, Diệp Thần cùng Diệt Vô Cực vợ chồng nhìn nhau, trong lòng vừa cảm thấy ấm áp, cũng là than thở. Đoạt kiếm hung hiểm, sống hay chết, bọn họ cũng không dám xác định. Nhớ, nhất định phải sống trở về, chúng ta kéo móc. Kỳ Lâm lần nữa trọng thân, liền cùng Diệp Thần kéo móc ước định, lại cùng Diệt Vô Cực vợ chồng kéo móc hẹn xong. Diệt Vô Cực vợ chồng cơ hồ rơi lệ, nghiêng đầu đi, than thở một tiếng. Kỳ Lâm, ngươi là thật trưởng thành. Diệp Thần sờ một cái Kỳ Lâm đầu nhỏ. Kỳ Lâm hì hì cười một tiếng, nói, Diệp Thần ca ca, vậy ta tu luyện đi, ngươi cái này Vân Đỉnh Thiên Thư, bề ngoài như có chút phức tạp. Kỳ Lâm nhìn Vân Đỉnh Thiên Thư một mắt, liền cảm giác nội dung bên trong, vô cùng là phức tạp huyền ảo, cho dù lấy thiên phú của nàng, tạm thời tới giữa, cũng là khó mà lĩnh ngộ. Diệp Thần gật đầu một cái, nói, đi đi. Lập tức Kỳ Lâm rời đi, về đi tu luyện Vân Đỉnh Thiên Thư, mà Diệp Thần, thì cùng Diệt Vô Cực vợ chồng, thương lượng cướp lấy thiên kiếm chi tiết, cũng tỉ thí với nhau võ nghệ, quen thuộc thần thông của đối phương, đến lúc đó gặp phải cường địch, cũng có thể phối hợp. Diệp Thần liền ở Huyễn Trần Phong bên trong tạm ở lại, chờ đợi thiên kiếm ra đời. Những ngày qua thời gian, Diệp Thần tâm thần rốt cuộc bình tĩnh lại, có thể tiến vào trạng thái tu luyện. Thời gian vội vã, Diệp Thần mỗi ngày tu luyện, cùng Diệt Vô Cực vợ chồng so tài, lúc rỗi rãnh bầu bạn Kỳ Lâm, hướng dẫn nàng luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư, như vậy chớp mắt một cái gian, đã đến Long Uyên Thiên Kiếm cấm chế giãn ra ngày. Một ngày này, Diệp Thần cùng Diệt Vô Cực vợ chồng chính thức biến dạng hư không lên đường. Diệp Thần ca ca, sư phụ sư nương, các ngươi nhất định phải sống trở về à. Kỳ Lâm đóng giữ ở Huyễn Trần Phong bên trong, hướng ba người kêu lên, phất tay nói tạm biệt. Diệt Vô Cực vợ chồng trong mắt tất cả mang nước mắt, muốn phải đi về bầu bạn Kỳ Lâm, vĩnh viễn ẩn cư, nhưng cuối cùng vẫn là quyết tâm, báo đáp Diệp Thần, liền cùng lao tới Long Uyên di tích, chỉ mong chuyến này có thể thuận thuận lợi lợi, bắt được Long Uyên Thiên Kiếm, trở về cùng Kỳ Lâm đoàn tụ. Diệp Thần cũng giống như nhau tâm tư, không chỉ là cùng Kỳ Lâm đoàn tụ, quan trọng hơn, hắn cần Long Uyên Thiên Kiếm lực lượng, đi cứu chữa huyết long. Ba người đi tới Long Uyên di tích ra, nhưng gặp có vô số người, phân tới bước vào di tích bên trong. Ba người che giấu hơi thở, đổi thay đổi gương mặt hình dáng, vậy xuyên qua lối vào, chính thức tiến vào Long Uyên di tích. Thật ra thì ở cấm chế giãn ra trước 7 tháng 8 ngày bên trong, đã có vô số người vật, trước thời hạn tiến vào di tích bên trong, chờ đợi thiên kiếm ra đời. Diệp Thần ba người tiến vào, nhưng thấy được vô cùng náo nhiệt hình ảnh. Không biết lại có bao nhiêu người, chi chít, giống như thành đống con kiến, vây ở di tích đất bên ngoài. Cái này mảnh di tích chi địa, chu vi ngàn dặm có thừa, không lớn không nhỏ, nhưng vòng ngoài toàn bộ hiện đầy người, cũng không biết lại có bao nhiêu người.
Diệp Thần âm thầm chắc lưỡi hít hà, hắn trước kia trải qua bí cảnh, bảo vật tranh đoạt vân. Vân, quả thực không thiếu, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua nhiều người như vậy, đơn giản là người trên người, không chỗ đặt chân. Diệp Thần, Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên ba người xen lẫn trong đám người bên trong, cũng mau nhét chung một chỗ. Lại có thể nhiều người như vậy. Diệp Thần giật mình không thôi, nhiều người như vậy tranh đoạt Long Uyên Thiên Kiếm, ngược lại là ra hắn ngoài ý liệu. Xem ra Nhâm Phi Phàm gieo rắc tin tức, đặc biệt thành công, hiện tại chuyến này nước, là hoàn toàn khuấy đục. Huyễn Trần Yên nói, thiên kiếm xuất thế, tự nhiên không phải chuyện đùa, người người cũng muốn chia một chén canh, coi như không lấy được thiên kiếm, đạt được một chút thiên kiếm đại khí vận che chở, cũng là vô thượng cơ duyên. Trong truyền thuyết vô thượng thiên kiếm, chân thực quá chân quý, giữa thiên hạ chỉ có 8 cầm mà thôi, mỗi một cầm giá trị cũng không cách nào tưởng tượng, đủ để nghịch thiên cải mệnh. Giống như ban đầu Huyền Cơ Nguyệt, vốn là bị đế thích thiên cái này tâm ma chi chủ, đè qua một đầu, nhưng bởi vì chấp trưởng thần La Thiên Kiếm, mũi nhọn đại thịnh, kiêu căng ngược lại thắng được đế thích thiên. Mà thân đồ ra thân đồ Huyền Nhi, rút ra võ uy thiên kiếm, cũng là nghịch thiên cải mệnh, chấn động vạn giới, trừ thái thượng thế giới bên ngoài, nàng danh tiếng thậm chí lưu truyền đến liền thiên nhân vực. Còn có Hồng Thiên Kinh, thái thượng thiên nữ các đại nhân vật, có thể có hôm nay huy hoàng thành tựu, cũng cùng chấp trưởng thiên kiếm có liên quan. 8 đại thiên kiếm, dùng cựu Nhật chi chủ hồn phách rèn luyện, hàm chứa cựu Nhật chi chủ đại thần uy, hơn nữa còn là dùng Phạm Thiên Thần Công bên trong binh tự quyết, độc môn đúc, tự nhiên không phải chuyện đùa. Giờ phút này Long Uyên di tích chi địa, chi chít, trải rộng muốn tranh đoạt người, có thể hôm nay kiếm sức hấp dẫn. Nếu ai có thể bắt được Long Uyên thiên kiếm mà nói, ai là có thể trở thành vực ngoại sáng chói nhất ngôi sao mới. Di tích chi địa trung ương, vậy vạn trượng cao to lớn Long Uyên kiếm, đang yên tĩnh đứng vững vàng, kiếm cấm chế trên người hơi thở, đang không ngừng chấn động suy yếu, sắp muốn giãn ra phá vỡ. Mà di tích trong đất hung thú, yêu ma, ác linh, âm hồn, đều ở đây ẩn núp, rất nhiều di tích canh phòng, cơ giới con rối, trên trời lơ lửng cổ xưa cơ giới chim quái dị, cơ giới quả cầu vân. Vân, cũng là yên tĩnh chờ đợi, không có dị động gì. Bởi vì, người bên ngoài quá nhiều, nếu như trực tiếp chiến đấu, chúng không có phần thắng. Chỉ có cùng đám người lõm sâu di tích, những thứ này phụ trách bảo vệ thiên kiếm con rối, các yêu ma, chiếm địa lợi, mới có thủ thắng cơ hội. Đột nhiên, trung ương đất Long Uyên thiên kiếm, vần quanh ở kiếm cấm chế trên người phù văn, vào giờ khắc này hoàn toàn sụp đổ, tất cả cấm chế phù văn cũng hoàn toàn giãn ra, thậm chí có chút phù văn còn dập tắt. Theo thiên kiếm cấm chế giãn ra, vậy rất nhiều di tích canh phòng, năng lượng cũng là bị suy yếu, chúng trên trán có một viên đại biểu năng lượng nồng cốt màu đỏ tinh hạch, giống như ánh mắt vậy, hiện tại viên này mắt màu đỏ, ánh sáng rõ ràng ảm đạm xuống, rõ ràng lực lượng yếu bớt. Thiên kiếm cấm chế giãn ra, xông lên. Ai có thể cướp lấy thiên kiếm, người đó chính là một đời mới bá chủ. Nghịch thiên cải mệnh, hùng bá vực ngoại, liền ở hôm nay, xông lên. Vừa nhìn thấy thiên kiếm cấm chế giãn ra, rất nhiều cường giả lớn tiếng kêu gào gầm thét, tràn đầy điên cuồng và kích động, sau đó tất cả mọi người đều rối loạn, do như nước thủy triều châu chấu vậy, như ong vỡ tổ tràn vào di tích trong ruộng. Diệp Thần cho tới bây giờ không gặp qua điên cuồng như vậy tình cảnh, không khỏi có chút da đầu tê dại, cùng Diệt Vô Cực vợ chồng chố mắt nhìn nhau. Diệt Vô Cực vợ chồng cũng là kinh ngạc, sau đó ánh mắt ngưng trọng. Những người này là điên rồi, muốn chấp trưởng thiên kiếm, không có đại khí vận, căn bản không có thể. Mấu chốt có ít người cảnh giới căn bản không đủ. Thậm chí có thể nói là miểu nhỏ, lại còn mưu toan chấp trưởng. Huyễn Trần Yên lắc đầu một cái, cũng không nghĩ tới đám người như vậy điên cuồng. Chỉ đổ thừa ban đầu Huyền Cơ Nguyệt, chấp trưởng thần La Thiên Kiếm sau đó, mũi nhọn tách thả ra quá thịnh, đưa đến người người cũng hâm mộ thiên kiếm thần uy, cũng muốn cướp lấy xưng bá. Tiền bối, chúng ta vào đi thôi. Diệp Thần cũng là ngưng trọng, dậm chân tiến vào di tích chi địa bên trong, muốn ở đây sao hơn tàn bạo người điên cuồng trong tay, cướp đoạt đến Long Uyên Thiên Kiếm, rõ ràng không phải chuyện dễ. Hơn nữa, hắn còn không có dò ngó gặp Huyền Cơ Nguyệt, đế thích thiên bóng người, hiển nhiên hai người kia cũng là ẩn núp được cực tốt, không có tùy tiện bại lộ. Thậm chí, còn có Yên Tịch Kiếm Linh, Diệp Thần cũng không biết ở nơi nào. Muốn cùng bọn họ cướp đoạt thiên kiếm, lại là khó khăn. Tuy nói khó khăn,
nhưng Diệp Thần cũng sẽ không bỏ rơi, cùng Diệt Vô Cực vợ chồng bước vào di tích, trực tiếp hướng trung ương đất Long Uyên Thiên Kiếm đi tới. Mà lúc này, Hồng Thiên Kinh trấn áp chi địa, lại có một người lặng lẽ đến gần, chính là Yên Tịch Thiên Kiếm Kiếm Linh. Yên Tịch Kiếm Linh đi tới trấn áp chi địa, nhưng gặp Hồng Thiên Kinh cả người xích sắt vần quanh, phong ấn so với trước kia, có chút giãn ra, nhưng như cũ vững chắc, khó mà phá giải. Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, đầu bù xù mặt dơ bẩn, hai mắt nhắm nghiền ngủ say, nhưng thân hình cao lớn uy vũ, cho dù ngủ say, hông cũng là thẳng tắp, cũng không có chút nào chán trường vẻ, hiện ra uy vũ bá đạo khí phách, như ngủ say hùng binh. Hồng Thiên Vương, Yên Tịch Kiếm Linh đến gần trấn áp chi địa, nhẹ nhàng kêu gọi một tiếng, thanh âm mang cung kính. Ừ, Hồng Thiên Kinh ngủ say bên trong, nghe được kêu gọi, hơi hí ra ánh mắt, tỉnh lại, thấy Yên Tịch Kiếm Linh, gương mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, như thế nào? Yên Tịch Kiếm Linh cắn răng, nói, hồi bẩm Hồng Thiên Vương, công giã tiên sinh bị Nhâm Phi Phàm giết chết. Hồng Thiên Kinh ha ha cười một tiếng, nói, Nhâm gia thiên mệnh, rốt cuộc phải cùng ta xé rách ra mặt sao? Cũng tốt, hắn thực lực không thấp hơn ta, ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút hắn cao chiêu. Yên Tịch Kiếm Linh nghe nói như vậy, nhất thời kinh hãi, nói, Hồng Thiên Vương, vậy Nhâm Phi Phàm lợi hại như vậy sao? Thực lực lại có thể không thấp hơn ngươi. Hắn lấy là Nhâm Phi Phàm thực lực, chỉ cùng mình tương đương, nơi nào nghĩ đến đối phương lại có thể không thấp hơn Hồng Thiên Kinh. Hồng Thiên Kinh cười nói, thiên mệnh chi tử, ngươi cho là thổi phồng. Hắn không cùng ngươi tích cực thôi, nếu không một đầu ngón tay, là có thể nghiền diệt ngươi trăm ngàn lần. Yên Tịch Kiếm Linh mồ hôi lạnh nhễ nhại, không lời chống đỡ. Hồng Thiên Kinh dừng lại chốc lát, tiếp tục nói, vậy Nhâm Phi Phàm là cao nhất thiên quân, tu vi sâu không lường được, vốn là thái thượng người, chẳng biết tại sao luân lạc tới vực ngoại, đoán chừng là vì né tránh Vũ Hoàng Cổ Đế đuổi giết, ngươi không cần phải để ý đến hắn, hắn không dám tùy tiện ló đầu, nếu không Vũ Hoàng Cổ Đế liều chết đều phải trước hết giết hắn. Yên Tịch Kiếm Linh nói, Thiên Vương Đại Nhân, vậy hôm nay Long Uyên Thiên Kiếm xuất thế, ta là hay không phải đi cướp lấy? Hiện tại, Long Uyên Thiên Kiếm cấm chế đã giãn ra, nhưng Yên Tịch Kiếm Linh cũng không có lập tức đi trước, bởi vì nước quá đục trọc, quá mức nguy hiểm, hắn một thân một mình, không có nắm chắc. Hồng Thiên Kinh bấm ngón tay tính toán, ha ha cười lạnh nói, Nhâm Phi Phàm thật là thủ đoạn, lại có thể cầm nước khuấy đục, đoạt kiếm người quá nhiều, con kiến nhiều cũng có thể cắn chết con voi, hiện tại công giã phong chết, một mình ngươi đích xác không tốt làm, sau lưng còn có Huyền Gia và Đế Thích nhà hai tên kia đâu. Yên Tịch Kiếm Linh thấp giọng nói, Thiên Vương Đại Nhân, hôm nay làm thế nào? Hồng Thiên Kinh nói, Long Uyên Thiên Kiếm dĩ nhiên là muốn cướp được, ta phá vỡ phong ấn, còn muốn dựa vào kiếm này, ngươi dẫn ta phủ chiếu, đi và Ma Tổ Vô Thiên hợp tác, hợp lực cướp lấy thiên kiếm, bắt được kiếm sau đó, cho ta chảm phá phong ấn, sau đó đưa kiếm này cho Ma Tổ Vô Thiên, muốn đến hắn vậy nguyện ý. Vừa nói, Hồng Thiên Kinh linh khí ngưng tụ, hóa ra một đạo phù chiếu, giao cho Yên Tịch Kiếm Linh. Yên Tịch Kiếm Linh ngạc nhiên nói, muốn cùng Ma Tổ Vô Thiên hợp tác sao? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đoạt kiếm? Hồng Thiên Kinh bấm ngón tay suy diễn, phân biệt sáng tỏ nhân quả, cười một cái, nói, hắn sẽ đối kháng Vũ Hoàng Cổ Đế, dĩ nhiên là muốn mưu đoạt thiên kiếm, chỉ là người khác ở Hắc Ám Biển Cấm, đối mặt vạn khư áp lực quá lớn, không thể tự mình phái người tới. Yên Tịch Kiếm Linh sửng sốt một chút, nói, nếu không thể tự mình phái người tới, vậy chúng ta làm sao còn hợp tác với hắn? Hồng Thiên Kinh nói, Ma Tổ Vô Thiên ở Thiên Nhân Vực, có một cái chi nhánh thế lực, tên là Như Ý Tông, nắm giữ nhỏ Phạm Thiên Công bên trong Như Tự Quyết, vậy Như Ý Tông mấy đời cung phụng Ma Tổ Vô Thiên, lần này cũng muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, hiến tặng cho Ma Tổ Vô Thiên, người đi tìm Như Ý Tông thiếu tông chủ Cáo Phi Hàn, hợp tác với hắn là được. Yên Tịch Kiếm Linh rõ ràng tới đây, nói, Thiên Vương Đại Nhân, thuộc hạ biết. Dừng một chút, Yên Tịch Kiếm Linh lại nói, nhưng, cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, cuối cùng thật muốn tặng cho Ma Tổ Vô Thiên sao? Hồng Thiên Kinh nói, không sai, công giã phong bị giết chết, chúng ta thế lực thật to suy yếu, chỉ có thể ẩn nhẫn, cùng lấy được rồi Long Uyên Thiên Kiếm, chúng ta mượn dùng một lần, chảm phá phong ấn là được, sau chuyện này đưa cho Ma Tổ Vô Thiên, đây cũng là hành động bất đắc dĩ, nhưng chờ ta phá vỡ phong ấn, hết thảy trở ngại cũng không thành vấn đề. Hắn giọng bên trong, rất nhiều hùng hồn khí phách, tựa như bỏ qua Long Uyên Thiên Kiếm, chỉ là một kiện không đáng nhắc tới chuyện nhỏ.
Thiên Tịch Kiếm Linh có vẻ bội phục, thật sâu khen ngợi. Hồng Thiên Kinh đích xác là có đại nhân vật phong độ khí phách, dám cắt dám bỏ, liền Long Uyên Thiên Kiếm cũng bỏ được buông tha, chỉ cần có thể đột phá phong ấn. Nếu như Hồng Thiên Kinh phá vỡ phong ấn xuất thế, hắn đủ để cho Yên Tịch Thiên Kiếm mũi nhọn lần nữa khôi phục đỉnh cấp, đến lúc đó, hắn cũng là chấp trưởng Thiên Kiếm người, tự nhiên không sợ hết thảy. Yên Tịch Kiếm Linh nói, Thiên Vương Đại Nhân, thuộc hạ cũng rõ ràng, vậy thì đi di tích chi địa, cùng Như Ý Tông hợp tác, cướp lấy Thiên Kiếm. Hồng Thiên Kinh gật đầu một cái, nói, rất tốt, người đi đi, nhớ, phải dùng mưu lợi biện pháp, không muốn cùng Luân Hồi Chi Chủ, Huyền Cơ Nguyệt Đế Thích Thiên các người nổi lên va chạm, có thể đúng dịp đoạt Thiên Kiếm, liền không muốn lỗ mãng động võ, người một thân một mình, chưa chắc là bọn họ địch thủ. Yên Tịch Kiếm Linh hơi suy nghĩ một chút, chính là bừng tỉnh. Như Ý Tông nắm giữ nhỏ Phạm Thiên Công bên trong Như Tự Quyết, có thể biến hóa muôn vàn, hoàn toàn có thể dùng mưu lợi biện pháp, cướp lấy Thiên Kiếm. Như Tự Quyết thần thông, là đạo gia 72 biến, thiên cương sát biến hóa, dịch dung biến ảo vân. Vân, cái này 72 biến thần thông vừa thi triển ra, có thể biến hóa vạn vật. Đến lúc đó, chỉ phải biến hóa thành một cái di tích canh phòng, ngụy trang dưới, đục nước béo cò, đủ để man thiên quá hải, lặng yên không tiếng động đến gần Long Uyên Thiên Kiếm, thuận lợi cướp được thân kiếm, đừng nói sẽ không bị người phát hiện, coi như là di tích bên trong chân chính canh phòng, rất nhiều yêu ma, ở hỗn loạn bên trong, cũng khó mà phát hiện. Yên Tịch Kiếm Linh vô cùng là thông minh, đã nghĩ tới cái này một tầng. Hồng Thiên Kinh muốn cùng Như Ý Tông hợp tác, cũng là thấy được Như Ý Tông độc môn thần thông, có thể Gary dùng. Thiên Vương Đại Nhân, thuộc hạ rõ ràng, lập tức lên đường. Lập tức Yên Tịch Kiếm Linh lên đường, cầm Hồng Thiên Kinh phù chiếu, đi di tích chi địa, chuẩn bị tìm Như Ý Tông thiếu chủ Cáo Phi Hàn, thương lượng hợp tác chuyện. Phù này chiếu bên trong, hàm chứa rất nhiều nhân quả hơi thở, Yên Tịch Kiếm Linh cẩn thận điều tra, nhưng phát hiện một cái sợ hãi chỉ thị. Hồng Thiên Kinh ở phù chiếu bên trong, yêu cầu hắn ở nguy cấp thời điểm, liều mạng tự mình hy sinh tánh mạng, cũng phải cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, quyết không thể mất đi. Ta con cờ này, cuối cùng đã tới hy sinh lúc sao? Yên Tịch Kiếm Linh một tiếng cười thảm, đã cảm thấy ngày hôm nay đoạt kiếm, mình là giữ nhiều lành ít. Đây là con cờ vận mệnh. Tất cả con cờ, vì cuối cùng cuộc cờ thắng lợi, cũng có thể bị hy sinh. Mà này cùng vận mệnh, tự nhiên vậy không tới phiên hắn tới phản kháng. Cũng tốt, công giã tiên sinh, ta rất nhanh liền xuống bồi ngươi. Yên Tịch Kiếm Linh ở vạn năm tới giữa, sớm có vô số lần chuẩn bị tâm tư, lúc này vận mệnh hạ xuống, hắn vậy than thở tiếp nhận, trong lòng chỉ có cuối cùng một chút hy vọng xa vời, đó chính là bắt được Long Uyên Thiên Kiếm sau đó. Hồng Thiên Kinh phá vỡ phong ấn, sau này chu diệt Luân Hồi, chiếm đoạt sáu nói, ở Luân Hồi Thiên Quốc bên trong đem hắn sống lại. Rất nhanh, Yên Tịch Kiếm Linh vậy đi tới di tích chi địa, thấy bên trong chi chít sóng người, cũng có gật đầu ra tóc đay, lặng lẽ bước vào di tích bên trong. Mà Diệp Thần, Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên ba người, đang di tích chi địa bên trong tiến về phía trước, một đường hướng Long Uyên Thiên Kiếm đi tới. Từ bọn họ vị trí đến Long Uyên Thiên Kiếm, cũng chỉ ngàn dặm đường xá, nếu như là dưới tình huống bình thường, lắc mình ngay lập tức có thể tới. Nhưng lúc này, ba người nhưng là nửa bước khó đi. Di tích chi địa bên trong, hiện đầy rất nhiều canh phòng yêu ma, ác linh âm hồn vân. Vân, ba người đi tới trước không tới một km, thì có mấy đầu vô cùng to lớn di tích canh phòng, ngăn ở bọn họ trước mặt. Cái này mấy đầu di tích canh phòng, đều có mười mấy mét cao. Thân thể là dùng kim loại chế tạo, cả người hiện lên đồng quang, là cổ xưa thời đại cường giả, đặc thù tạo ra kim loại con rối, chuyên môn dùng để bảo vệ Long Uyên Thiên Kiếm, mang có đơn giản một chút linh trí, có thể đuổi giết người sống hơi thở. Vậy mấy đầu di tích canh phòng, trong tay cũng xách dáng vóc to kiếm to, đằng đằng sát khí, chúng là cái này mảnh di tích chi địa bên trong, cường hãn nhất tồn tại, số lượng không biết có nhiều ít, trùng trùng bảo vệ Thiên Kiếm, nghiêm cấm người bất kỳ đến gần. Giờ phút này, vậy mấy đầu di tích canh phòng, trong tay cự kiếm, cũng nhuộm đầy máu tươi, dưới chân có mấy cái tàn toái thi thể. Hiển nhiên, ở Diệp Thần ba người trước mặt đoạt kiếm người, đã có người bị di hành động canh phòng chém giết. Mấy đầu di tích canh phòng cổ họng bên trong, phát ra khàn khàn nặng nề tiếng kim loại âm, trên trán màu đỏ một mắt, mang sát khí nồng nặc, hướng Diệp Thần ba người chạy đạp tới, giơ lên cự kiếm chính là chém xuống.
Những di tích này canh phòng, hơi thở cùng Long Uyên Thiên Kiếm lẫn nhau câu thông, ra tay mang theo thiên kiếm mũi nhọn sát phạt, vô cùng ác liệt. Mắt gặp mấy cầm cự kiếm mũi nhọn giết tới, Diệp Thần, Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên ba người, đều cảm thấy một hồi to lớn ác liệt sát phạt, tựa hồ muốn đem người cắt nhỏ. Xích Trần Thần Mạch, mở. Diệp Thần thong thả, cũng không có tùy tiện vận dụng tai nan thiên kiếm, mà là mở Xích Trần Thần Mạch, từng luồng canh kim tinh khí hội tụ, hóa ra từng tờ một màu vàng kim tấm thuẫn, làm thành một vòng, bảo vệ mình cùng Diệt Vô Cực vợ chồng. Phịch. Vậy mấy đầu di tích con rối, cự kiếm giết tới, lập tức bị tấm thuẫn ngăn trở ở. Yên Vũ Huyễn Mộc, đi. Huyễn Trần Yên lập tức ra tay, đầu ngón tay cua múa gian, từng luồng khói hơi nước tức tràn ra đi, quấn quanh đến vậy mấy đầu di tích canh phòng trên. Những di tích này canh phòng, đều là kim loại con rối, kiêng kỵ nhất hơi nước xâm nhập. Huyễn Trần Yên sử dụng mưa bụi thần thông, từng luồng hơi nước phá vỡ di tích canh phòng bề mặt phòng vệ, trực tiếp đi sâu vào chúng thân xác nội bộ cơ giới cấu tạo bên trong, hơi nước mổ một cái nứt ra, vậy mấy đầu canh phòng, thân thể nhất thời rắc rắc sát vang dội, cơ giới cấu tạo bị đánh loạn, phát ra chi chi nha nha tiếng vang. Phịch. Cuối cùng, vậy mấy đầu di tích canh phòng con rối, toàn bộ nổ tung, hoàn toàn bị phá hủy. Huyễn Trần Yên thở phào nhẹ nhõm, linh khí tiêu hao quá lớn, gương mặt một hồi trắng bệch. Phu nhân, không có sao chứ? Diệt Vô Cực vội vàng trên đỡ nàng, ân cần hỏi. Huyễn Trần Yên nói, không có sao, nơi này rất không an toàn, chúng ta đi mau. Vậy mấy đầu di tích canh phòng, bị phá hủy sau đó, vùng lân cận có mười mấy đầu canh phòng, nghe vang động, trán đỏ mắt lóe lên, mang sát khí, đạp sải bước hướng Diệp Thần ba người đuổi giết tới. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy cảm thấy vô cùng nguy hiểm, vội vàng cùng Huyễn Trần Yên, Diệt Vô Cực hai người, nhanh chóng rời đi, tìm chỗ an thân. Mà vậy mười mấy đầu di tích canh phòng, còn ở đuổi tận cùng không buông. Xem ra không tránh được một tràng ác chiến. Diệp Thần cắn răng, lòng bàn tay hơi nổi lên hủy diệt đạo ấn dấu vết, chuẩn bị ra tay. Vù vù. Nhưng ngay vào lúc này, Diệp Thần cảm thấy được trong cơ thể khác thường động. Hắn Long Uyên phù chiếu, vào giờ khắc này kịch liệt chấn động đứng lên, xa xa cùng ngàn bên trong ngoài Long Uyên cự kiếm câu thông. Mà những cái kia di tích canh phòng, cảm ứng được cái này dị tượng sau đó, lập tức dừng lại ở bước chân, không có lại đuổi giết Diệp Thần, ngừng lại một chút sau đó, xoay người rời đi. Đây là chuyện gì xảy ra? Huyễn Trần Yên cùng Diệt Vô Cực một hồi kinh ngạc. Diệp Thần đem phù chiếu móc ra, vui vẻ nói, ta có Long Uyên kiếm khéo léo phù chiếu, xem ra là phù chiếu linh khí, tránh chúng ta bị công kích. Huyễn Trần Yên vui vẻ nói, vậy thì tốt quá, những cái kia di tích canh phòng quá mức hung mãnh, nếu là có thể sợ bị chúng công kích, tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Những thủ vệ kia con rối, cũng mang theo Long Uyên Thiên Kiếm gia trì, công kích sát phạt vô cùng lợi hại, hiện tại Diệp Thần có phù chiếu hộ thể, sợ bị công kích, ngược lại là giảm bớt rất nhiều phiền toái. Lập tức ba người tiếp tục đi tới trước, quả nhiên không có lại bị di tích thủ vệ công kích, nhưng còn có các loại âm hồn ác linh, yêu ma hung thú vân. Vân, như cũ tập kích ba người. Thật may những thứ này âm hồn ác linh, yêu ma hung thú, cũng không Long Uyên Thiên Kiếm lực lượng gia trì, đối phó tương đối buông lỏng, ba người không có xuất hiện lại nguy hiểm gì. Thời gian vội vã đi qua, rất nhanh liền đến nửa đêm, di tích đất ánh sáng hoàn toàn ảm đạm xuống, rất nhiều di tích canh phòng, yêu ma hung thú, ở nửa đêm bên trong, lực lượng tăng cường thật nhiều. Chúng ta trước nghỉ ngơi một chút. Diệp Thần dừng lại ở bước chân, trong đêm đen đi tới trước, quá mức nguy hiểm. Hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên gật đầu một cái, vậy đồng ý Diệp Thần kế hoạch. Coi như bỏ mặc trong đêm tối nguy hiểm, ba người bôn ba một ngày, vậy cần nghỉ ngơi điều chỉnh. Long Uyên di tích địa mạch, bị Long Uyên Thiên Kiếm cấm chế ảnh hưởng, sát khí đặc biệt nồng nặc, ba người thân ở di tích bên trong, không ngừng bị sát khí xâm nhập, kinh mạch từng cơn mệt nhọc, cần điều tức hóa giải. Ở trước mắt ba người, là một tòa hoang phế cổ xưa cung điện, có một khối gãy lìa bảng hiệu rớt xuống, phía trên loáng thoáng có thể gặp đúc luyện bí mật cung bốn chữ. Mà ở trong cung điện mặt, còn có rất nhiều lưu lại cỡ lớn kim loại, trận pháp vân. Vân, đang không ngừng vận chuyển. Ngoài ra, còn có rất nhiều không thành hình kim loại con rối, đống để ở một bên. Cái này kêu đúc luyện bí mật cung địa phương, rõ ràng chính là chế tạo kim loại con rối,
di tích canh phòng chi địa, chỉ là không biết cớ gì hoang phế. Cung điện bên trong, khắp nơi tràn đầy nồng nặc địa mạch hỏa khí, đem vậy âm sát khí, cũng toàn bộ tách ra hết. Nói cách khác, ở chỗ này nghỉ ngơi nói, có thể không chịu âm sát khí ảnh hưởng, có thể được tốt nhất điều chỉnh. Diệp Thần ba người vận khí rất tốt, lại có thể tìm được như thế một khối thích hợp nơi nghỉ ngơi, hiển nhiên là Diệp Thần đại khí vận. Lập tức ba người tiến vào đúc luyện bí mật cung bên trong, giấy lên một đống lửa, ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Diệp Thần từ nguyện vọng thiên tinh bên trong, lấy ra một ít thiên tài địa bảo, kỳ chân dị quả vân. Vân, cùng diệt vô cực, huyễn trần yên phân thực. Ba người đang nghỉ ngơi tới giữa, chợt nghe bên ngoài một loạt tiếng bước chân truyền tới, sau đó liền gặp một người mặc cẩm bào trẻ tuổi nam tử, mang mười mấy người làm, sải bước đi tới. Vậy phía sau nam tử người làm, đều là cùng một màu quần áo đen sức lực trang, gương mặt rất nhiều dũng hãn đoạn tuyệt ý, nhưng trong mắt lại ẩn hàm sợ hãi vẻ tuyệt vọng, tựa hồ là nam tử kia đào tạo tử sĩ. Lần này đoạt kiếm, cái nhóm này tử sĩ, tự nhiên cũng là muốn hy sinh con cờ. Diệt vô cực cùng Huyễn Trần Yên, thấy vậy cẩm bào nam tử, nhất thời cả kinh, trong mắt một hồi chán ghét, kêu lên cáo phi hàn, là ngươi. Vậy cẩm bào nam tử gặp được hai người, cũng là hơi sững sờ, khá cảm thấy ngoài ý muốn, nói, hai vị tiền bối, thật đúng là đúng dịp, không nghĩ tới lại có thể sẽ nơi này thấy các ngươi, thật là duyên phận à, Kỳ Lâm muội muội đâu. Vậy kêu là cáo phi hàn nam tử, nhìn chung quanh, không gặp Kỳ Lâm, ở Diệt vô cực cùng Huyễn Trần Yên bên người, chỉ đi theo Diệp Thần. Hắn gặp Diệp Thần tu vi, chỉ có còn thật cảnh nhất tầng thiên, liền không thế nào đặt ở bên trong mắt, muốn đến là Diệt vô cực hai vợ chồng đệ tử. Diệp Thần nghe được vậy cáo phi hàn, lại có thể kêu Kỳ Lâm làm muội muội, nhất thời nhướng mày một cái, hướng Diệt vô cực hai vợ chồng nói, hai vị tiền bối, hắn là người nào, và Kỳ Lâm quan hệ thế nào? Diệt vô cực hừ một tiếng, nói, là Như Ý Tông thiếu tông chủ, kêu cáo phi hàn, hắn trước chút thời điểm, đã từng tới Huyễn Trần Phong, muốn hướng Kỳ Lâm cầu hôn. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói cầu hôn, Kỳ Lâm còn như thế nhỏ, làm sao cầu hôn? Bên kia cáo phi hàn vui vẻ cười to, nói Kỳ Lâm muội muội tuổi tác tuy nhỏ, nhưng nuôi mấy năm liền trưởng thành, nàng thiên phú rất tốt, ta rất thích nàng, trước cưới nàng làm con dâu nuôi từ nhỏ, mấy năm sau nàng trưởng thành, lại động phòng cũng không muộn. Diệp Thần nghe được vậy cần dâu nuôi từ nhỏ ba chữ, nhất thời giận dữ, nói, xúc sinh. Cho ta chết. Dứt lời, Diệp Thần đột nhiên một chưởng đánh ra, chưởng phong cương mãnh như sấm, hướng cáo phi hàn lướt đi. Nghe được cáo phi hàn là Như Ý Tông thiếu tông chủ lúc đó, Diệp Thần đã tối bên trong suy diễn thiên cơ, dọc theo cái đầu mối này, lập tức nhìn rõ lai lịch của đối phương. Cái này Như Ý Tông, lại là cựu Nhật Minh chi nhánh thế lực. Mấy đời tới nay, Như Ý Tông cung phụng ma tổ vô thiên, lần này bước vào di tích chi địa, là muốn cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, hiến tặng cho ma tổ vô thiên, mưu cầu bước lên thái thượng cơ hội. Diệp Thần trước đây cùng Karura tướng chiến, đã cùng cựu Nhật Minh kết làm thù oán, tùy tiện không thể hóa giải, đã như vậy, hắn ra tay cũng không để lại tình, chạy muốn lấy cáo phi hàn tánh mạng. Đối phương lại muốn ô nhục Kỳ Lâm, đây là Diệp Thần không cách nào dễ dàng tha thứ sự việc. Hắn đã nhìn thấu cáo phi hàn tu vi lai lịch, đại khái là thái chân cảnh tầng 8 thiên. Lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, muốn tru diệt loại cấp bậc này người tu luyện, liền như bóp chết một con kiến, không phí nhiều sức. Cái gì? Vậy cáo phi hàn thấy Diệp Thần một trường quay chụp, chỉ hù được tâm đảm câu liệt, lại không có mới vừa vậy cổ phách lối hình dáng. Diệp Thần một trường này, đã vận dụng tiểu trọng lâu trưởng võ đạo, trưởng phong cương mãnh mà hung hãn, muốn tiêu diệt cáo phi hàn. Đơn giản là như nghiền diệt con kiến hôi. Diệt vô cực và Huyễn Trần Yên cũng là lấy làm kinh hãi, cũng không nghĩ tới Diệp Thần lại đột nhiên giận dữ ra tay. Mắt xem cáo phi hàn, sẽ bị Diệp Thần một chưởng đánh chết, vừa lúc đó, sau lưng hắn một cái người làm tử sĩ, phi thân ra, chắn trước người hắn. Phịch! Diệp Thần một chưởng bạo đi giết, đem vậy người làm tử sĩ đánh bể, người sau máu thịt tung tóe, trong nháy mắt chết oan uổng. Cáo phi hàn từ trong quỷ môn quan trở về, chỉ hù ra cả người mồ hôi lạnh, kêu lên, ngươi là ai? Ngươi thực lực, tuyệt không phải bề ngoài như thế đơn giản. Chỉ từ Diệp Thần một trưởng này xem, hắn chân chính sức chiến đấu, đã vượt qua Diệt vô cực và Huyễn Trần Yên, đơn giản là khó mà hình dung mạnh mẽ. Cáo phi hàn thật sâu khủng hoảng,
chỉ cảm thấy mình là con kiến hôi tồn tại, tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ. Khủng hoảng dưới, hắn thân thể ẩn nhiên có hắc khí thả ra, tựa hồ đang nổi lên bài tẩy gì, nhưng cái này lá bài tẩy tựa hồ đặc biệt chặt muốn, hắn lại không có tùy tiện bại lộ, ẩn nhẫn không phát. Keng! Hắn dưới quyền mười mấy người làm tử sĩ, nhưng là đồng loạt rút ra đao kiếm, bảo vệ ở hắn bên người. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, nhưng là không để ý chút nào, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Tiểu Hữu, đừng xung động. Diệt Vô Cực cản lại Diệp Thần, thanh âm ngưng trọng. Huyễn Trần Yên vậy nhẹ nhàng kéo Diệp Thần tay, nói tên này là Như Ý Tông thiếu tông chủ, sau lưng có ma tổ vô thiên bảo vệ, không nên tùy tiện xé rách ra mặt, nếu không đắc tội ma tổ vô thiên, không tốt thu thập. Hiển nhiên, ma tổ vô thiên uy danh, Diệt Vô Cực vợ chồng cũng là như sấm bên tai, không dám tùy tiện đắc tội. Cáo Phi Hàn thấy vậy, nhất thời vui vẻ cười to, nói, không sai, ta Như Ý Tông là ma tổ vô thiên dưới quyền thế lực, các ngươi không muốn hành động thiếu suy nghĩ, nếu không ta bẩm báo lên trời, ma tổ thần phạt hạ xuống, các ngươi có thể ngăn cản được. Hắn lúc này dựa vào ma tổ vô thiên uy thế, trong giọng nói lại có phách lối kiêu ngạo. Ma tổ vô thiên thì như thế nào? Ta muốn giết ngươi, trên trời dưới đất, không người cứu được ngươi. Diệp Thần nhưng là giận dữ, không có chút nào cố kỵ, bỗng nhiên bước chân đạp một cái, thân thể lăng không lên, một chưởng đánh giết xuống, lại vòng qua những cái kia tử sĩ người làm ngăn trở, một chưởng cách không đánh phía Cáo Phi Hàn đầu. Cáo Phi Hàn thất kinh, không nghĩ tới hắn mang ra ma tổ vô thiên, Diệp Thần lại còn dám ra tay. Tên này, rốt cuộc là ai, lại có thể liền ma tổ vô thiên đều không đặt ở bên trong mắt. Đây là muốn lật trời. Kinh hoàng bên trong. Cáo Phi Hàn thân thể đột nhiên một cái co rúc lại, hóa thành một cái nhỏ nhỏ chim sẻ, tránh được Diệp Thần trưởng giết, bay trốn qua một bên, rơi xuống đất lại đổi hồi hình người. Lần này hắn có phòng bị, cuối cùng không giống mới vừa như vậy chật vật. Ừ, nhỏ Phạm Thiên Công, như tự quyết. Diệp Thần thấy biến hóa của đối phương thần thông, nhất thời bừng tỉnh. Cáo Phi Hàn cái này thần thông, nguyên lai là nhỏ Phạm Thiên Công bên trong như tự quyết. Như tự quyết. Chính là đạo gia 72 biến pháp môn, có thể tùy ý biến hóa, cái này thần thông thi triển ra, vừa có thể lấy biến thành muỗi rắn kiến, chim sẻ ong mật, chó sói sư hổ báo cùng sinh vật, cũng có thể biến thành miếu thờ cung điện, rừng rậm núi cao, lâu vũ kiến trúc vân. Vân, còn có thể dịch dung thiên diện, biến thành người bất kỳ hình dáng, thật là vô cùng ảo diệu. Coi là người có chút ánh mắt, có thể nhận ra ta Như Ý Tông thần thông, hôm nay các người Huyễn Trần Phong. Lại dám như vậy chiết nhục ta, ta trở về sau đó, nhất định tế nói với ma tổ vô thiên, các ngươi chờ chết đi. Cáo Phi Hàn cắn răng, cũng không dám cùng Diệp Thần là địch, vội vàng vung tay lên, liền muốn dẫn người rời đi. Hắn như tự quyết, cuối cùng là biện pháp che mắt vậy ảo thuật biến hóa, cũng không phải là công phạt chiến đấu thần thông, nếu như đánh, hắn tuyệt đối không phải Diệp Thần địch thủ. Diệp Thần trưởng pháp quá mức lợi hại, võ đạo ý uẩn lại là vô cùng mạnh mẽ. Lực đạo vô cùng cương mãnh, cái gọi là lực vượt 10.000 pháp, một khi Diệp Thần trưởng lực trình độ cao nhất bùng nổ, vậy thì thật là cái gì ảo thuật cũng không ngăn nổi. Diệp Thần hừ một tiếng, đang muốn đuổi giết, chợt nghe chung quanh truyền tới một hồi rắc 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 nặng nề tiếng bước chân, nhưng gặp ước chừng mấy chục đầu di tích canh phòng, đạp hung mãnh nhịp bước, từ cung điện bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng nơi này vây giết tới. Ở trên trời bên trong, còn có mười mấy đầu phơi bày quả cầu trạng di tích người thợ săn, con người lóe lên hồng quang, vậy bao vây. Chuyện gì xảy ra? Diệp Thần cả kinh, lại không nghĩ rằng đột nhiên sẽ có như thế nhiều di tích canh phòng xuất hiện. Vậy Cáo Phi Hàn cũng là lớn kinh, hắn còn muốn từ bên cạnh đường mòn chui cách, nhưng hiện ở chung quanh lối ra, toàn bộ bị di hành động canh phòng ngăn chặn, căn bản không cách nào thoát đi. Đáng chết, là Huyền Cơ Nguyệt, nàng muốn đoạt ta tiên phù thiên thư. Cáo Phi Hàn cắn răng nghiến lợi, vọng hướng bốn phía di tích canh phòng, nhưng phát hiện mỗi một đầu canh phòng con rối trên thân thể, cũng mơ hồ có cổ xưa phù văn ánh sáng ở tràn ngập. Những phù văn kia, là Thái Thượng Thiên Phù đạo phù văn. Mà Thái Thượng Thiên Phù nói, chính là Huyền Cơ Nguyệt thần thông. Nói cách khác, Huyền Cơ Nguyệt lợi dụng Thiên Phù đạo pháp, khống chế được những thứ này canh phòng con rối. Huyền Cơ Nguyệt, Diệp Thần vậy nhìn thấu đầu mối. Hắn cầm Long Uyên Thiên Kiếm kiếm linh phù chiếu, vốn là sẽ không bị canh phòng công kích, nhưng hiện tại, chung quanh canh phòng, cũng không có thả qua Diệp Thần ý, không nhìn thẳng kiếm linh phù chiếu.
Hiển nhiên, tất cả canh phòng đều bị Huyền Cơ Nguyệt thao túng. Huyền Cơ Nguyệt không biết núp ở chỗ nào, ở yên lặng điều khiển hết thảy. Bình bịch bịch, mấy chục đầu di tích canh phòng, giống như là cổ xưa cự nhân, đạp sải bước vây giết tới đây, giơ lên to lớn đao kiếm, không khác biệt giết hướng Diệp Thần, Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên ba người, Cáo Phi Hàn bên kia, vậy giống vậy được không khác biệt công kích. Những di tích này canh phòng, thân thể là kim loại đúc, to lớn nặng nề, thế đại lực trầm, quả thực khó đối phó. Diệp Thần sắc mặt hơi ngưng trọng, nếu như rút ra tai nan thiên kiếm mà nói, dựa vào thiên kiếm mũi nhọn, ngược lại là có thể tùy tiện phá hỏng con rối. Nhưng thiên kiếm không thể khinh thường dùng, Diệp Thần cũng không có tùy tiện rút kiếm. Hủy diệt đạo ấn, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, trực tiếp mở hủy diệt đạo ấn, lòng bàn tay có cực hạn hủy diệt thần mang bùng nổ, một chưởng hướng lại gần trước người một đầu canh phòng đánh tới. Phịch, hung mãnh một chưởng rơi xuống, vậy di tích thủ vệ thân xác, nhất thời bị Diệp Thần một chưởng đánh bể. Nhưng mà, chung quanh thủ vệ số lượng quá nhiều, Diệp Thần đánh bể một đầu sau đó, lại có mấy đầu vây giết đi lên, mấy cầm kinh khủng cự kiếm chém xuống, làm người ta nghẹt thở. Phải biết, những di tích này canh phòng, cũng có thể mượn dùng một chút Long Uyên Thiên Kiếm mũi nhọn, sát phạt hơi thở tự nhiên không phải chuyện đùa. Diệp Thần nên cũng không dám lạnh nhạt, lắc mình xê dịch, một bên lợi dụng cương mãnh trưởng thế, phối hợp hủy diệt đạo ấn, cùng những cái kia di tích canh phòng chu toàn. Mà Diệt Vô Cực, giống vậy tinh thông hủy diệt đạo ấn, thậm chí đạt tới 9 tầng trời tiêu chuẩn, hắn cùng Huyễn Trần Yên hai người liên thủ, đối phó di tích canh phòng, cũng có thể chu toàn, cũng không có nguy hiểm quá lớn. Mà Cáo Phi Hàn bên kia, chính là khá là chật vật, đối mặt rất nhiều thủ vệ tập sát, có chút khó mà chống đỡ, rất nhanh hao tổn hết ba tử sĩ. Đi mau, tình thế không ổn. Đạo gia nghĩa sâu xa, 72 biến, và quang cùng trần. Cáo Phi Hàn nguy cấp bên trong, sử dụng như tự quyết, thân thể một cái biến hóa, lại có thể biến thành di tích canh phòng con rối, bề ngoài nhìn như, chừng mười mấy mét cao, cũng là kim loại chế tạo thân xác, và chung quanh canh phòng giống nhau như đúc, liền giống như loại vậy, không nhìn ra nửa điểm khác biệt. Đây là hắn như ý tông thần thông, như tự quyết tuyệt diệu chỗ, mặc dù sức chiến đấu bình thường, nhưng ảo thuật biến hóa, cơ hồ là lấy giả loạn thật, làm người ta khó mà phân biệt. Mới vừa những cái kia công kích hắn di tích canh phòng, lập tức toàn bộ dừng tay, hơi có điểm mê mang đứng bất động tại chỗ. Lấy những thứ này canh phòng đầu óc đơn giản, tự nhiên không thể hiểu, là địch nhân gì lại đột nhiên biến thành đồng loại. Thừa dịp này cơ hội, Cáo Phi Hàn vội vàng mang dưới quyền người làm, hơi có điểm chật vật thoát đi. Diệp Thần thấy Cáo Phi Hàn ảo thuật biến hóa, trong lòng hoảng nhiên hiểu ra, nghĩ ngợi, tên này muốn lợi dụng ảo thuật, cướp lấy thiên kiếm. Ngược lại là một người vô cùng khôn khéo biện pháp. Nếu như Cáo Phi Hàn biến thành di tích canh phòng, vậy liền có thể man thiên quá hải, lặng yên không tiếng động đến gần Long Uyên Thiên Kiếm, ai cũng không cách nào phát hiện. Nhưng Diệp Thần thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, đã nhận ra được không đúng, lẩm bẩm nói, chấp trưởng thiên kiếm, cần nghịch thiên thực lực cùng khí vận, coi như may mắn đến gần, lấy hắn thái chân cảnh tầng 8 thiên thực lực, lại làm sao có thể chân chính đoạt kiếm. Cẩn thận suy nghĩ lại một chút, lại phát hiện đối phương mưu đồ, nói, muốn đến vậy mười mấy người làm, chính là hắn đào tạo tử sĩ, muốn dùng cái này là hy sinh hiến tế, đạt được thiên kiếm đồng ý, nhưng nơi nào có như thế dễ dàng. Tám đại thiên kiếm bên trong, tai nan thiên kiếm và hoang ma thiên kiếm đều ở đây Diệp Thần trong tay, hắn tự nhiên biết chấp trưởng thiên kiếm khó khăn, không có thực lực cường hãn, muốn dựa vào mưu lợi biện pháp, chỉ là dối gạt mình lấn hiếp người thôi, không thể nào thành công. Đang nghĩ ngợi gian, Diệp Thần nhưng phát hiện chung quanh thủ vệ công kích, đột nhiên dừng lại. Sau đó, tất cả di tích canh phòng, toàn bộ xếp hàng đứng ngay ngắn, chia hai bên, kẹp ra một cái lối đi, đội hình nghiêm nghị, tựa hồ đang nghênh tiếp trước chút gì. Ngay sau đó, cái lối đi này cuối, có một đạo duyên dáng sang trọng bóng người, chậm rãi đi tới. Diệp Thần thấy thân ảnh kia, nhất thời thất kinh, bật thốt lên kêu lên, Huyền Cơ Nguyệt. Lại là ngươi. Mà chậm rãi mà đến bóng người, chính là Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt chỉ có một thân một mình, nhưng là không có mang theo cái gì tùy tùng, người mặc màu vàng hơi đỏ cung trang, giữa eo bội kiếm, phong tư thướt tha, giống như từ mang quang vòng, ở hai bên to lớn di tích canh phòng con rối nổi bật hạ, tựa như nắm giữ hết thảy cao nhất chí tôn, khí chất vô cùng cao quý vô địch.
Diệt Vô Cực và Huyễn Trần Yên thấy Huyền Cơ Nguyệt xuất hiện, cũng là lớn là phòng bị. Huyền Cơ Nguyệt lại có thể điều khiển di tích canh phòng, hiển nhiên Thái Thượng Thiên Phù đạo tu vi, đã chăn hóa cảnh, có thể lợi dụng phù chiếu khống chế con rối. Huyền Cơ Nguyệt khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi đi tới, nhìn về Diệp Thần, cười nói, luân hồi chi chủ, thật lâu không gặp. Diệp Thần cắn răng, ngắm nhìn bốn phía, không gặp Đế Thích Thiên, Huyền Cơ Nguyệt là một người. Hắn nắm giữ eo tai nan thiên kiếm chuôi kiếm, ngưng thần đề phòng. Diệp Thần lúc này tu vi, đạt tới còn thật cảnh nhất tầng thiên, tầm mắt đã thật to rộng rãi, hắn có thể thám thía cảm nhận được Huyền Cơ Nguyệt thực lực. Huyền Cơ Nguyệt chân chính tu vi, hôm nay tựa hồ là vượt qua thái chân cảnh, nhưng còn chưa tới trăm gia cảnh, coi như là nửa bước trăm gia cảnh cường giả. Thật ra thì, lấy Huyền Cơ Nguyệt tích lũy và nghịch thiên cơ duyên, nàng đủ để đột phá đến trăm gia cảnh, thậm chí chém ra số lượng, có thể đạt tới 81 đạo cái này cảnh giới lớn. Chỉ là, nàng từ đầu đến cuối không có đột phá, áp chế tu vi, rõ ràng cho thấy có lớn hơn mưu đồ. Mặc dù chém ra 81, đã là nghịch thiên vậy tư chất, nhưng đối với Huyền Cơ Nguyệt mà nói, cái này còn không đủ, nàng cần phóng thích cường đại hơn tiềm lực. Truyền thuyết Vạn Khư Lão Tổ, năm đó chém ra số lượng, đạt tới 93 nhiều, đơn giản là chấn cổ thước kim. Hiển nhiên, Huyền Cơ Nguyệt vậy muốn theo đuổi loại cảnh giới này. Lần này cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, dĩ nhiên là vì đột phá. 81 đạo gông xiềng sau đó, mỗi muốn hơn chém một đạo, đều là một cái đại khảm, thật khó đột phá, mà Thiên Kiếm mũi nhọn, đối với chém ra rất có ích lợi. Diệp Thần thật sâu đề phòng, thật ra thì lấy hắn thực lực trước mắt nội tình, đã có thể chống lại Huyền Cơ Nguyệt, nhưng vấn đề là, Huyền Cơ Nguyệt tùy thời có thể chém ra đột phá, một khi nàng bước chân vào trăm gia cảnh, tại chỗ nghịch thiên lột xác. Diệp Thần tuyệt không khả năng chống lại. Huyền Cơ Nguyệt, chúng ta rốt cuộc nghênh đón cuối cùng quyết chiến, ngày xưa ân oán nhân quả, ngày hôm nay cũng nên là thời điểm quyết định. Diệp Thần ánh mắt sắc bén, tuy biết chống lại khó khăn, nhưng hắn cũng không có lùi bước. Hôm nay Huyền Cơ Nguyệt nếu xuất hiện, vậy thì đại biểu, cuối cùng quyết chiến phải đến. Diệp Thần cũng không phải là không có cơ hội thắng, chỉ cần có thể ở Huyền Cơ Nguyệt chém ra đột phá trước, đem nàng chém chết. Không cho nàng đột phá gông xiềng cơ hội, vậy Diệp Thần vẫn là có cơ hội thắng. Dẫu sao, Huyền Cơ Nguyệt mặt ngoài sức chiến đấu, thật ra thì chính là Thánh Vân Tôn, Vũ Hoàng Thanh Thư cái tầng thứ kia. Nàng chỗ lợi hại, là khí vận thâm hậu, ngoài ra là tích lũy thâm hậu, tùy thời có thể chém ra đột phá. Diệp Thần không sợ nàng khí vận, chỉ kiêng kỵ nàng võ đạo tích lũy. Một khi Huyền Cơ Nguyệt chém ra đột phá, vậy Diệp Thần ắt sẽ cửu tử nhất sanh. Lấy hắn thực lực trước mắt, còn không cách nào đối kháng trăm gia cảnh cường giả. Trước đây cùng Karura hộ pháp đối chiến, Diệp Thần cũng thiếu chút nữa bỏ mình, huyết long càng vì vậy rơi vào yếu ớt, có thể tưởng tượng được trăm gia cảnh mạnh mẽ. Huyền Cơ Nguyệt nghe được Diệp Thần mà nói, nhưng là cười một tiếng, nói cuối cùng quyết chiến sao. Ha ha, bây giờ còn chưa phải lúc. Diệp Thần sửng sốt một chút, nói, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi có ý gì? Huyền Cơ Nguyệt mỉm cười cười nói, không có ý gì, ngày hôm nay ta chẳng muốn cùng ngươi đánh, chỉ muốn cùng ngươi hợp tác. Diệp Thần lại là kinh ngạc, nói, hợp tác. Một bên Diệt Vô Cực cùng Huyễn Trần Yên, cũng là vô cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt sẽ nói ra muốn hợp tác. Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh đứng đầu và Diệp Thần luân hồi chi chủ tất nhiên là địch thủ cũ. Huyền Cơ Nguyệt thu liễm nụ cười, hơi có chút ngưng trọng nói, không sai, chính là hợp tác. Nàng ánh mắt lại nhìn xem Diệt Vô Cực hai vợ chồng, nói ta muốn cùng các ngươi cùng nhau, đối kháng Đế Thích Thiên. Diệp Thần nói, đối kháng Đế Thích Thiên. Sau đó hắn con ngươi đông lại một cái, bấm ngón tay tính toán, nhất thời phát hiện một chút kinh khủng hơi thở, nói tâm ma thẩm phán. Huyền Cơ Nguyệt nói, đúng vậy, lần này Long Uyên Thiên Kiếm ra đời, Đế Thích Thiên tên này, muốn mượn nơi này địa mạch sát khí, phát động tâm ma thẩm phán. Diệp Thần con người có giúp một cái, nói, người người cũng muốn tranh đoạt thiên kiếm, mỗi cái người trong lòng ma chướng, đều đến vô cùng to lớn bước, một khi bị tâm ma xét xử sát phạt, chỉ sợ ở người người thất thủ, trở thành Đế Thích Thiên con rối. Long Uyên Thiên Kiếm ra đời, Diệp Thần sự chú ý, từ đầu đến cuối tập trung ở thiên kiếm bên trên, nhưng quên nhiều người như vậy đoạt kiếm, sau lưng cất giấu tâm ma nguy hiểm. Một khi Đế Thích Thiên phát động tâm ma thẩm phán, đó đúng là đáng sợ ngày tận thế. Cái này tâm ma nguy hiểm,
Diệp Thần không chú ý tới, Nhâm Phi Phàm không thể nào lậu coi là. Nếu Nhâm Phi Phàm cố ý cầm nước khuấy đục, để cho nhiều người như vậy mạo hiểm bước vào, chỉ sợ cũng có đưa tới Đế Thích Thiên ý. Huyền Cơ Nguyệt nói, Đế Thích Thiên mấy ngày liên tiếp tinh tiến, trước mắt hắn tâm ma đại chú kiếm tu vi, đã đến tầng thứ 7 cảnh giới, người bình thường khó mà ngăn cản, luân hồi chi chủ, chỉ có dựa vào ngươi Hồng Mông Đại Tinh Không, mới khá cùng hắn chống lại. Hồng Mông Đại Tinh Không, là chống lại tâm ma tuyệt hảo thần thông, Huyền Cơ Nguyệt muốn tìm Diệp Thần hợp tác, hiển nhiên cũng là thấy được một điểm này. Diệp Thần ha ha cười một tiếng, nói, muốn cầm ta làm bia đỡ đạn sao? Huyền Cơ Nguyệt nói, không phải bia đỡ đạn, có thể chống đỡ tâm ma xét xử, cũng chỉ có ngươi mà thôi, chúng ta cùng nhau hợp tác, chu diệt Đế Thích Thiên, diệt trừ viên này tâm ma lớn ung thư nói sau, còn như ta ngươi ân oán, dề già sau lại tính toán. Diệp Thần cười ha ha một tiếng nói, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi tính toán đánh được vang dội, cầm ta ngăn cản Đế Thích Thiên, sau chuyện này ta linh khí hao hết, ngươi là được tận tình cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Ai cũng không ngăn được ngươi, đến lúc đó liền ta đều phải bị ngươi giết chết. Diệp Thần lấy đoán được Huyền Cơ Nguyệt quỷ kế, nếu như hai người hợp lực, đúng là có rất lớn cơ hội, có thể chu diệt Đế Thích Thiên. Nhưng vấn đề là, Diệp Thần mở Hồng Mông Đại Tinh Không, ngăn cản tâm ma, nhất định hao phí to lớn linh khí, coi như có thể giết chết Đế Thích Thiên, hắn cũng phải rơi vào yếu ớt, không thể nào lại tương đương Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt nói, ta đúng là cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc ngươi không phải đứa ngốc, không thể nào tùy ta bố trí, cho nên, để tỏ lòng hợp tác thành ý, đến khi lúc ngươi mở Hồng Mông Đại Tinh Không, ta sẽ hiến tế máu tươi là năng lượng, tóm lại sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nga một tiếng, xem ra Huyền Cơ Nguyệt đích xác là có hợp tác thành ý. Dẫu sao bây giờ Diệp Thần, đã là xưa không bằng nay, hết thảy âm mưu quỷ kế, đối với Diệp Thần mà nói, đều là vô căn cứ, hắn không thể nào trúng kế. Ai chết vào tay ai, chỉ có thể là đường đường tránh tránh, dựa vào thực lực nói chuyện. Huyền Cơ Nguyệt vậy biết rõ một điểm này, cho nên cũng không có âm mưu quỷ kế dự định, là muốn thành tâm hợp tác, trước xúc diệt Đế Thích Thiên nói sau. Cùng xúc diệt Đế Thích Thiên, nàng tự hỏi lấy mình thực lực, ít nhất có 70% cơ hội, có thể bắt lại Long Uyên Thiên Kiếm. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vậy biết rõ Huyền Cơ Nguyệt thực lực mạnh mẽ. Coi như không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, Huyền Cơ Nguyệt một là dựa vào thực lực, liền có rất lớn cơ hội, đoạt lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Mà Diệp Thần cơ hội, sẽ không vượt qua 30%. Diệt Vô Cực cùng Huyễn Trần Yên nhìn nhau, hai vợ chồng kiên quyết gật đầu một cái, sau đó Huyễn Trần Yên hướng Diệp Thần nói, Diệp công tử, ngươi liền cùng nàng hợp tác đi. Diệp Thần nhỏ cảm thấy kinh ngạc, nói tiền bối, nhưng mà... Huyễn Trần Yên cười một tiếng. Nói chúng ta khác có lá bài tẩy, có thể giúp ngươi đoạt kiếm, Huyền Cơ Nguyệt muốn bắt được Long Uyên Thiên Kiếm, cũng không như vậy dễ dàng. Diệp Thần nghi ngờ trong lòng, cũng không biết Diệt Vô Cực vợ chồng có bài tẩy gì, nghĩ đến Diệt Vô Cực từng là Hằng Cổ Thánh Đế dưới quyền người, trong đầu nghĩ chẳng lẽ Hằng Cổ Thánh Đế, để lại thứ gì. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệt Vô Cực vợ chồng hình dáng, trong lòng cũng có vẻ kiêng kỵ, nghĩ ngợi, cái này hai cái lão già kia, cùng Hằng Cổ Thánh Đế thiên ti vạn lũ. Quả thực không thể khinh thường, nếu như bọn họ nhúng tay, ta đoạt kiếm chắc chắn, tối đa chỉ còn lại 50%. Diệp Thần tính toán một hồi, liền gật đầu nói, được, Huyền Cơ Nguyệt, ta và ngươi hợp tác, chúng ta trước liên thủ, giết Đế Thích Thiên tính lại. Kiếp trước, Huyền Cơ Nguyệt cùng Đế Thích Thiên liên thủ, chu diệt luân hồi chi chủ. Cái này nhất thế, Diệp Thần lại có thể chuẩn bị muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, đi giết chết Đế Thích Thiên, thật là tạo hóa lưu truyền. Vận mệnh biến ảo, ai cũng không nghĩ ra sẽ có này cùng thay đổi. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, tuy kiêng kỵ Diệt Vô Cực vợ chồng nhúng tay, nhưng đương thời giây phút, cũng không có những biện pháp khác, nói, được, vỗ tay làm thề. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Huyền Cơ Nguyệt vỗ tay làm thề, hai người lập được thề, quyết định hợp tác chu diệt Đế Thích Thiên, lại đi tranh đoạt Long Uyên Thiên Kiếm. Thỏa thuận xong, Huyền Cơ Nguyệt con người híp lại. Liền nói, Đế Thích Thiên đại khái là ở 3-4 ngày sau đó, cùng tâm ma sát khí tích lũy đến mức tận cùng, sẽ ra tay phát động thẩm phán, thời gian này, người trước cùng ta đuổi giết Cáo Phi Hàn. Diệp Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, nói Cáo Phi Hàn, vậy như ý tông thiếu tông chủ. Người muốn giết hắn. Huyền Cơ Nguyệt nói, không sai, ở trên tay hắn có một quyển tiên phù thiên thư, chính là tiên Phật ma yêu, 4 cuốn đại thiên thư một trong,
từng đã từng ma tổ vô thiên máu tươi rèn luyện, phẩm chất cường đại dị thường, đối với ta thiên phù đạo pháp, có cực lớn tăng thêm tác dụng, nếu có thể cướp lấy, ta đạo pháp nhất định thật to tinh tiến. Bốn cuốn đại thiên thư, chính là tiên phù thiên thư, Phật phú thiên thư, ma huyết thiên thư, yêu vụ thiên thư. Vậy Phật phú thiên thư và ma huyết thiên thư, đã bị Diệp Thần ban cho Lý Thanh Sơn, mà yêu vụ thiên thư, thì ở Lâm Gia Lâm Thiên Tiêu trong tay. Cuối cùng một quyển tiên phù thiên thư, lúc đầu nhưng ở Cáo Phi Hàn trong tay, hơn nữa còn đã từng ma tổ vô thiên máu tươi rèn luyện, bàn về phẩm chất, so với cái khác đại thiên thư cũng lợi hại hơn. Diệp Thần mơ hồ phát hiện không đúng, nói, nếu ngươi muốn cướp lấy thiên thư, vì sao phải để cho chạy Cáo Phi Hàn? Hiện tại lại đuổi theo giết, chẳng phải phiền toái. Ngươi mới vừa rõ ràng có thể giết chết hắn. Mới vừa Huyền Cơ Nguyệt điều khiển di tích canh phòng, nếu quả thật muốn giết người, coi như Cáo Phi Hàn thi triển như tự quyết, cũng không khả năng chạy khỏi đi ra ngoài. Huyền Cơ Nguyệt cười một tiếng nói, ta muốn dụ người sau lưng vật thôi, ngươi quên Hồng Thiên Kinh sao? Nhắc tới, ta vận khí coi như không tệ, vốn là chỉ muốn đuổi giết Cáo Phi Hàn, nào nghĩ tới lại sẽ ở chỗ này đụng phải ngươi, thật là cơ duyên xảo hợp, xem ra lên trời đều phải định trước chúng ta hợp tác. Lần này điều khiển di tích canh phòng, vây giết Cáo Phi Hàn, Huyền Cơ Nguyệt vốn là vậy không dự định giết Diệp Thần, bởi vì nàng căn bản không biết Diệp Thần ở nơi nào, nào nghĩ tới nhân quả tạo hóa, Diệp Thần lại liền ở chỗ này, tựa như trong sâu thẳm, bọn họ là nhất định phải gặp nhau hợp tác vậy. Diệp Thần nghe được Hồng Thiên Kinh ba chữ, nhất thời trong lòng rét một cái. Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, tự nhiên không thể nào xuất hiện ở nơi này, nhưng Hồng Thiên Kinh dưới quyền Yên Tịch Kiếm Linh, nhất định sẽ xuất hiện. Diệp Thần bấm ngón tay tính toán, đã bắt được thiên cơ, lần này Yên Tịch Kiếm Linh, tựa hồ có muốn cùng Cáo Phi Hàn ý hợp tác, nhưng vội vàng tới giữa, hắn vậy không thấy rõ đối phương hợp tác lai lịch, chỉ biết là mưu đồ trọng đại, cũng là muốn đoạt lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Đối với cái này Cáo Phi Hàn, Diệp Thần cũng là vô cùng chán ghét, dù sao đối phương lại dám đối với Kỷ Lâm tuổi tác như vậy đứa nhỏ có dự định, chân thực quá mức vô sỉ. Lập tức Diệp Thần suy tính mấy giây, nói có thể, vậy chúng ta liền cùng nhau đuổi giết tên kia, nếu như đụng phải Yên Tịch Kiếm Linh, liên thủ đem hắn giết chết chính là. Một cái Cáo Phi Hàn, còn kiến hồi thôi, vô luận là Diệp Thần, vẫn là Huyền Cơ Nguyệt, cũng không có gì coi trọng. Hai người coi trọng. Là có thể xuất hiện Yên Tịch Kiếm Linh. Nếu là ở trước kia, đối mặt Yên Tịch Kiếm Linh, Diệp Thần có thể sẽ vô cùng kiêng kỵ. Nhưng hiện tại, Diệp Thần đã là xưa không bằng nay, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã có cùng Yên Tịch Kiếm Linh đối kháng tư cách. Lại phối hợp trên Huyền Cơ Nguyệt mà nói, thậm chí có tuyệt đối chắc chắn, có thể giết chết đối phương. Một khi giết chết Yên Tịch Kiếm Linh, đó chính là diệt trừ Hồng Thiên Kinh một cái cánh tay phải cánh tay trái. Đối với sau này bố trí thật to có lợi. Dừng một chút, Diệp Thần lại nói, nhưng là, Huyền Cơ Nguyệt, người phải đáp ứng ta, cùng lấy được rồi tiên phù thiên thư, người không thể lập tức luyện hóa, cần chờ Long Uyên Thiên Kiếm thuộc về quyết ra sau đó, sẽ đi luyện hóa. Hiện tại Diệp Thần có Diệt Vô Cực vợ chồng tương trợ, miễn cưỡng cùng Huyền Cơ Nguyệt duy trì thăng bằng, Long Uyên Thiên Kiếm ai chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nhưng nếu như, Huyền Cơ Nguyệt luyện hóa tiên phù thiên thư, nhất định thực lực tiến nhiều, đánh vỡ thăng bằng, đến lúc đó, Diệp Thần đem mất đi đoạt kiếm tư cách, đây là hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp hơi biến sắc, cũng không nghĩ tới Diệp Thần mưu đồ như vậy thận trọng, ha ha cười một tiếng nói, được, ta đáp ứng ngươi là được. Nàng biết lúc này, bất kỳ cãi lại nói như vậy, đều là vô dụng, chỉ sẽ tổn thương hợp tác căn cơ, chỉ có thể là phóng khoáng. Diệp Thần gật đầu một cái, lập tức lại cùng Huyền Cơ Nguyệt thương lượng một ít trọng đại khớp xương, cuối cùng là quyết định, cùng giết chết Cáo Phi Hàn, tiên phù thiên thư quay về Huyền Cơ Nguyệt, như tự quyết quay về Diệp Thần, sau này tiêu diệt Như Ý Tông Sơn Môn, bên kia tài nguyên, thiên tài địa bảo, Sơn Môn khí vận vân. Vân, vậy toàn bộ quay về Diệp Thần. Nếu là có thể giết chết Yên Tịch Kiếm Linh, thì hai người chia đều Yên Tịch Kiếm Linh hết thảy. Hết thảy thỏa thuận xong, hai người chính là lên đường, đuổi theo giết Cáo Phi Hàn. Diệt Vô Cực vợ chồng, thì đi theo Diệp Thần Huyền Cơ Nguyệt hai người phía sau. Huyền Cơ Nguyệt lợi dụng thiên phù đạo pháp, đã ở Cáo Phi Hàn trên mình để lại ám ký, ở Long Uyên di tích chi địa, cái này ám ký không dễ dàng bắt, nhưng có thể miễn cưỡng phân biệt một cái đại khái phương hướng. Bốn người liền hướng ám ký phương hướng tìm đuổi giết đi, càng đến gần ám ký,
nhân quả hơi thở lại càng rõ ràng, vô luận như thế nào, vậy cáo phi hàn đều là chạy khỏi không hết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng lúc đó, cáo phi hàn chạy khỏi ra đúc luyện bí mật cung sau đó, một đường hoảng chạy tùm lùm đi tới trước, đi tới một chỗ yên tĩnh, bấm ngón tay tính toán, đã cảm thấy mình mây đen che đỉnh, khí số hao hết, tình thế thật to không ổn. Những thứ này người điên, từng cái vô cùng gan dạ, lại thật muốn cùng ma tổ vô thiên xé rách ra mặt. Cáo phi hàn hô hấp tán loạn, hắn bước vào di tích chi địa, vốn là muốn dựa vào như tự quyết mưu lợi biện pháp, cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Nhưng không nghĩ tới, Huyền Cơ Nguyệt lại sẽ đuổi giết hắn, Huyễn Trần Phong bên kia, cũng phải xé rách ra mặt. Hắn lấy vì mình có ma tổ vô thiên danh tiếng che chở, có thể an toàn, nơi nào nghĩ đến vô luận là Huyền Cơ Nguyệt, vẫn là Diệp Thần, cũng không có kiêng kỵ ý, cũng muốn bắt hắn lại tánh mạng. Thiếu tông chủ, không bằng chúng ta lập tức trở lại chứ. Một cái người làm tử sĩ nói. Cáo phi hàn nội tâm hỗn loạn, cũng có sợ ý rời đi, xem ra chàng này tranh đoạt Long Uyên Thiên Kiếm nước đục, thật không phải là hắn có thể chuyến. Nhưng hắn đầu óc bên trong, hiện ra ma tổ vô thiên bóng người, không khỏi dùng mình một cái, nói ta ở trước khi lên đường, đã tế kiện ra trời, hướng ma tổ đại nhân khấn cầu, nói muốn thể cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, nơi nào còn có đường quay đầu. Đám người người làm vừa nghe, nhất thời trầm mặc xuống, không lời chống đỡ. Nếu đã hướng ma tổ vô thiên rất nhiều thề, vậy thì tuyệt đối không thể trái kháng, nếu không so chết còn thảm. Ha ha, thiếu tông chủ cần gì phải như vậy kinh hoàng. Ta có thể giúp ngươi. Mọi người ở đây bàng hoàng mặc định để gặp, một đạo cười nhạt tiếng vang lên, chỉ gặp một cái cả người tràn ngập ác liệt kiếm khí nam tử, chậm rãi xuất hiện. Yên Tịch Thiên Kiếm, là ngươi. Cáo phi hàn vừa thấy được nam tử kia, nhất thời nhận ra được. Cái này nam tử, chính là Hồng Thiên Kinh dưới quyền, Yên Tịch Thiên Kiếm Kiếm Linh. Yên Tịch Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, đi tới cáo phi hàn bên người, sử dụng Hồng Thiên Kinh phủ chiếu, nói ta phụng Hồng Thiên Vương mệnh lệnh, đặc biệt tới đây cùng ngươi hợp tác, chung nhau cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Cáo phi hàn vừa nhìn thấy vậy phủ chiếu, hơi cảm ứng một tí hơi thở, nhất thời vui vẻ nói. Hồng Thiên Kinh muốn cùng ta hợp tác, vậy thì không thể tốt hơn nữa, coi là hắn thức thời, biết ma tổ vô thiên lợi hại. Yên Tịch Kiếm Linh nghe được hắn như vậy lời nói, nội tâm có vẻ chán ghét, nghĩ ngợi, tên này chó cậy thế người, nếu như không phải là xem ở ma tổ vô thiên mặt mũi, dám như vậy khinh Vũ Thiên Vương đại nhân, ta sớm một kiếm giết chết hắn. Mặc dù trong lòng như thế nói, nhưng Yên Tịch Kiếm Linh ngoài mặt tỉnh bơ, ngược lại cười nói, ma tổ vô thiên uy chấn thiên hạ. Nhà ta chủ tử vậy rất là bội phục, lần này hợp tác, còn chờ mong mời thiếu tông chủ thi triển như tự quyết tuyệt diệu thần thông, đến gần Long Uyên Thiên Kiếm, lặng yên không tiếng động cướp lấy, không nên kinh động người bất kỳ. Cáo phi hàn nói, đó là tự nhiên, có ta ở đây, cướp lấy thiên kiếm không thành vấn đề, nhưng Huyền Cơ Nguyệt đang đuổi giết ta, người có thể muốn thay ta giải quyết. Yên Tịch Kiếm Linh nghe được câu này, diễn cảm vô cùng tự tin, nói, không thành vấn đề. Cáo phi hàn suy nghĩ một chút, lại nói ta nghe ma tổ đại nhân đề cập tới, hắn nói Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, cần muốn mượn Long Uyên Thiên Kiếm phá vỡ, cùng lấy được rồi Long Uyên Thiên Kiếm, ta có thể cho ngươi mượn sử dụng một lần, nhưng sau chuyện này, ngươi phải đem Long Uyên Thiên Kiếm cho ta còn được cung phụng ma tổ đại nhân. Yên Tịch Kiếm Linh trong lòng tức giận, hận không được giết người, nhưng Hồng Thiên Kinh có phân phó, hắn chỉ có thể nhịn chịu đựng ở tức giận, nói, không thành vấn đề. Thiếu tông chủ, ta đáp ứng ngươi là được. Cáo phi hàn đại hỉ, có Yên Tịch Kiếm Linh tương trợ, lại phối hợp hắn thần thông, muốn đoạt lấy Long Uyên Thiên Kiếm, vậy cơ hồ là 10 phần chắc 9. Nghĩ đến đoạt kiếm sau khi thành công, có thể được ma tổ vô thiên thưởng thức, lòng hắn bên trong không khỏi kích động vạn phần. Yên Tịch Kiếm Linh nhưng là trầm giọng nói, ta bước vào di tích lúc đó, bắt được một chút vô cùng là mịt mờ tâm ma kiếm khí chập chờn. Đế Thích Thiên có thể chuẩn bị phát động tâm ma thẩm phán, chúng ta không thể khinh động, ở chỗ này phòng bị mấy ngày, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cáo phi hàn nghe vậy, nhất thời cả kinh, nói, Đế Thích Thiên muốn phát động tâm ma thẩm phán sao? Ban đầu Đế Uyên Điện đồ sát thánh đại hội, Đế Thích Thiên đã phát động qua tâm ma thẩm phán, khiếp sợ thiên hạ, cáo phi hàn tự nhiên cũng có nghe thấy, biết tâm ma đại chú kiếm lợi hại. Lúc này nghe được Đế Thích Thiên phải chuẩn bị phát động tâm ma, không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, có vẻ sợ hãi, chỉ sợ mình phải bị tâm ma chiếm đoạt, lâm vào là con rối.
Yên Tịch Kiếm Linh nhẹ khẽ gật đầu, nói, thiếu tông chủ mời yên tâm, có ta ở chỗ này, Đế Thích Thiên không đả thương được ngươi. Cáo Phi Hàn thấy Yên Tịch Kiếm Linh khí định thần nhàn hình dáng, biết đối phương là vô thượng thiên kiếm, hơn nữa trên tay cầm Hồng Thiên Kinh phủ chiếu, nhất định có đối kháng tâm ma biện pháp, nhất thời thoáng yên tâm, nói, ừ, rất tốt, vậy đa tạ ngươi, sau này ta sẽ ở ma tổ vô thiên trước mặt, nhiều hơn vì ngươi nói tốt vài câu, tóm lại sẽ không bạc đãi ngươi. Yên Tịch Kiếm Linh trong mắt ẩn hàm sát khí, bàn tay khớp xương rắc rắc sát vang dội, nhưng cưỡng ép nhẫn nại ở, không có nổi giận, nói, vậy thì tốt, đa tạ thiếu tông chủ. Lập tức sử dụng thiên kiếm, phân quang hóa ảnh, từng luồng kiếm mang bắn ra, bày kiếm trận phòng ngự, chuẩn bị đối kháng sắp đến tâm ma. Cáo Phi Hàn thấy đối phương ngự kiếm bày trận thủ đoạn, vô hình cảm thấy cổ lạnh cả người, trong đầu nghĩ, hắn nếu là muốn giết ta, ta sợ là không ngăn được hắn một kiếm. Lập tức không dám lại hồ ngôn loạn ngữ, ngậm miệng lại. Yên Tịch Kiếm Linh thấy hắn rốt cuộc chịu yên lặng, trong bụng tức giận hơi tiêu, hơi hừ một tiếng, kiếm trận vải tốt sau đó, liền ở ngồi xuống một bên, cười nói, nghe nói thiếu tông chủ muốn kết hôn Huyễn Trần Phong thánh nữ Kỷ Lâm. Cáo Phi Hàn nghe được hắn nhắc tới Kỷ Lâm, nhất thời tinh thần chấn động, đầu óc bên trong hiện ra Kỷ Lâm vậy cuốn lên sáng rỡ xinh đẹp bóng người, nói ưng, nếu như tương lai Hồng Thiên Vương phá vỡ phong ấn, xin lão nhân ra ông ta làm chứng cưới người. Hắn thấy được Yên Tịch Kiếm Linh ngự kiếm bày trận thủ đoạn, biết rõ thực lực đối phương cường hãn, sau lưng Hồng Thiên Kinh, muốn đến lại là sâu không lường được, cho nên nói chuyện cũng khách khí rất nhiều, không dám giống hơn nữa mới vừa như vậy càn rỡ. Yên Tịch Kiếm Linh nói, vậy tiểu thánh nữ thân thể còn không lớn lên, tuổi tác vậy ít đi một chút, không nghĩ tới thiếu tông chủ lại có này cùng là tốt. Cáo Phi Hàn cười nói, Kỷ Lâm muội muội hôm nay tuổi còn nhỏ, qua mấy năm liền trưởng thành. Yên Tịch Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, nói, ngươi vừa muốn kết hôn nàng, ngược lại không như liền nàng tỷ tỷ vậy cùng nhau cưới, hoa nở cũng đế liên, chẳng phải đẹp thay. Cáo Phi Hàn tự nhiên biết Kỷ Lâm thân thế, nói ta nghe nói nàng tỷ tỷ Kỷ Tư Thanh, là thượng cổ nữ võ thần chuyển thế, là luân hồi chi chủ người bên người, ta cũng không dám xúc phạm luân hồi thiên uy, đụng luân hồi chi chủ người phụ nữ. Hắn lúc này còn không biết, thật ra thì Diệp Thần chính là luân hồi chi chủ. Yên Tịch Kiếm Linh nói, hôm nay Long Uyên Thiên Kiếm ra đời, luân hồi chi chủ tất để cướp đoạt, có ta ở chỗ này, vậy luân hồi chi chủ hẳn phải chết. Đến lúc đó, vậy Kỷ Tư Thanh tên hoa vô chủ, ngươi có thể tận tình theo đuổi nàng, như có thể được nàng tâm hồn thiếu nữ, đối với ngươi sau này tu luyện rất có ích lợi, trong truyền thuyết võ thần Thiên Châu, liền ở đó Kỷ Tư Thanh huyết mạch bên trong. Cáo Phi Hàn cả kinh, nói, võ thần Thiên Châu, trong truyền thuyết Huyền Thiên Linh Bảo, 33 thiên thái thượng thần khí, sẽ ở đó Kỷ Tư Thanh trong huyết mạch sao? Hỗn độn linh bảo trên pháp bảo, chính là kêu Huyền Thiên Linh Bảo. Huyền Thiên Linh Bảo, lại kêu thái thượng thần khí, phần lớn đều ở đây thái thượng thế giới truyền lưu, chỉ có chân chính thiên quân, tài năng phát huy ra Huyền Thiên Linh Bảo uy lực chân chính. Trừ thái thượng thế giới, ngoại giới rất ít có Huyền Thiên Linh Bảo truyền lưu, mỗi một kiện đều vô cùng hiếm thấy, chính là Long Phượng và Sừng Lân vậy tồn tại. Mà Huyền Thiên Linh Bảo bên trong, có 33 kiện đặc biệt cường đại tồn tại, bị người gọi là 33 thiên thái thượng thần khí, đúng như Hồng Mông Pháp Bảo có 33 kiện, Hỗn Độn Chí Bảo có 33 kiện, cao cấp nhất Huyền Thiên Linh Bảo, cũng có 33 kiện, đây chính là trong truyền thuyết 33 thiên thái thượng thần khí. Yên Tịch Kiếm Linh nói, không sai, 33 thiên thái thượng thần khí bên trong, có Thập Đại Thiên Châu truyền thuyết, mà Thập Đại Thiên Châu bên trong võ thần Thiên Châu. Chính là thượng cổ nữ võ thần nguồn năng lượng, uy lực không phải chuyện đùa, một khi viên này Thiên Châu, từ Kỷ Tư Thanh trong huyết mạch hồi phục, nàng là được khôi phục thượng cổ nữ võ thần tất cả lực lượng, người nếu như và nàng song tu, đạt được võ thần Thiên Châu bồi bổ, cuộc đời này phúc vận vô cùng. Cáo Phi Hàn nghe được Yên Tịch Kiếm Linh một phen, nhất thời đại hỉ, trong lòng có vô tận ước mơ, nói, vậy rất tốt, vậy ta liền thuận tay đem vậy Kỷ Lâm tỷ tỷ Kỷ Tư Thanh vậy cưới. Ta là ma tổ vô thiên dưới quyền tín đồ, nàng đi theo ta, tương lai tiền đồ vô hạn. Yên Tịch Kiếm Linh trong lòng cười nhạt, lại không nghĩ rằng cái này Cáo Phi Hàn như vậy cuồng vọng tự lớn, không biết trời cao đất rộng, lại thật muốn con cóc ghẻ ăn thịt thiên Nga. Thật ra thì hắn cố ý tiết lộ Kỷ Tư Thanh huyết mạch lai lịch, là dẫn dụ Cáo Phi Hàn đi chịu chết, một khi Kỷ Tư Thanh huyết mạch hồi phục, chấp trưởng võ thần Thiên Châu, muốn giết Cáo Phi Hàn liền như nghiền chết một con kiến hôi. Hắn không tốt tự mình ra tay,
cho nên liền muốn mượn đao giết người, vốn cho là đối phương sẽ nhìn ra một chút kỳ hoặc, không nghĩ tới hắn lại thật ngu xuẩn như vậy, lấy là dựa lưng vào ma tổ vô thiên, chuyện gì cũng có thể làm được. Lập tức Yên Tịch kiếm linh tỉnh bơ, mỉm cười chúc mừng, vậy thì chúc thiếu tông chủ nhân duyên mỹ mãn, hoa nở cũng đế liên. Cáo Phi Hàn nói, được rồi, vậy thì thưa ngươi chúc lành. Nói trò chuyện xong tất, Yên Tịch kiếm linh liền cùng Cáo Phi Hàn ở kiếm trận này bên trong, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi có thể đến tâm ma thẩm phán, lại không có hành động thiếu suy nghĩ. Mà Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt các người, vậy dọc theo ám ký chập chờn, từng bước một đi tới trước. Chỉ là Long Uyên di tích bên trong, khắp nơi hung hiểm, hiện đầy vô số di tích canh phòng, yêu ma hung thú. Mặc dù Huyền Cơ Nguyệt có thể dùng thiên phù đạo pháp, khống chế canh phòng con rối, nhưng ông trời của nàng phù đạo pháp, đối với linh khí tiêu hao cực lớn, nàng lúc này cùng Diệp Thần chung một chỗ, cần cất giữ hơi thở, cũng không dám khinh thường dùng. Cho nên, nàng cùng Diệp Thần là một đường phá giết đi tới trước, cũng không có lại điều khiển di tích canh phòng. Lấy thực lực của hai người bọn họ, lại phối hợp Diệt Vô Cực vợ chồng, dĩ nhiên là không nguy hiểm gì, có dám cản đường, bất kể là canh phòng con rối, vẫn là hung thú âm hồn, hay là cái khác đoạt kiếm người, cũng cùng nhau chu diệt. Như vậy qua hai ngày, bốn người cùng Cáo Phi Hàn khoảng cách, càng ngày càng gần. Tối đa qua một ngày nữa, liền có thể đuổi kịp vậy Cáo Phi Hàn, hắn cùng Yên Tịch kiếm linh chung một chỗ. Có kiếm trận bảo vệ. Huyền Cơ Nguyệt lặng lẽ hướng Diệp Thần tiết lộ tình báo, giọng rất nhiều vẻ ngưng trọng. Mượn bữa trước phủ ám ký, nàng đã thấy rõ đến Cáo Phi Hàn bên kia lai lịch, thấy Yên Tịch kiếm linh tồn tại. Được. Diệp Thần gật đầu một cái, Yên Tịch kiếm linh xuất hiện, cũng ở đây ý hắn liệu bên trong, cuối cùng không tránh được một trận đại chiến. Hiện tại hắn cùng Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, hai người dưới sự liên thủ, hơn nữa Diệt Vô Cực vợ chồng, có tuyệt đối chắc chắn, có thể chém chết Yên Tịch kiếm linh. Lập tức bốn người bước nhanh hơn, hướng Yên Tịch kiếm linh cùng Cáo Phi Hàn nơi tới, từng bước ép tới gần. Xa xa kiếm trận bên trong, Yên Tịch kiếm linh tựa hồ cảm giác được cái gì, trong mắt hơi chăm chú, cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm nói, nên tới, rốt cuộc đã tới sao. Lúc này, ngoại giới, Huyễn Trần Phong. Một món kinh khủng khói độc, bỗng nhiên từ Huyễn Trần Phong xông ra, che khuất bầu trời, tràn ngập càn khôn. Huyễn Trần Phong bên trong bảo vệ đại trận, lập tức mở, ngăn cản khói độc tập kích. Mà ở Huyễn Trần Phong bên ngoài rừng rậm, Sơn Xuyên Vân. Vân, lại không có bất kỳ bảo vệ, một lần đến khói độc ăn mòn, lập tức suy suy vang dội, toát ra khói đen, ngay chớp mắt bị ăn mòn thành phế tích, mình đầy thương tích, một phiến tan hoang. Khói độc bên trong, có một từng đạo đen nhánh lóng lánh thiên thư chữ viết, mang vô thượng nguyên đạo hơi thở, cuồn cuộn gào thét, bay múa đầy trời, lộ vẻ được vô cùng là nguy nga. Huyễn Trần Phong bên trong, rất nhiều các nữ đệ tử bộ dạng sợ hãi khiếp sợ, nhìn về đỉnh núi phương hướng, đó là Kỳ Lâm chỗ tu luyện. Thánh nữ đại nhân rốt cuộc luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư liền sao? Trầm Uyên độc thể, tựa hồ cùng Vân Đỉnh Thiên Thư dung hợp. Tốt hào hùng khí vận. Chúng nữ thán phục không thôi, các nàng đều biết Kỳ Lâm thân trong lòng Trầm Uyên độc thể chất khác với người thường, mà gần đây lại đang luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư. Xem giờ phút này khói độc di thiên, thiên thư ký tự bay múa thở mạnh voi, Kỳ Lâm rõ ràng thành công luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư, hơn nữa còn cùng tự thân Trầm Uyên độc thể dung hợp. Ngày xưa Vân Đỉnh Thiên Thư biến thành một quyển độc kinh, kịch độc kinh văn tách thả ra, ăn mòn càn khôn, mục nát thiên địa, vô cùng hung hãn đáng sợ. Thật may Huyễn Trần Phong có đại trận bảo vệ, nếu không, liền với núi cửa đều phải bị khí độc phá hủy. Suy, ở chúng nữ kinh ngạc ánh mắt bên trong, một đạo xinh đẹp thanh thuần bóng người, từ đỉnh núi sương mù bên trong sông lên bay ra, phù diêu chân trời, chính là Kỳ Lâm. Ở đây trời đen nhánh khói độc nổi bật hạ, Kỳ Lâm trắng noãn gương mặt ra, liền như nước trong da phù dung vậy, lộ vẻ được vô cùng trong suốt tinh khiết, trong mắt cũng là ngây thơ hình dáng. Các vị tỷ tỷ, ta đi ra ngoài chơi lạc, tạm biệt. Kỳ Lâm ở trên trời bên trong, hì hì cười một tiếng, hướng trong núi các nữ đệ tử phất tay một cái, sau đó hóa thành một đạo đen nhánh lưu quang, đi phương xa phi độn đi. Nàng phi độn phương hướng, chính là Long Uyên di tích. Mặc dù Diệt Vô Cực vợ chồng và Diệp Thần, cũng không có nói cho nàng di tích sở tại, nhưng nàng lúc này chấp trưởng Vân Đỉnh Thiên Thư, đã có thể suy diễn vạn giới nhân quả. Lập tức liền tra được di tích chỗ, chạy như bay.
chúng nữ thấy Kỷ Lâm phi độn phương hướng, nhất thời sắc mặt kinh biến, đã phát hiện không ổn. Ai yêu, không tốt, thánh nữ đại nhân muốn đi Long Uyên di tích. Phong chủ phân phó qua, không thể để cho nàng đi ra ngoài, đây nếu là xảy ra chuyện, nên làm thế nào cho phải. Chúng nữ khủng hoảng không dứt, Long Uyên thiên kiếm ra đời, vô số người cướp đoạt, hung hiểm trùng trùng, Kỷ Lâm muốn xông vào, vạn nhất xảy ra chuyện, các nàng cũng gánh không nổi trách nhiệm. Kỷ Lâm phi độn cực nhanh, chúng nữ đã không đuổi theo kịp, nhất thời loạn thành một đoàn. Mau phát đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, đi huyết tử ngục, hướng nữ võ thần bẩm báo. Sốt cuộc, có người nghĩ tới Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh là Kỷ Lâm tỷ tỷ, dưới mắt Kỷ Lâm xông loạn, chỉ có thể đi mời Kỷ Tư Thanh ra mặt, mới có thể chế trụ cái này coi trời bằng vung bé gái. Lập tức liền có đệ tử phát ra đóng kín một cái phi kiếm truyền thư, truyền đi huyết tử ngục, đem các loại nhân quả nguyên do, hồi báo cho Kỷ Tư Thanh. Kỷ Tư Thanh đang cùng huyết thần, Hạ Nhược Tuyết, Ngụy Dĩnh các người, ở thay huyết long treo mệnh, nhận được Huyễn Trần Phong gửi tới truyền thư, không khỏi kinh hãi. Huyết thần nói, Kỷ cô nương, thế nào? Kỷ Tư Thanh nói, muội muội ta vậy bé gái ẩu tả, một mình chạy đi Long Uyên di tích, Huyễn Trần Phong sợ nàng xảy ra chuyện, gọi ta tới ngăn lại. Huyết thần các người vừa nghe, đều là kinh ngạc, Long Uyên di tích đã mở ra hai ngày, chiến loạn sát phạt, muốn đến đã đến kịch liệt nhất thời điểm, lúc này chạy vào đi, tất sắp đối mặt cực lớn nguy hiểm. Mà Kỷ Lâm tiến vào Long Uyên di tích, rõ ràng cho thấy hướng về phía Diệp Thần đi. Hạ Nhược Tuyết nói, Tư Thanh, vậy ngươi liền đi một chuyến Long Uyên di tích, nếu có thể thuận tay đến giúp Diệp Thần, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Kỷ Tư Thanh trong lòng động một cái, thật ra thì nàng sớm muốn đi di tích chi địa, trợ giúp Diệp Thần, nhưng nhìn xem trong hồ yếu ớt huyết long, nói, nhưng mà, huyết long hắn. Một bên Ngụy Dĩnh nói, không sao, có chúng ta ba người ở chỗ này, huyết long có thể bảo đảm không việc gì, Diệp Thần một người quá nguy hiểm, người đi giúp hắn cũng tốt. Kỷ Tư Thanh cắn răng một cái, nói, được, vậy ta đi, đợi ta trở lại. Nói xong, Kỷ Tư Thanh đứng dậy, biến dạng hư không, đi Long Uyên di tích đi. Nàng lần này đi, thứ nhất là trông coi Kỷ Lâm, thứ hai là trợ giúp Diệp Thần. Mà huyết thần các người, thì ở lại huyết tử ngục bên trong, tiếp tục thay huyết long treo mệnh. Lại nói ở Long Uyên di tích bên trong, đã khắp nơi hiện đầy thi thể, máu thịt đầm đìa, táng thân ở chỗ này đoạt kiếm người, quả thực không thiếu, mà vậy Long Uyên cự kiếm, còn sừng sững ở chính giữa vùng, chung quanh đông nghịt tất cả đều là di tích canh phòng, tạm thời không có người có thể đến gần. Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt, Diệt Vô Cực, Huyễn Trần Yên bốn người một đường đi tới trước, dần dần nhích tới gần Yên Tịch Kiếm Linh cùng Cáo Phi Hàn chỗ ẩn thân, xa xa thấy được một cái khổng lồ kiếm trận, lóe lên màu bạc trắng mang khí. Trăm ngàn cái kiếm ảnh trôi lơ lửng ở trong hư không, đặc biệt nguy nga. Mà Yên Tịch Kiếm Linh cùng Cáo Phi Hàn, còn có mười mấy người làm tử sĩ, thì ở kiếm trận bên trong nhắm mắt dưỡng thần. Đến, Huyền Cơ Nguyệt dừng lại ở bước chân, ngược lại là không có lập tức giết ra, mà là che giấu hơi thở, ẩn núp mai phục ở vùng lân cận một cây đại thụ sau. Diệp Thần cùng Diệt Vô Cực vợ chồng nhìn nhau, cũng là không có hành động thiếu suy nghĩ, yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi thời cơ xuất thủ. Mà kiếm trận bên trong, Yên Tịch Kiếm Linh hơi hí ra ánh mắt, nhàn nhạt nói, nếu đã tới, cần gì phải tránh một chút lập lòe. Lúc đầu hắn đã phát hiện Diệp Thần đám người đến. Huyền Cơ Nguyệt ha ha cười một tiếng, cũng sẽ không ẩn núp, đứng dậy. Diệp Thần các người, cũng là hiện thân ra. Huyền Cơ Nguyệt, là ngươi. Cáo Phi Hàn thấy Huyền Cơ Nguyệt đến, nhất thời bộ dạng sợ hãi thất sắc, nâng kiếm phòng bị. Hắn biết Huyền Cơ Nguyệt lợi hại, nếu như đối chiến, hắn tuyệt đối không phải địch thủ, lập tức ánh mắt nhìn về Yên Tịch Kiếm Linh. Chỉ có Yên Tịch Kiếm Linh ra tay, tài năng đối kháng Huyền Cơ Nguyệt. Yên Tịch Kiếm Linh chậm rãi đứng dậy, nhìn một chút Huyền Cơ Nguyệt, lại nhìn vọng Diệp Thần, nói, Huyền Cơ Nguyệt, luân hồi chi chủ, thật lâu không gặp. Cáo Phi Hàn vừa nghe, ngẩn ngơ, nói, luân hồi chi chủ. Cái gì luân hồi chi chủ? Yên Tịch Kiếm Linh chỉ Diệp Thần, nói, hắn chính là luân hồi chi chủ, người không nhận được sao? Cáo Phi Hàn kinh hãi, nói, thằng nhóc này chính là luân hồi chi chủ. Nghĩ đến Diệp Thần chính là còn thật cảnh nhất tầng thiên, trước đây nhưng thiếu chút nữa một trưởng đem hắn đánh chết, không khỏi mồ hôi lạnh nhễ nhại, dù gì nói, khó trách, khó trách, khó trách tiểu tử này võ đạo, lại có thể như vậy hung hãn.
Kiếm Linh tiền bối, ngươi có thể muốn thay ta giết hắn. Yên Tịch Kiếm Linh nhàn nhạt nói, ta chỉ đối phó Huyền Cơ Nguyệt, luân hồi chi chủ liền giao cho ngươi. Một câu nói xong, Yên Tịch Kiếm Linh bỗng nhiên rút kiếm giết ra, thiên kiếm mũi nhọn nhuệ khí nổ tung, thấm ra một cổ vô cùng uy thế kinh khủng, chung quanh các loại quy luật, đều bị kiếm khí chấn động, sinh ra dị biến. Giờ khắc này, tựa như tất cả thời gian pháp tắc, toàn bộ ngưng, ở giữa thiên địa, tựa hồ không có ở đây cùng không gian khái niệm, hết thảy quy tắc đều bị kiếm khí nghiền nát. Tưng tưng, tưng tưng, trong sâu thẳm, lại có một hồi trong suốt dễ nghe thanh âm, từ tan vỡ hư không ra vang khắp, đây là chí cao vô thượng, đại biểu kiếm đạo khởi nguyên đại lộ tiên âm. Huyền Cơ Nguyệt mặt đẹp hơi biến sắc, một đoạn thời gian không gặp, Yên Tịch Kiếm Linh kiếm đạo thành tựu, rõ ràng có to lớn đột phá, kiếm khí biến dạng tới giữa, đã có đại lộ tiên âm truyền ra, kiếm quang như nước, cuốn phá hư không ngàn dặm, hung hãn đến trình độ cao nhất. Ở Yên Tịch Kiếm Linh kiếm khí chèn ép xuống, Huyền Cơ Nguyệt lại không cách nào rút kiếm, mắt gặp đối phương một kiếm giết tới, hơi có chút ngưng trọng rút người ra lui về phía sau. Yên Tịch Kiếm Linh ở một cái chớp mắt tới giữa, liền gai ngàn vạn kiếm, vũ dậy vô cùng kiếm hoa, vô cùng lóa mắt. Hắn mục tiêu rất đơn giản, chính là muốn hoàn toàn áp chế Huyền Cơ Nguyệt, không cho Huyền Cơ Nguyệt rút kiếm cơ hội. Chỉ cần Huyền Cơ Nguyệt rút ra không ra thần La Thiên kiếm, sức chiến đấu chí ít hạ xuống 30%, tuyệt đối không phải Yên Tịch Kiếm Linh địch thủ. Diệp Thần thấy Huyền Cơ Nguyệt bị áp chế, trong lòng vui mừng, chỉ muốn thấy được Huyền Cơ Nguyệt thây ngã tại chỗ. Nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, nếu như Huyền Cơ Nguyệt bị giết, Yên Tịch Kiếm Linh chiếm đoạt vận mệnh đại khí vật, lại cướp được thần La Thiên kiếm, song kiếm hợp bích, tình cảnh kia đem không thể thu thập. Hai vị tiền bối, đi nhanh giúp nàng. Lập tức Diệp Thần ngưng trọng mở miệng, để cho Diệt Vô Cực vợ chồng đi giúp Huyền Cơ Nguyệt. Diệt Vô Cực hừ một tiếng, tuy không tình nguyện, nhưng dưới mắt dĩ nhiên là muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt hợp tác, trước diệt trừ Yên Tịch Kiếm Linh nói sau. Hai vợ chồng đang muốn ra tay, Huyền Cơ Nguyệt nhưng lạnh giọng quát lên, không cần. Trước đi giết vậy cáo Phi Hàn, đừng nhường hắn chạy. Đột nhiên tròng mắt run lên, hai tay bộc phát ra vô cùng mây tím thủy quang, hội tụ thành cuồn cuộn sông dài. Tử vi số mệnh thuật, phá. Nháy mắt tức thì, Huyền Cơ Nguyệt thả ra tử vi số mệnh thuật, sau lưng hiện ra vận mạng đồ đằng, vận mạng bánh răng xe bắt đầu chuyển động, khoáng đạt số mệnh con sông cuồn cuộn lao ra. Yên Tịch Kiếm Linh bị vận mạng đánh vào, nhất thời tâm thần chấn động một cái, kiếm thế hơi giảm bớt. Keng! Huyền Cơ Nguyệt thừa dịp này cơ hội, rút ra thần La Thiên kiếm. Nhất thời, lao một cái sáng bóng kiếm mang, phóng lên cao. Di tích chi địa bên trong, tất cả sương mù dày đặc, âm hồn, hắc khí, sát khí, ngay tức thì bị tách ra hết, vận mạng kiếm quang hội tụ bầu trời, lại có thể hóa thành mặt trời vậy tồn tại, chiếu sáng bốn phương. Đáng chết! Yên Tịch Kiếm Linh cắn răng, còn muốn áp chế Huyền Cơ Nguyệt, nhưng căn bản không làm được. Vận mạng mũi nhọn, không phải bất kỳ thủ đoạn có thể áp chế. Di tích chi địa bên trong, rất nhiều các cường giả, thấy bỗng nhiên vọt lên ngút trời kiếm quang, đều là rung động thất sắc. Thần La trùng trời, đây là nữ hoàng uy nghiêm. Hôm nay Long Uyên Thiên Kiếm ra đời, Huyền Cơ Nguyệt quả nhiên cũng muốn cướp lấy. Tên này! Chấp trưởng thần La Thiên kiếm còn chưa đầy đủ, lại còn muốn cùng ta cửa cướp đoạt Long Uyên. Rất nhiều cường giả thấy thần La Thiên kiếm cùng vận mạng ánh sáng tím hiện lên, trong lòng kinh dị không thôi, dừng lại ở bước chân, ngược lại là không gấp trước cướp đoạt Long Uyên Thiên kiếm. Bởi vì, nếu như có Huyền Cơ Nguyệt ở bên cạnh mà nói, không ai dám nói có thể tranh được qua nàng. Có không ít người bước chân bay vút, nhìn thần La Thiên kiếm mũi nhọn phát ra địa phương chạy tới, muốn tìm tòi kết quả. Mà bên kia chiến trận bên trong, Yên Tịch Kiếm Linh thấy Huyền Cơ Nguyệt bùng nổ, đã biết hôm nay cục, bất kỳ mưu lợi thủ đoạn, đều là vô dụng, chỉ có thể là cứng đối cứng, nhất quyết sống chết. Rất tốt, ta liền lãnh giáo một chút vận mệnh đứng đầu cao chiêu. Yên Tịch Kiếm Linh kiếm quang vừa chuyển, lần nữa ngang nhiên đâm ra, từng cơn hàn mang lóe lên. Hàn phong 13 kiếm. Kiếm đạo của hắn khí tượng, liền như từng ngọn cô lạnh lẽo đỉnh, sát khí bức người. Huyền Cơ Nguyệt khí định thần nhàn, thong thả, giơ cao thần La Thiên kiếm, cùng Yên Tịch Kiếm Linh chu toàn. Diệt Vô Cực cùng Huyễn Trần Yên rút ra trường kiếm, nhìn về Diệp Thần. Nếu như lúc này, bọn họ đồng loạt ra tay, đi phối hợp Huyền Cơ Nguyệt, ít nhất có 90% chắc chắn,
có thể chém chết Yên Tịch kiếm linh. Diệp Thần nhìn khắp bốn phía, nhưng khách khí mặt bóng người lay động, có rất nhiều người đến gần nơi đây. Mà bên kia, Cáo Phi Hàn thấy tình thế không ổn, vậy chuẩn bị chạy trốn. Hắn lúc này biết Diệp Thần thân phận, là tuyệt đối không dám cùng Luân Hồi Chi Chủ là địch. Luân Hồi uy danh, đã sớm truyền khắp vạn giới, liền Ma Tổ Vô Thiên, Vũ Hoàng Cổ Đế, đều phải kiêng kỵ Luân Hồi huyết mạch uy nghiêm, hắn lại là biết rõ Luân Hồi phép tắc đáng sợ, tuy nói Diệp Thần tu vi, chỉ có còn thật cảnh nhất tầng thiên, nhưng hắn là tuyệt đối không dám đối kháng. Muốn chạy? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên thân thể chớp mắt, phi thân cản đường ở Cáo Phi Hàn trước mặt. Cáo Phi Hàn thần sắc đại biến, thân thể nhẫn không ngừng run rẩy. Diệp Thần hướng Diệt Vô Cực vợ chồng nói, hai vị tiền bối, các ngươi trông nom lối vào, đừng nhường người ngoài đi vào. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần sử dụng bầu trời hoàng tuyển đồ, thả ra hoàng tuyển thế giới. Trong thoáng chốc, hoàng tuyển giang sơn, chấn rơi xuống, ngăn trận bốn phía, chỉ có một cái cầu dài lối đi, có thể cho người tiến vào. Điều này cầu dài lối đi, chính là trong truyền thuyết suối vàng cầu Nại Hà, quyết sống chết, định luân hồi. Theo Diệp Thần tu vi không ngừng tiến bộ, hoàng tuyển đồ cũng ở đây trở nên mạnh mẽ, khí tượng càng ngày càng bàng bạc, không chỉ là cầu Nại Hà, sau này còn sẽ có thập điện Diêm La, 18 tầng địa ngục, núi đao biển lửa, 6 đạo chuyển kiếp, kháng khít luyện ngục vân. Vân dị tượng hiện lên. Dưới mắt đại chiến đã bùng nổ, Diệp Thần bên này phần thắng rất lớn, vô luận là Yên Tịch kiếm linh, vẫn là Cáo Phi Hàn, trên mình đều có hàng loạt chiến lợi phẩm, ví dụ như Yên Tịch thiên kiếm, Tiên Phủ thiên thư vân. Vân. Những thứ này, tự nhiên không thể bị người ngoài đoạt đi. Cho nên, Diệp Thần trực tiếp bày hoàng tuyển giang sơn, phong tỏa bốn phía. Diệt Vô Cực vợ chồng trên tay, ánh sáng vàng hiện lên, ngưng tụ thành một tấm suối vàng phù chiếu. Bằng vào phù này chiếu, bọn họ có thể tạm thời điều động hoàng tuyển đồ lực lượng. Thần La Thiên kiếm mũi nhọn đã lên, Diệp Thần tự nhiên cũng không có lại che giấu, đây là sử dụng hoàng tuyển đồ, ngang hàng là công khai mình luân hồi chi chủ thân phận. Di tích chi địa bên trong, bốn phương tám hướng, như thủy triều người đám người, thấy hoàng tuyển giang sơn khí tượng, rối rít hò hét. Luân hồi chi chủ cũng ở nơi đây. Luân hồi cùng vận mệnh tranh nhau. Nói không chừng có thể đi nhặt cái tiện nghi. Nếu là may mắn bắt được thần La Thiên kiếm hoặc là hoàng tuyển đồ, vậy chuyến này cũng không uổng. Vô số người mang tâm tình kích động, rối rít tràn tới, còn lấy là Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt, lại muốn liều mạng tranh nhau, nơi nào nghĩ đến hai người thật ra thì ở hợp tác. Trong chớp mắt, bốn phương tám hướng chi chít, kém không nhiều có gần ngàn người, vây ở hoàng tuyển giang sơn bên ngoài. Ở hoàng tuyển giang sơn cách trở hạ. Đám người vậy không thấy rõ bên trong đánh nhau, người người cũng muốn đi vào tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, nhưng lại trong lòng có sợ hãi. Cố nhiên đại đa số nhân tâm trung đô có sợ hãi, nhưng trong này cám dỗ cuối cùng là quá lớn. Yên tĩnh nhất thời sau đó, đột nhiên, có người phá vỡ phần này yên tĩnh. Cùng nhau vọt vào. Người chúng ta nhiều, dứt khoát ngày hôm nay nghiền nát luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu, chia cắt đại khí vận. Nói không chừng chúng ta có tư cách bước vào thái thượng thế giới. Đúng là như vậy. Cũng không biết là ai gieo hò một tiếng, sau đó tất cả người điên cuồng đi về trước liều chết xung phong, dọc theo cầu Nại Hà, muốn vọt vào, lại là muốn dựa vào người đông thế mạnh, là tùy ý là. Diệt Vô Cực vợ chồng gương mặt thất sắc, vội vàng thúc giục suối vàng phù chiếu, quát lên. Làm sao luân hồi, sống chết quyết đoán. Vậy trên cầu Nại Hà, bỗng nhiên kịch liệt lay động. Bỗng nhiên bộc phát ra từng luồng đen nhánh ánh sáng, các loại hắc mang bên trong, mang theo một cổ quỷ dị quy luật chập chờn, đó là đại biểu luân hồi sống chết quy luật, có thể quyết định người sống chết. Một cái chớp mắt tới giữa, trước nhất bước lên cầu Nại Hà người đám người, bị sống chết phép tắc đánh vào, rối rít kêu thảm thiết, từ trên cầu đánh mất, rơi vào suối vàng sông bên trong, bị thao thao bất tuyệt nước sông chiếm đoạt, máu thịt cũng hóa thành thuần túy linh khí, bị hoàng tuyển đổ chỗ sâu một cổ quỷ dị tồn tại. Hoàn toàn cắn nuốt hết. Vậy hoàng tuyển đồ chỗ sâu, đang chôn giấu hoang ma thiên kiếm. Giờ phút này, hoang ma thiên kiếm lại chiếm đoạt người xâm nhập máu thịt. Người phía sau cửa phát hiện không đúng, nhất thời dừng lại ở bước chân, không dám lại xông lên. Vậy trên cầu Nại Hà, hắc khí tràn ngập, lộ vẻ được vô cùng khủng bố, tựa như hết thảy sinh linh đạp lên, đều phải bị luân hồi sống chết quy luật chiếm đoạt, cuối cùng thay đổi thành hoang ma thiên kiếm chất dinh dưỡng.
Diệt Vô Cực vợ chồng gặp cục diện ổn định, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Thật ra thì nếu như những người này, toàn bộ liều mạng đánh vào, chỉ là một cái cầu nại hà, là vô luận như thế nào cũng không ngăn nổi, thật may đám người cũng không dám thật người người đi tìm cái chết. Đây cũng là nhân tính. Mà Hoàng Tuyền Giang Sơn bên trong, Huyền Cơ Nguyệt cùng Yên Tịch Kiếm Linh đại chiến, lại không có quản ngoại giới tình huống. Diệp Thần khách khí mặt thế cục ổn định, tâm tư liền toàn bộ thả lại Cáo Phi Hàn trên mình. Cáo Phi Hàn cả người phát run, khí cơ bị Diệp Thần phong tỏa, như bị mãnh hổ nhìn chằm chằm dê con. Luân hồi chi chủ, ta cùng ngươi không thù không oán, cần gì phải sống chết gặp nhau. Ngươi hôm nay thả ta, và ma tổ vô thiên kết cái thiện duyên, sau này đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Cáo Phi Hàn từ đầu đến cuối kiêng kỵ luân hồi thiên uy, không dám cùng Diệp Thần là địch. Diệp Thần nghe được câu này, ha ha cười một tiếng, nói, ngươi hôm nay cầu xin tha thứ, thì có ích lợi gì? Ngươi mưu toàn ô nhục Kỳ Lâm, ta liền kêu ngươi để mạng lại bổ sung. Nói xong, Diệp Thần bỗng nhiên một trưởng gào thét ra, đánh giết hướng Cáo Phi Hàn đầu. Cáo Phi Hàn kinh hãi, chật vật lui về phía sau, cả giận nói, luân hồi chi chủ, đừng lấn hiếp người quá đáng. Người đâu, kết thiên ma tử trận. Sống chết trước mắt, Cáo Phi Hàn một tiếng hò hét, chung quanh mười mấy người làm, mặt lộ vẻ do dự, tựa hồ khá là sợ hãi sợ, nhưng cuối cùng vậy không dám chống lại Cáo Phi Hàn mệnh lệnh, đồng loạt vây lại, nhanh chóng kết thành trận thế, dưới chân lại toát ra từng đạo ma văn, ngay chớp mắt đế kết thành một cái ma trận. Bọn họ trên mình máu thịt, vậy đang dần dần bốc cháy. Trên khuôn mặt hiện ra đau đớn khổ sở thần sắc, từng luồng ma sương mù tràn ngập ra, hội tụ thành một đoàn vô cùng là xâm nghiêm đáng sợ năng lượng. Diệp Thần con ngươi hơi co rúm một cái này thiên ma tử trận, chính là hồng mông nguyên thuật, từ 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, thiên ma tan giã đại pháp lột xác tới. Thiên ma tan giã đại pháp, là nổ máu thịt, tự bạo giết địch tàn bạo thuật pháp, chú trọng trong nháy mắt nổ, mà thiên ma tử trận, nhưng là một cái mài nước đại trận. Nghiền mệt nhọc máu thịt gân cốt, đem tiềm năng của thân thể con người, toàn bộ chèn ép ra ngoài, cuối cùng hội tụ thành năng lượng bàng bạc, sát thương kẻ địch. Cái này thiên ma tử trận, chỗ lợi hại nhất, chính là có thể nhiều người bày trận, hơn người máu thịt năng lượng, toàn bộ hội tụ kết hợp, từ đó bộc phát ra hung mãnh nhất lực sát thương. Thiên ma tử trận kết thành, nhất thời một đoàn quỷ dị ma sương mù, gào thét trào giết ra, hướng Diệp Thần quấn quanh đi. Diệp Thần mơ hồ giác xem kỹ không ổn, tung người lui về phía sau, vậy đoàn ma sương mù suy đích một tiếng, đánh vào ở trước người hắn trong hư không, lại đem trùng trùng không gian toàn bộ nghiền nát, biểu dương ra vô cùng mãnh liệt lực tàn phá. Luân hồi chi chủ, là ngươi ép ta. Cáo Phi Hàn vành mắt hết sức nứt ra, hắn dưới quyền mười mấy người làm, toàn bộ là tử sĩ, vốn là hắn là dự định hiến tế cho Long Uyên Thiên Kiếm, nhưng đương thời giây phút, cũng chỉ có thể toàn bộ hy sinh, dùng để ký kết thiên ma tử trận tự vệ. Diệp Thần đem hắn ép đến tình cảnh này, hai người gian coi như là kết nặng thù, không chết không thôi. Thiên tiên cẩm lý sao, phá. Diệp Thần nhìn vậy thiên ma tử trận, hai tay kết ấn, từng cái thiên tiên cẩm lý thả ra, liền muốn lọc sạch hết vậy thiên ma tử trận hơi thở, phá hỏng trận pháp này. Tiên phù thiên thư, mở. Cáo Phi Hàn thấy Diệp Thần thần thông, rất nhiều vẻ kiêng kỵ. Vội vàng bay đến thiên ma tử trận tâm trận trên mình toát ra một cổ đặc thù hơi thở, vừa có tiên linh hà thải, lại có âm u ma khí. Một quyển hiện đầy phù lục thiên thư, từ trong cơ thể hắn bay vút lên ra, chính là trong truyền thuyết tiên phù thiên thư. Cái này cuốn tiên phù thiên thư, đạt được ma tổ vô thiên máu tươi rèn luyện, hơi thở mênh mông mà bàng bạc, phủ sử dụng một cái, lập tức toát ra trọng trọng điệp điệp phù văn, tạo thành một cái bức tường ngăn cản. Chặn lại Diệp Thần thiên tiên cẩm lý. Ồ, Diệp Thần nhìn vậy tiên phù thiên thư, nhỏ cảm thấy kinh ngạc, chỉ cảm thấy vậy tiên phù thiên thư hơi thở, so với lớn như vậy thiên thư, muốn hung hãn mạnh mẽ rất nhiều, không hổ là ma tổ vô thiên rèn luyện qua pháp bảo, quả nhiên là dị thường ác liệt, đã sắp đến gần cao nhất thiên thư. Thiên ma chết phù, cho ta trấn áp. Cáo Phi Hàn quát lên một tiếng lớn, hít thở sâu một hơi, đem thiên ma tử trận năng lượng toàn bộ hội tụ đến trên người mình, sẽ cùng tiên phù thiên thư dung hợp, một đạo to lớn linh phù, từ bàn tay hắn tuôn ra, lăng không hướng Diệp Thần đánh tới. Cái này linh phù, in một cái đen nhánh chữ chết, tràn đầy thiên ma tử khí, tựa như có thể làm thế gian hết thảy sinh linh, đi về phía tử vong tuyệt cảnh. Rắc 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 rắc,
Cái này thiên ma chết phủ vừa ra, vậy thiên ma tử trận bên trong mười mấy người làm, thân thể máu thịt toàn bộ bị ép khô, trở thành từng cổ xương khô, hoàn toàn chết đi. Hội tụ tất cả người làm máu thịt năng lượng, cáo phi hàn thiên ma chết phủ, ánh sáng hung hãn đến trình độ cao nhất. Đây là hắn một kích mạnh nhất. Đối mặt luân hồi chi chủ, hắn thậm chí liền một chút dò xét cũng không dám, ra tay một cái chính là mạnh nhất thần thông, lá bài tẩy dùng hết. Có cần phải như vậy sợ ta? Diệp Thần cười lạnh một tiếng, nếu như là ở lúc trước, hắn đối mặt cáo phi hàn một kích này, có lẽ còn sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhưng lúc này, hắn đã tấn thăng còn thật cảnh nhất tầng thiên, thực lực thật to lột xác, loại trình độ này công kích, hoàn toàn không buông ở bên trong mắt. Nguyện vọng thiên tinh, lên. Diệp Thần vung tay lên, một viên minh mông tinh cầu, lập tức từ phía sau lưng bay lên, vô tận nguyện vọng niệm lực cuồn cuộn bùng nổ. Suy, cáo phi hàn thiên ma chết phủ bay giết tới, xông vào nguyện vọng thiên tinh bên trong, tất cả thiên ma tử khí, lập tức bị khoáng đạt minh mông nguyện vọng hơi thở, toàn bộ hóa giải. Cái gì? Thấy vậy, cáo phi hàn hoàn toàn chấn động ngạc, đây là hắn một kích mạnh nhất, nhưng lại có thể như châu đất xuống biển, không phát huy ra bất kỳ tác dụng, thời gian đảo mắt bị Diệp Thần hóa giải được. Ta cầu nguyện, thiên tinh tù ma, vạn kiếp bất phục. Diệp Thần trong mắt đằng đằng sát khí, rất nhiều cái kế tiếp đại nguyện vọng. Xoát kéo kéo. Trong thoáng chốc, nguyện vọng thiên tinh bên trong, bạo bắn ra trăm ngàn cái đen nhánh xiềng xích, điên cuồng phá vỡ hư không, hướng cáo phi hàn bay đi, phải đem hắn trói những ràng buộc, vĩnh viễn chân áp. Cáo phi hàn kinh hãi muốn chết, chỉ cảm thấy một cổ làm người ta tuyệt vọng đáng sợ chênh lệch. Hắn cùng Diệp Thần, chênh lệch quá xa. Vô luận là sức chiến đấu, khí vận, vẫn là thần thông pháp bảo, võ đạo nội tình, toàn phương mặt bị treo đánh, trời đất phân nê, Diệp Thần giết hắn cũng không cần thở hổn hển. Tiên phù thiên thư, bảo vệ. Sống chết trước mắt, cáo phi hàn ném ra tiên phù thiên thư, lại cầm tới làm tấm thuẫn, mình xoay người phi độn đi. Phốc phốc phốc, Diệp Thần bắn ra trăm ngàn xiềng xích, cùng tiên phù thiên thư va chạm, phát ra từng trận nặng nề tiếng vang, tiên phù thiên thư trực tiếp bị đánh rơi đi xuống. Mà cáo phi hàn thừa dịp này cơ hội, chật vật chạy thục mạng. Có thể chạy đi nơi nào? Diệp Thần ánh mắt lạnh lùng, đang muốn đuổi giết, bỗng nhiên tới giữa, bên ngoài có động trời khói độc phóng lên cao, cuồn cuộn khói độc bên trong, một đạo minh lệ thanh thuần, hơi có vẻ thanh sáp bóng người, từ bên ngoài phóng tới. Lại là Kỳ Lâm. Kỳ Lâm, cái này bé gái tại sao chạy tới? Diệp Thần thấy Kỳ Lâm xuất hiện, nhất thời thất kinh. Diệt Vô Cực vợ chồng thấy Kỳ Lâm tới, cũng là kinh ngạc không chạng, vội vàng buông suối vàng phép tắc hạn chế. Kỳ Lâm một cái bay vút, đi qua cầu Nại Hà, bay vào. Nàng vừa tiến đến, liền thấy Cáo Phi Hàn muốn chạy trốn. Cáo Phi Hàn thấy Kỳ Lâm, nhưng là đại hỉ, kêu lên, Kỳ Lâm muội muội. Lúc này Kỳ Lâm, thành công luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư, tu vi tiến nhiều, liền thân thể cũng trổ mã rất nhiều, dáng vẻ sơ cái quy mô. Hơi có vẻ trẻ trung, cáo phi hàn đầu óc bên trong, mơ tưởng viễn vong, lại nghĩ đến cái gì hoa nở cũng đế liên, trong chốc lát quên tự thân chỗ sâu tử địa. Nha, là người cái này thô bỉ tên vô sỉ, cho cô nãi nãi ta chết đi. Kỳ Lâm nhưng là mặt đầy chán ghét vẻ phẫn hận, cắn răng nghiến lợi, bàn tay vung lên gian, một quyển bảy màu độc kinh, từ nàng cái ót hiện lên, nhưng là Vân Đỉnh Thiên Thư cùng nàng trầm uyên độc thể dung hợp, lột xác mà thành kinh thư. Bàng bạc khoáng đạt khí độc, từ vậy bảy màu độc kinh bên trong bộc phát ra, hóa thành một cái to lớn độc long, từ trên trời hạ xuống, xông về cáo phi hàn. Phịch! Vậy độc long thế xông mãnh liệt, lập tức đụng vào cáo phi hàn đáy quần chỗ yếu hại. Cáo phi hàn à một tiếng hét thảm, nơi đụng quần suy suy vang dội, đã gặp đến khí độc ăn mòn, chỗ hiểm đều bị ăn mòn nát vụn hết sức. Hắn che nửa mình dưới, ngã xuống đất co quắp lăn lộn. Gương mặt thành màu gan heo, nói Kỳ Lâm muội muội, ngươi đây là làm cái gì à? Kỳ Lâm xì một tiếng, nói ta cùng ngươi quen lắm sao? Ta ghét nhất ngươi cái loại này thô bỉ người, bà cô cũng là ngươi có thể chọc. Nhanh lên một chút cho ta đi chết. Tiếng nói rơi xuống, thúc giục thiên thư độc kinh, thả ra vô cùng khí độc, đem cáo phi hàn thân thể bao lấy. Cáo phi hàn chỉ cảm thấy khí độc vào cơ thể, như có vạn kiến phệ tim. Vạn kim châm ra, vô cùng đau khổ thống khổ, kêu thảm thiết kêu khóc đứng lên, luôn miệng kêu lên, Kỳ Lâm muội muội, tha mạng, tha mạng.
Kỷ Lâm nhưng là hì hì cười một tiếng, có nhiều thú vị nhìn hắn dẫy dụa hình dáng, nhưng không có chút nào lưu tình ý. Đảo mắt tới giữa, Cáo Phi Hàn bị khí độc ăn mòn, da thịt toàn bộ hóa thành mủ, cuối cùng chỉ còn dư lại một cái trắng hếu hài cốt, ở vô cùng tuyệt vọng cùng trong thống khổ, hoàn toàn chết đi. Rồi phiền người, rốt cuộc lỗ tai thanh tĩnh. Kỷ Lâm vỗ tay một cái, có vẻ vui mừng, xoay chuyển ánh mắt, nhưng thấy vậy tiên phù thiên thư đánh rơi đến một bên, liền đưa tay một nhiếp, đem tiên phù thiên thư đoạt vào tay. Cái này chiến lợi phẩm quay về ta, coi như là cái này mảnh giấy vụn cho ta bồi thường. Kỷ Lâm cười hì hì thu tiên phù thiên thư, nàng đã luyện hóa vân đỉnh thiên thư, nếu như lại dung hợp tiên phù thiên thư mà nói, thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước. Bé gái, tiên phù thiên thư là ta, ngươi dám cướp. Bên kia Huyền Cơ Nguyệt, đang cùng Yên Tịch Kiếm Linh đại chiến, bỗng nhiên thấy Kỷ Lâm lấy đi tiên phù thiên thư, nhất thời kinh hãi. Mà nàng kinh ngạc dưới, môn hộ phòng thủ hơi có sơ sót, bị Yên Tịch Kiếm Linh nhìn chính xác cơ hội, một kiếm đâm trúng nàng vai. Suy rồi, Yên Tịch Kiếm Linh một kiếm thuận thế tìm kiếm, đem Huyền Cơ Nguyệt đầu vai áo quần, cũng cắt vỡ xuống. Nhưng gặp Huyền Cơ Nguyệt vai bên trên, có một đạo kiếm tổn thương, máu tươi ồ ồ. Thương thế không tính là nhiều nặng, nhưng áo nàng bị biến dạng một khối, ở trước mặt người để lộ da trắng như tuyết trong suốt da thịt, chính là vũ nhục cực lớn. Huyền Cơ Nguyệt mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, có vẻ tức giận. Yên Tịch Kiếm Linh ha ha cười một tiếng, nói, Huyền Cơ Nguyệt, người ngươi ngược lại coi là trắng nõn, không bằng cùng ta trở về, cho Hồng Thiên Vương làm cái rửa chân tỷ nữ, như thế nào? Khả năng này là ngươi duy nhất cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt cả giận nói, ngươi dám chiết nhục ta, ta ngày hôm nay liền làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Tử cực không không sáng, cho ta trấn áp. Nháy mắt tức thì, Huyền Cơ Nguyệt tay trái vung giết ra, một chùm ánh sáng tím, mang vận mạng hư không, hướng Yên Tịch Kiếm Linh lướt đi. Yên Tịch Kiếm Linh cả kinh, nhưng giác Huyền Cơ Nguyệt một trường này, mang theo trình độ cao nhất hư vô hơi thở. Đây là Huyền Cơ Nguyệt hiểu không không cảnh giới, cùng tử vi số mệnh thuật dung hợp. Tự nghĩ ra đi ra ngoài thần thông. Xem nàng loại cảnh giới này cao thủ, cũng sẽ nghĩ biện pháp theo đuổi không không bí ẩn, mặc dù khó mà chân chính dòm ngó gặp không không, nhưng ở tìm hiểu trong quá trình, lĩnh ngộ có vô tướng sanh đại lộ chí lý, đối với tu vi vậy rất có ích lợi. Nàng một trưởng này, tràn đầy đáng sợ hư không, không phải vực sâu như vậy bóng tối hư không, mà là vận mạng hư không, có thể ảnh hưởng người tinh thần. Yên Tịch Kiếm Linh bị trưởng phong sở kích, chỉ cảm thấy một trái tim không ngừng rơi xuống, tựa như thấy được mình vận mệnh, lâm vào tuyệt đối hư không bên trong, hết thảy vùng vẫy đều là phí công, thân thể lại cứng còng, nhúc nhích không được, ngây tại chỗ chờ chết. Diệp Thần thấy Huyền Cơ Nguyệt một chiêu này, cũng là một hồi kinh ngạc, nội tâm kiêng kỵ Huyền Cơ Nguyệt thực lực. Huyền Cơ Nguyệt võ đạo, quả nhiên không phải chuyện đùa, lại sản sinh ra đối với không không cảnh giới chiết tư, đây cũng không phải là thông thường võ đạo. Mà là mang theo triết lý suy tính, đại đạo huyền diệu, biến hóa vô cùng. Cuối cùng Yên Tịch Kiếm Linh tu vi cường hãn, ở sống chết trước mắt, tỉnh ngộ lại, quát lên, vận mệnh ta, còn chưa tới phiên ngươi tới khống chế. Mất đi kiếm pháp, nhưng gặp Yên Tịch Kiếm Linh kiếm quang nổ lên, ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt vận mệnh bàn tay lớn, thân thể bị đẩy lui mười mấy bước, ngưỡng hầu phun ra một ngụm máu tươi, bị trọng thương, nhưng cuối cùng giữ được tánh mạng. Coi là ngươi lợi hại. Chúng ta ngày khác tái chiến. Yên Tịch Kiếm Linh cắn răng một cái, nhưng cũng không dám ham chiến, ăn vào một viên trị liệu đan dược sau đó, lập tức phi thân chạy trốn đi. Diệt Vô Cực vợ chồng bạo cướp lên, muốn cản đường, nhưng Yên Tịch Kiếm Linh gọi ra một phiến thất lạc thời không, lợi dụng thời không nhún nhảy thủ đoạn, thoáng qua chạy trốn đi. Bản lãnh khác không có, chạy trốn bản lãnh ngược lại là lợi hại. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, thu hồi thần La Thiên Kiếm. Nàng chỉ là một người, lại thiếu chút nữa đánh chết Yên Tịch Kiếm Linh, trương hiện ra tuyệt đối thực lực. Diệp Thần, Diệt Vô Cực vợ chồng, đều là trầm mặc xuống, nói không ra lời, lần này muốn cùng Huyền Cơ Nguyệt cướp đoạt Long Uyên Thiên Kiếm, sợ là khó hơn lên trời, coi như đoạt kiếm thành công, vậy nhất định phải bỏ ra thảm trọng giá phải trả, tuyệt không thể nào tùy tiện thoát thân. Không hổ là nữ hoàng, thật là lớn uy phong. Kỷ Lâm le lưỡi một cái, vậy thán phục Huyền Cơ Nguyệt thực lực. Bé gái, tiên phù thiên thư lấy ra. Huyền Cơ Nguyệt mắt lạnh nhìn chằm chằm Kỷ Lâm, quát lên. Vậy tiên phù thiên thư, có thể phụ trợ nàng tu luyện thái thượng thiên phù nói,
không cho sơ thất, lúc này bị Kỳ Lâm đoạt đi, nàng là vô luận như thế nào đều không thể dễ dàng tha thứ. Kỳ Lâm hừ một tiếng, nói, người là ta giết, thiên thư tự nhiên quay về ta, ngươi làm sao có thể ỷ lớn hiếp nhỏ, người đường đường nữ hoàng, chẳng lẽ muốn khi dễ ta một cái bé gái sao? Huyền Cơ Nguyệt tuy mạnh hãn, nhưng Kỳ Lâm nhưng là không sợ trời không sợ đất tính cách, lúc này đối mặt Huyền Cơ Nguyệt dày, nàng ưỡn ngực, theo lý tranh thủ, lại không có bỏ qua tiên phù thiên thư ý. Dẫu sao, Cáo Phi Hàn là nàng giết chết, tiên phù thiên thư bị nàng thu làm chiến lợi phẩm, hợp tình hợp lý. Răng nhọn cô gái nhỏ, chớ ép ta động thủ. Huyền Cơ Nguyệt có vẻ tức giận, bàn tay đè chuôi kiếm, tiến lên trước liền một bước. Nàng đường đường nữ hoàng, tự nhiên không muốn cùng một cái bé gái so đo, thế nhưng tiên phù thiên thư, nhưng là không cho sơ thất. Kỳ Lâm nói, ngươi muốn động thủ sao? Được a, ta không sợ ngươi, Diệp Thần ca ca sẽ bảo hộ ta, sư phụ ta sư nương cũng ở nơi đây, ta cũng không tin chúng ta bốn người, vẫn không đánh thắng một mình ngươi. Diệp Thần bên này có bốn người, cùng Huyền Cơ Nguyệt lực lượng tương đương, nếu quả thật đỉnh cấp tỉ thí, ai chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên cũng biết, bây giờ còn chưa đến xé rách ra mặt thời điểm. Dẫu sao bên ngoài còn có rất nhiều cường giả rình chung quanh, Đế Thích Thiên càng núp ở chỗ sâu, không có bại lộ, nếu như nàng cùng Diệp Thần quyết chiến, vô luận ai thắng ai bại, đều phải hao hết linh khí, không có sức lại đối phó kế tiếp biến cố. Nhưng tiên phù thiên thư, đối với Huyền Cơ Nguyệt vô cùng trọng yếu, nàng há có thể mất đi. Huyền Cơ Nguyệt trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, nói, luân hồi chi chủ, ngươi nói qua tiên phù thiên thư cấp cho ta, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái lời hứa? Diệp Thần nhún vai một cái, nói cũng không phải là ta cùng ngươi cướp đoạt, ngươi trách ta làm chi. Huống chi hiện tại rằng co thì có ích lợi gì, hết thảy đều phải xem Long Uyên Thiên Kiếm thuộc về, ngươi lấy được rồi Long Uyên Thiên Kiếm, tự nhiên có thể nắm giữ hết thảy, nhưng nếu như bị ta bắt được. Nói tới chỗ này, Diệp Thần trong mắt bỗng nhiên dâng lên sát khí, ngày hôm nay chính là ngươi ngày rỗ. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng rét một cái, Diệp Thần nói không sai, dưới mắt tranh chấp. Không có chút ý nghĩa nào, coi như nàng lấy được rồi tiên phù thiên thư, nếu như không lấy được Long Uyên Thiên Kiếm mà nói, vẫn là không gánh nổi. Nhưng nếu như, nàng cuối cùng có thể chấp trưởng Long Uyên, liền có thể phá giết hết thảy, cướp lấy tất cả bảo vật. Được, rất tốt, ngươi nói không sai, chờ ta chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm, tự nhiên có thể đem các ngươi giết sạch, cướp đoạt các ngươi hết thảy. Huyền Cơ Nguyệt trợn mắt nhìn Kỳ Lâm, bé gái, chờ ta chấp trưởng Long Uyên. Ta liền trước đem ngươi khuôn mặt nhỏ bé mà hoa nát vụt, lại chém đoạn tay ngươi chân, cầm ngươi nhét vào cái vỏ rượu bên trong ngâm 7 ngày, chờ ngươi cả người gân cốt cũng ngâm nát vụt, lại đem ngươi giết chết, ngươi cho ta chờ. Nàng nói lời nói này thời điểm, tràn đầy uy nghiêm sát khí, mặt đầy dữ tợn vẻ hung ác. Kỳ Lâm tuy là không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng bị sợ hết hồn, trốn Diệp Thần phía sau. Diệp Thần kéo tay nàng, hướng Huyền Cơ Nguyệt nói, ha ha. Ai chết vào tay ai, còn rất khó nói. Long Uyên Thiên Kiếm, quan hệ đến hai bên sống chết. Hiện tại Diệp Thần bên này, và Huyền Cơ Nguyệt thế lực thăng bằng, ai có thể bắt được Long Uyên Thiên Kiếm, ai liền có thể đánh vỡ thăng bằng, đem đối phương giết chết, cướp lấy đối phương hết thảy. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt, tranh đấu không biết bao lâu, mà lần này Long Uyên Thiên Kiếm ra đời, nhưng là một cái quyết chiến cơ hội, có lẽ có thể quyết đoán ra hai người sống chết thắng bại. Huyền Cơ Nguyệt chăn thủ nhẹ một chút, nói, hiện tại lời nói tranh nhau vô ích, hết thảy đều phải xem cuối cùng ai có thể đoạt kiếm. Nói tới chỗ này, Huyền Cơ Nguyệt nhìn ra ngoài một mắt, bên ngoài con ruồi quá nhiều, ngươi và ta liên thủ, giết sạch bọn họ nói sau. Lúc này ở Hoàng Tuyền Giang Sơn bên ngoài, rất nhiều cường giả rình chung quanh trước, cũng là một cái ẩn núp uy hiếp. Diệp Thần gật đầu một cái, liền cùng Huyền Cơ Nguyệt sải bước đi ra ngoài. Hai người ngự gió bay vút lên lên, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong. Bên ngoài rất nhiều cường giả, đang chờ đợi, sục dịch, bỗng nhiên thấy hai đạo huy hoàng bóng người bay lên không, không khỏi ngây dại. Chỉ gặp hai đạo thân ảnh kia, một đạo tràn ngập luân hồi hoàng tuyển ánh sáng vàng, một đạo còn quấn số mệnh nước lũ ánh sáng tím, chính là Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt. Ở chục nghìn năm trước, Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt là đạo lữ, luân hồi vận mệnh uyển như nhật nguyệt. Chiếu sáng bầu trời, chỉ là sau đó biến cố ra đời, hai người thành cựu địch. Giờ khắc này, Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt lần nữa hợp tác,
luân hồi vận mạng trói lọi, lần nữa chung nhau hạ xuống, cao như trời, lớn như nhật nguyệt, huy hoàng sáng chói, vô cùng lóa mắt, để cho được toàn trường tất cả người, cũng rơi vào tuyệt đối đờ đẫn bên trong. Luân hồi chi chủ và vận mệnh đứng đầu, lúc nào cùng tốt lắm. Chẳng lẽ bọn họ muốn nối lại tiền duyên? Luân hồi vận mệnh nhật nguyệt cùng sắp, đây là vạn cổ không thấy tình cảnh. Đám người hoàn toàn kinh hãi, bọn họ còn lấy là Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt ở tranh đấu, muốn âm thầm nhặt điểm tiện nghi, nào nghĩ tới hai người liên thủ chung nhau hạ xuống. Diệp Thần nhìn phía dưới đông nghịt sóng người, ánh mắt run lên, bỗng nhiên một chưởng đánh xuống. Phịch! Diệp Thần ngút trời một chưởng, bạo đánh tiếp, tựa như có thể nghiền nát hàng tỷ nặng hư không, trên đất đánh ra một cái sâu đậm chưởng ấn. Hắn chỉ ở lập uy, một chưởng này là đánh vào trên đất trống, cũng không có giết người. Đám người thấy Diệp Thần một chưởng này, đều là vô cùng rung động, đã dòm ngó thấy luân hồi thiên uy cùng tiểu trọng lâu chưởng uy thế. Hiện tại Diệp Thần tu vi, mặc dù cũng không có đạt đến luân hồi huyết mạch cực hạn cảnh giới, nhưng trong thực tế sức chiến đấu, và kiếp trước so sánh, đã không kịp làm. Hắn có đầy đủ tư cách, đi đối kháng Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần một trưởng này uy mãnh, cũng là hơi lộ vẻ xúc động, thật may nàng cái này nhất thế, nhiều một cái thần la thiên kiếm, nếu không, còn thật không chắc chắn đối mặt Diệp Thần báo thù. Tử cực thiên hà chém. Nhìn phía dưới sóng người, Huyền Cơ Nguyệt thả ra tử vi số mệnh thuật, ngưng tụ thành một đạo chiến nhận, lăng không chém đánh tiếp. Nàng cũng không xem Diệp Thần như thế nhân từ, một chiêu này là trực tiếp giết người, không lưu chỗ trống. Tử cực thiên hà chém mang một đạo sáng chói tử mang, từ trên trời hạ xuống, chém xuống ở đám người bên trong. Ngay tức thì, chừng mấy trăm người, bị Huyền Cơ Nguyệt chém eo giết chết, máu tươi nội tạng văng tung tóe, tình cảnh đặc biệt thảm thiết, bị kiếm khí liên lụy người đám người, lại là có mấy ngàn người nhiều, rối rít hét thảm lên, không chết vậy trọng thương. Luân hồi vận mệnh nhật nguyệt cùng sắp, chạy mau à. Không nghĩ tới cái này hai cái oan gia, lại có lần nữa liên thủ một ngày. Những người còn lại cửa cảm giác sâu sắc không ổn, rối rít chật vật chạy thục mạng. Nếu như Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt tử đấu mà nói, bọn họ có lẽ còn có cơ hội cướp lấy mưu lợi bất chính, nhưng hiện tại luân hồi vận mệnh liên thủ, nhật nguyệt cùng sắp, vậy thì thật là chiếu sáng vạn cổ, ai cũng không chiếm được tiện nghi. Trong chớp mắt, tất cả người chạy trốn không còn một mống, Hoàng Tuyền Giang Sơn bên ngoài khôi phục bình tĩnh. Huyền Cơ Nguyệt hơi hừ một tiếng, cũng không có đuổi giết, hạ xuống, yên lặng luyện công điều tức, là có thể đến tâm ma thẩm phán làm chuẩn bị. Diệp Thần vậy đáp xuống, đi tới Kỷ Lâm bên người. Kỷ Lâm, người tại sao chạy tới? Diệp Thần trong mắt mang một chút trách móc, không nghĩ tới Kỷ Lâm lại dám trộm chạy tới. Hắn cũng không hy vọng Kỷ Lâm dính nơi này nhân quả. Kỷ Lâm hì hì cười một tiếng, nhìn xem Diệp Thần, lại nhìn xem bên cạnh Diệt Vô Cực vợ chồng, nói, Diệp Thần ca ca, sư phụ sư nương, ta nhớ các người nha, cho nên qua tới thăm các ngươi. Diệp Thần gõ một cái Kỷ Lâm đầu nhỏ, nói, ngươi con bé này, nếu là ngươi xảy ra chuyện, ta làm sao hướng tỷ tỷ ngươi giao phó. Diệt Vô Cực vợ chồng cũng là rất có vẻ trách cứ, thật may Kỷ Lâm không có sao, hai người cũng thở phào nhẹ nhõm. Nguyễn Trần Yên nói, Kỷ Lâm, ngươi thật là ẩu tả, may mà ngươi luyện hóa vân đỉnh thiên thư, tu vi rất nhiều tiến bộ, nếu không ngươi dám tùy tiện xông vào nơi đây, sợ là liền mạng nhỏ cũng không gánh nổi. Ở nơi này phiến Long Uyên di tích bên trong, khắp nơi hiện đầy con rối canh phòng, vô cùng là nguy hiểm, nếu như không phải là Kỷ Lâm tu vi tiến bộ, có vân đỉnh thiên thư hộ thể, nàng rất có thể đã bị giết chết. Kỷ Lâm cười nói, sư nương, thật xin lỗi, ta lần sau sẽ chú ý. Nguyễn Trần Yên nói, còn dám có lần sau. Diệt Vô Cực nhìn một cái Kỷ Lâm, vội vàng nói, tốt lắm, phu nhân, Kỷ Lâm tới đã tới rồi, quá nhiều trách cứ cũng là vô dụng. Nghỉ ngơi cho khỏe đi, biến loạn buông xuống, tu được trước dưỡng hảo tinh thần. Nguyễn Trần Yên trong lòng rét một cái, trong sâu thẳm, vậy cảm giác được thiên đại biến loạn, sắp bùng nổ, trong lòng có một loại vô cùng là mãnh liệt bất an, muốn đến là núp ở sau lưng đế thích thiên, mau muốn ra tay. Lập tức đám người không nói thêm gì nữa, mỗi người nghỉ ngơi điều dưỡng. Kỷ Lâm đã chấp trưởng vân đỉnh thiên thư, không hề sẽ trở thành là Diệp Thần đám người liên lụy. Ngược lại là một cái cường đại trợ lực. Mặc dù Diệp Thần các người, chẳng muốn đem Kỷ Lâm cuốn vào, nhưng nàng cố ý muốn lưu lại, đối kháng đế thích thiên cùng Huyền Cơ Nguyệt. Đêm đó,
đám người liền ở Hoàng Tuyền Giang Sơn bên trong nghỉ ngơi. Huyền Cơ Nguyệt không muốn bị Diệp Thần ân huệ, một mình thoát khỏi đi ra ngoài, mở ra ra một khối tử vi thế giới nhỏ, yên lặng tĩnh dưỡng. Hoàng Tuyền Giang Sơn thế giới, cùng nàng tử vi thế giới nhỏ, mơ hồ tạo thành thế rằng co. Như vậy đến đêm khuya, đám người đang tự nghỉ ngơi, đột nhiên cảm thấy ở giữa thiên địa, khí lưu xoay tròn, gió bão nổi lên, tựa hồ có cái gì đại biến loạn muốn phát sinh. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt đồng thời mở mắt ra, sau đó Diệt Vô Cực vợ chồng, Kỷ Lâm vậy tỉnh lại. Di tích chi địa bên trong, rất nhiều các cường giả, vậy mơ hồ phát hiện không ổn, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Chỉ gặp bầu trời bên trong, mưa gió cuộn sạch gian, một vòng huy hoàng như mặt trời tinh thần, bỗng nhiên nổi lên. Vậy huy hoàng tinh thần, tràn đầy minh mông thần thánh ý uẩn, sáng chói mà nhức mắt, tựa như có thể ánh chiếu tâm linh của người ta. Mỗi cái người, nhìn như bánh xe ngôi sao thời điểm, đều có một loại cảm giác, tựa như mình chọn đời tội nghiệt, đều phải ánh chiếu được rõ ràng. Diệp Thần ca ca, đó là cái gì? Ta đột nhiên, cảm giác lại buồn ngủ. Kỷ Lâm đi tới Diệp Thần bên người, mờ mịt nhìn trên trời sáng chói mặt trời, thân thể lảo đảo lắc lư. Ở nơi này luân mặt trời ánh chiếu hạ, di tích trong đất u ám hơi thở, toàn bộ bị chiếu sáng thanh trừ sạch sẽ, thật giống như không có bất kỳ dơ bẩn, có thể ở dưới mặt trời ẩn núp. Đừng xem, là tâm ma thiên tinh, đế thích thiên chế tạo tinh thần. Diệp Thần vừa thấy được như bánh xe mặt trời, nhất thời cảm giác không ổn, vội vàng che lại Kỷ Lâm ánh mắt, không để cho nàng nhìn thẳng. Đế thích thiên, rốt cuộc đã tới sao? Huyền Cơ Nguyệt rút ra thần La Thiên Kiếm, trong mắt mang phòng bị ý, nhìn bầu trời. Ban đầu đổ sát thánh đại hội, nàng liền một chút tâm ma tập sát cũng không đỡ được, nhưng lúc này đã chấp trưởng thần La Thiên Kiếm, phổ thông tâm ma không tổn thương được nàng. Nhưng hôm nay trên vậy quá dương tinh thần bên trong, chậm rãi hiện ra một đạo thân ảnh, chính là một cái đầu tóc bạc trắng nam tử, gương mặt anh đẹp trai đẹp khí, thư hùng không biện luận, ẩn nhiên gian có loại nắm giữ thiên hạ đại khí phách, chính là Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên tâm ma thần thông, đã đạt đến 7 tầng thiên tiêu chuẩn, sau lưng hắn tinh thần, chính là hắn lợi dụng tâm ma thần thông, chế tạo ra tâm ma thiên tinh. Viên này tâm ma thiên tinh, bề ngoài nhưng không thấy được một tia một hào ma khí, vô cùng tinh khiết, vô cùng huy hoàng, vô cùng sáng chói. Như vậy cuồn cuộn thần thánh tinh thần, một cái chiếu sáng, liền có thể đem người sâu trong nội tâm ác niệm, tội nghiệt, cáu giận vân. Vân, các loại tâm ma nghĩ bậy tâm trạng, toàn bộ chiếu sáng đi ra. Diệp Thần có tai nan thiên kiếm nơi tay, hơn nữa tự thân đạo pháp cường hãn, ngược lại cũng không sợ hãi phổ thông tâm ma tập sát, nhưng chỉ sợ Kỷ Lâm, Diệt Vô Cực vợ chồng xảy ra chuyện, lúc này bước chân đạp một cái, quát lên. Hồng Mông tinh không, mở. Một phiến khoáng đạt tinh không, ở Diệp Thần đỉnh đầu tạo ra, mơ hồ cùng Đế Thích Thiên tâm ma thiên tinh chống lại. Đế Thích Thiên ánh mắt nhìn xuống phía dưới, thấy được Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt hai người bóng người, khẽ mỉm cười. Nếu như dùng võ đạo tỉ thí, hắn tự nhiên không thể nào tương đương Diệp Thần Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, nhưng lúc này, lòng hắn ma thiên tinh chiếu sáng, cũng không có dùng võ lực ý. Di tích trong đất rất nhiều cường giả, thấy Đế Thích Thiên xuất hiện, đều là kinh hãi. À, là Đế Thích Thiên. Tên này, hắn muốn làm gì, chẳng lẽ lại muốn phát động tâm ma thẩm phán? Đáng chết, con rồng này uyên di tích địa mạch, sát khí rất nặng, đặc biệt thích hợp hắn tâm ma thần thông. Đám người một hồi kinh hoàng sợ, dĩ nhiên là biết tâm ma xét xử lợi hại. Tâm ma thiên tinh chiếu một cái chói lọi, tất cả mọi người cảm thấy mình nội tâm, có vô cùng tội nghiệt ác niệm, các loại dục vọng, bị chiếu rọi đi ra. Mau giết hắn. Sợ hãi dưới, đám người bạo khởi ra tay, rối rít phóng lên cao, muốn liên thủ đánh chết Đế Thích Thiên, ngăn lại lòng hắn ma xét xử kế hoạch. Xoát xoát xoát. Nhưng ngay vào lúc này, tâm ma thiên tinh bên trong bắn ra từng đạo cường hãn bóng người, nhưng là đời trước tâm ma chi chủ, chim yến trường ca lưu lại tâm ma bát lão. Các vị trưởng lão, thay ta ngăn trở bọn họ. Đế Thích Thiên nhàn nhạt mở miệng, vậy tâm ma bát lão cùng kêu lên đáp dạ. Liền bày ra trận thế, bảo vệ Đế Thích Thiên. Đám người tuy muốn giết Đế Thích Thiên, nhưng có lòng ma bát lão cản trở, trong chốc lát nhưng không cách nào đến gần. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt nhìn nhau, gật đầu một cái, đồng nói, động thủ. Hai người nắm chặt thiên kiếm, liền nghịch xông lên trời, liên thủ muốn chém giết Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên thấy Diệp Thần,
Huyền Cơ Nguyệt liều chết xung phong, nhưng là thong thả, trong miệng ngâm sướng. Tâm ma hội tụ, thiên tinh lột xác. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ gặp vậy tâm ma thiên tinh, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ cực kỳ đáng sợ hấp lực. Cái này cổ hấp lực, khuếch tán ra, những người chung quanh, đều cảm thấy tự thân linh hồn tựa như bị rút đi, rất nhiều ác niệm dục vọng, đều bị một cổ lực lượng cường hãn hấp thu hết. Nội tâm ác niệm dục vọng cũng rút ra đi, cơ hồ toàn trường tất cả người, ở một cái chớp mắt tới giữa, cũng lâm vào đờ đẫn bên trong, mất đi tất cả dục vọng. Người có thể dũng mãnh tinh tiến, dựa vào thật ra thì chính là dục vọng, đối với võ đạo khát vọng, đối với thiên tài địa bảo khát vọng, đối với nữ nhân khát vọng, đối pháp bảo binh khí khát vọng vân. Vân, cũng muốn trở thành người trên người, không chịu đảm nhiệm quy củ gì trói buộc, vĩnh viễn tự do tự tại. Mà đây một tí, dục vọng bị rút đi, tất cả mọi người đều ngắn nháy mắt tới giữa, tựa như thành cái xác biết đi vậy, đầu một phiến chỗ trống, tựa hồ không biết mình còn sống là vì cái gì. Mới vừa còn có rất nhiều người muốn giết Đế Thích Thiên, nhưng cái này một tí, không có dục vọng ý niệm, tất cả tranh đấu ý niệm cũng là tắt, toàn trường người bỏ lại pháp bảo binh khí. Hô hô hô! Vậy tâm ma thiên tinh, hấp thu hàng loạt ác niệm dục vọng, nhất thời nổ lên ma khí đen nhánh, biến thành một viên vô cùng âm u, tràn đầy địa ngục ma sát quỷ dị tinh cầu, trên tinh cầu tràn đầy, đều là người ác niệm dục vọng, hóa thân thành yêu ma, khắp nơi ngang dọc tàn phá, gào khóc gầm thét. Tình cảnh vô cùng thê lương. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt, bộ dạng sợ hãi cả kinh, tựa hồ phát giác không ổn, dừng lại ở thân hình. Đế Thích Thiên khẽ mỉm cười, bàn tay thon dài vung ra, nhàn nhạt quát lên, tâm ma biến dạng, nổ lớn. Tiếng nói rơi xuống, vậy tâm ma thiên tinh trên, vô số ma khí bạo dũng ra, hóa thành từng hạt tròn kinh khủng năng lượng cầu, giống như sao rơi xuống bốn phương. Ung ung. Sau đó, viên kia trái tim ma năng lượng cầu, chính là ở lớn các nơi, điên cuồng nổ. Đáng sợ nổ, cuộn sạch đúng phiến Long Uyên di tích, cùng địa mạch bên trong âm sát hơi thở lẫn nhau câu thông, khí lãng nổ một tầng tiếp một tầng, vô cùng hung mãnh phách liệt. Bình bịch bịch, toàn trường không hề thiếu cường giả, bị tại chỗ nổ được máu thịt tung tóe, tiếng kêu thảm thiết tiếp vang liên tục dậy. Thậm chí liền không thiếu di tích canh phòng, đều bị nổ thành mảnh vỡ. Có thể gặp cái này tâm ma nổ lớn lợi hại. Tầng tầng không gian, bị nổ được sụp đổ nổ tung, vô số hư không chảy loạn gió bão, cuốn đi bốn phía, thậm chí hình thành gió lốc, dường như muốn chôn vùi hết thảy. Diệp Thần con người có rúc lại, nói, Đế Thích Thiên, hắn không phải muốn phát động tâm ma thẩm phán, mà là muốn tâm ma nổ lớn. Diệp Thần rốt cuộc thấy rõ ràng, lúc đầu lần này, Đế Thích Thiên cũng không có phát động tâm ma xét xử dự định. Mà là muốn thu tập hợp mọi người tâm ma, hội tụ một thể, chế tạo nổ lớn. Tâm ma, là tinh thần năng lượng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tinh thần lực lượng, so với thân xác mạnh hơn rất nhiều, cái này một tí tâm ma nổ lớn, uy lực đơn giản là khủng bố, so với Diệp Thần ban đầu ở Nho Tổ ước chiến bên trong, phóng thích ra đại phong lôi bạo, cũng là không kịp làm. Đế Thích Thiên nhìn Diệp Thần. Cười nói, luân hồi chi chủ, người nói không sai, ta cũng không phải là muốn phát động tâm ma thẩm phán, cái này nổ lớn, người hồng mông tinh không có thể đủ để ngăn cản. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, cúi đầu vừa thấy, nhưng gặp hắn mới vừa phóng thích ra hồng mông tinh không, đều bị nổ được nghiền, Diệt Vô Cực vợ chồng cùng Kỳ Lâm ba người, đang chật vật né tránh nổ đánh vào. Toàn trường các cường giả, cũng là ở trong mộng mới tỉnh, rối rít sợ hãi kêu né tránh nổ. Tình cảnh đặc biệt hỗn loạn. Nhưng là thật tránh liền sao? Đế Thích Thiên biết Diệp Thần hồng mông đại tinh không lợi hại, hơn nữa Diệp Thần còn có tai nan thiên kiếm, Huyền Cơ Nguyệt cũng có thần la thiên kiếm, hắn nếu như phát động tâm ma thẩm phán, khó mà thành công. Cho nên, hắn lần này, lại là thu thập tâm ma, trực tiếp chế tạo nổ lớn. Nếu như ở bên ngoài, cái này tâm ma nổ lớn, uy lực có hạn, không tác dụng gì. Nhưng ở cái này phiến Long Uyên di tích chi địa, mượn địa mạch bên trong âm sát khí, câu thông đồng tình, có thể để cho tâm ma uy lực, phát huy đến trình độ cao nhất, nổ uy thế vậy dị thường mãnh liệt. Toàn trường mọi người, đã tỉnh hồn lại, bị rút đi dục vọng tinh thần lần nữa khôi phục, Đế Thích Thiên cũng không có điều khiển bọn họ dự định, cho nên hấp thu tâm ma, chỉ là duy nhất. Nhưng một lần duy nhất nổ, vậy đủ đáng sợ. Đế Thích Thiên rõ ràng cho thấy hiểu rõ tẩy hiện trường. Giết sạch tất cả người, sau đó sẽ đi cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm.
hắn tu vi, cũng cùng Huyền Cơ Nguyệt như nhau, là nửa bước trăm gia cảnh, còn không có chân chính chém ra đột phá. Nếu như có thể bắt được Long Uyên Thiên Kiếm mà nói, Đế Thích Thiên đủ để một bước lên trời, đến lúc đó đột phá chém ra, hắn chặt đứt gông xiềng số lượng, tuyệt đối sẽ vượt qua 81 đạo cái này đại khảm, đạt tới thiên quân tư cảnh giới. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt quanh thân, không gian mọi chỗ văng tung tóe, hai người đều là sắc mặt ngưng trọng. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, nói, Đế Thích Thiên, người cuối cùng một thân một mình, ngày hôm nay hẳn phải chết. Dứt lời, nàng liền dẫn đầu vung ra thần La Thiên Kiếm, hướng Đế Thích Thiên chém tới. Diệp Thần thấy vậy, vậy không chậm trễ, nắm chặt tai Nan Thiên Kiếm, cùng Huyền Cơ Nguyệt liên thủ giết tới. Đế Thích Thiên tuy chiếm cứ địa lợi, nhưng muốn ngăn cản Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, cũng là vô cùng khó khăn. Chỉ là, thời khắc này Đế Thích Thiên, nắm trong tay tâm ma lớn uy lực nổ tung, Diệp Thần hai người muốn giết chết hắn, cần phải bỏ ra gấp trăm ngàn lần khó khăn, coi như có thể thắng, nhất định cũng là giá phải trả to lớn. Đến lúc đó, hai người rất có thể không có sức lại cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, phải bị cái khác đoạt kiếm người cướp đi. Nhưng đương thời giây phút, Đế Thích Thiên uy hiếp quá lớn, hai người cũng không quản được nhiều như vậy, chỉ muốn trước hết giết Đế Thích Thiên nói sau. Ha ha, muốn lấy nhiều ăn hiếp ít, ta chậm một chút lại cùng các người tính sổ. Đế Thích Thiên hừ một tiếng, lại không có đối kháng ý. Bởi vì chân chính đánh nhau, hắn là phải thua không thể nghi ngờ, tối đa kéo một người chôn theo, không thể nào chút nào thắng lợi có thể. Hư không bể tan tành, thất lạc thời không, đi. Đế Thích Thiên bàn tay huy động, phun ra một hơi máu tươi, thúc giục tâm ma thiên tinh, đem còn sót lại tâm ma hơi thở, toàn bộ nổ. Một cái chớp mắt tới giữa, Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt quanh thân không gian, hoàn toàn bể tan tành, kịch liệt không gian khí lưu, dính dấp hai người thân thể. Trong chớp mắt, hai người bị cái này cổ không gian khí lưu, cuốn đến một nơi cực kỳ đáng sợ thời không bên bờ. Diệp Thần quay đầu vừa thấy, nhưng gặp sau lưng thời không thế giới, thời gian không gian đều là yên lặng dừng lại, người một khi đánh mất đi vào, rất có thể vĩnh viễn buồn ngủ chết ở bên kia, lại cũng không trở về được thế giới hiện thật. Lại là thất lạc thời không. Diệp Thần thất kinh, vội vàng ổn định thân hình. Lúc đầu Đế Thích Thiên, lại có thể lợi dụng tâm ma nổ lớn, đem không gian nổ nát vụn, phải đem Diệp Thần Huyền Cơ Nguyệt hai người, đuổi đến thất lạc thời không bên trong. Huyền Cơ Nguyệt thấy sau lưng thất lạc thời không, cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Ban đầu, Nhâm Phi Phàm đã từng đuổi qua Yên Tịch Kiếm Linh, đem Yên Tịch Kiếm Linh lưu đày tới thất lạc thời không bên trong, người sau là dựa vào cực lớn nghị lực, còn có cực lớn vận khí, mới may mắn từ thất lạc thời không bên trong chạy khỏi trở về. Vô luận là Diệp Thần vẫn là Huyền Cơ Nguyệt, cũng không dám tin tưởng mình sẽ có vận khí tốt như vậy, nếu quả thật bị đày tới thất lạc thời không bên trong, vậy rất có thể cả đời cũng không về được. Thật may, Đế Thích Thiên thực lực, xa xa không cách nào cùng Nhâm Phi Phàm so sánh, cũng không thể chân chính đem Diệp Thần hai người đánh rớt đến thất lạc thời không bên trong. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt, đứng ở thất lạc thời không bên bờ, hai người vội vàng đi vòng vèo, muốn trở lại thế giới hiện thật. Nhưng trước mắt trùng trùng thời không bể tan tành, muốn trở lại thực tế, nhưng cần thời gian. Cái này một tí, trên bầu trời phơi bày khá là đẹp lạ thường cảnh tượng. Trùng trùng thời không bể tan tành, có sáng chói cực quang, hòa lẫn hắc ám gió bão chảy loạn, khắp nơi tàn phá. Đế Thích Thiên ở trên trời ương, chấp trưởng tâm ma thiên tinh, tóc trắng tung bay, tựa như nắm giữ hết thảy. Mà Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt, hai người mỗi người một nơi, cũng tạm thời khốn tại Nam Bắc chân trời, thuộc về không biết không gian bên trong chốc lát không trở về được thế giới hiện thật. Ở trong mắt ngoại nhân, Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt tựa như ngừng không nhúc nhích, trôi lơ lửng ở đám mây, nhưng trong thực tế, hai người nhưng đang cấp tốc bay vút, xuyên qua nhất trọng trọng không gian, không kịp đợi trở lại thực tế. Chỉ là bởi vì thời không phép tắc không cùng, đưa đến thị giác hỗn loạn, cho nên hai người nhìn như lại xem ngừng vậy, vô cùng quỷ dị. Mà toàn trường bên trong, vậy có không ít người, bị cuốn vào thời không chảy loạn bên trong, có người không vững vàng thân hình, trực tiếp đánh rơi đến thất lạc thời không bên trong, hoàn toàn bị chiếm đoạt, lại cũng không có trở lại thực tế cơ hội. Đế Thích Thiên nhìn khắp bốn phía, ha ha cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, rất tốt, hiện tại không người cùng ta cướp đoạt Long Uyên Thiên Kiếm. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt, bị đày tới hàng tỷ nặng thời không ra, mặc dù không có thất lạc, nhưng muốn trở lại thực tế,
nói ít cũng phải 2-3 ngày thời gian. Mà đây 2-3 ngày, đã đủ để cho Đế Thích Thiên cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Một khi Đế Thích Thiên chấp trưởng Long Uyên, mượn nữ trước nơi này địa mạch khí vận, đủ để chu diệt luân hồi, tiêu diệt vận mệnh, thành tựu vạn cổ nghiệp bá. Lập tức Đế Thích Thiên, liền khởi động tâm ma thiên tinh, chuẩn bị đi trong di tích hương chi địa, cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm. Mà trên mặt đất, Kỳ Lâm thấy Diệp Thần thân thể, giống như pho tượng ngừng ở trên trời, không khỏi kinh hãi, Diệp Thần ca ca xảy ra chuyện. Nàng đối với cái gì Long Uyên Thiên Kiếm, cũng không quan tâm, nhưng nàng tưởng nhớ Diệp Thần an toàn. Thấy Diệp Thần tựa hồ gặp nguy hiểm, Kỳ Lâm lập tức bay đến bầu trời, đi tới Diệp Thần bên người, cùng Diệp Thần gần trong gang tấc, nhưng phát hiện đưa tay không chạm được tới hắn. Ai yêu? Kỳ Lâm lấy làm kinh hãi, nhưng phát hiện ở Diệp Thần quanh thân, có hàng tỷ nặng thời không quy luật vén trước, Diệp Thần người nhìn như ở chỗ này, trên thực tế xa ở hàng tỷ nặng thời không ra. Diệp Thần ca ca, người có thể ngàn vạn đừng chết nha. Kỳ Lâm lo lắng Diệp Thần an nguy, lập tức xuyên qua thời không, thân thể lập tức bị một cổ thời không chảy loạn quấn lấy, ngay tức thì truyền đến Diệp Thần bên người. Diệp Thần tuy xa ở hiện thế thời không ra, nhưng cũng có thể rõ ràng dòm ngó gặp ngoại giới tình huống, thấy Kỳ Lâm đi vào, trong lòng vừa kinh ngạc, lại là vui sướng, nói Kỳ Lâm, ngươi làm sao tới? Kỳ Lâm gặp Diệp Thần bình yên vô sự, kích động kêu một tiếng, lá ép. Hừ hừ hừ, Diệp Thần ca ca. Sau đó, Kỳ Lâm liền nhào tới Diệp Thần trong ngực, cười nói ta lo lắng ngươi nha, còn lấy vì ngươi chết. Diệp Thần cười nói, ta là luân hồi chi chủ, há sẽ tùy tiện chết. Kỳ Lâm ngắm nhìn bốn phía, nhưng gặp nơi này trùng trùng thời không vén, quy luật vô cùng hỗn loạn, đen nhánh một phiến, nhưng lại có thể thấy rõ ngoại giới tình huống, thời không thác loạn xen lẫn, đặc biệt quỷ dị, nói, nơi này là địa phương nào. Diệp Thần nói, hiện thế thời không ra, Đế Thích Thiên cầm ta trục xuất đến nơi này, trở lại thực tế đại khái cần 2-3 ngày, không thời gian, đi mau. Diệp Thần biết rõ thời gian gấp, nói xong liền kéo Kỳ Lâm tay, cấp tốc bay vút tiến về trước. Kỳ Lâm đi vào dễ dàng, nhưng đi ra ngoài thì phiền toái, thế giới hiện thật cảnh tượng, mặc dù đang ở trước mắt, nhưng muốn trở lại, không 2-3 ngày, căn bản không có thể. 2-3 ngày, vậy Long Uyên Thiên Kiếm đều bị đoạt đi. Kỳ Lâm vô cùng là thông minh, lập tức nhận ra được không ổn. Diệp Thần ngưng trọng gật đầu, cũng biết thế cục không ổn. Chỉ có thể là bước nhanh hơn, nhanh chóng đi tới trước. Hai người bay vút tới giữa, chợt thấy bên ngoài thần quang lững lờ, lại có một đạo cường đại bóng người xuất hiện, lại là Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh đi tới di tích chi địa, ngắm nhìn bốn phía, nhưng gặp bốn chu thành liền một mảnh phế tích, khắp nơi nổ lớn, mà bầu trời bên trong, Diệp Thần cùng Kỳ Lâm tựa như pho tượng, lại trôi lơ lửng ở đám mây, ngừng không nhúc nhích. Không tốt, xảy ra chuyện. Kỳ Tư Thanh mặt liền biến sắc, chỉ lấy là Diệp Thần và Kỳ Lâm xảy ra chuyện, vội vàng phi thân lên. Ai yêu, tỷ tỷ ta tới. Kỳ Lâm thấy Kỳ Tư Thanh xuất hiện, một hồi kích động mừng rỡ. Diệp Thần trong đầu nghĩ, Tư Thanh cũng tới, không biết huyết long tình huống như thế nào. Mà bên kia Đế Thích Thiên, thấy Kỳ Tư Thanh tới, con người khẽ hơi trầm xuống một cái, nhưng dưới mắt cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm làm trọng, hắn ngược lại là không có hướng Kỳ Tư Thanh làm khó dễ. Chỉ hướng trung ương chi địa tiến về trước. Bầu trời bên trong, có rất nhiều di tích người thợ săn, phơi bày cơ giới quả cầu hình dáng, cảm thấy được Đế Thích Thiên âm mưu, rối rít điều động, muốn chặn hắn lại. Đế Thích Thiên sử dụng một chiêu đạo pháp, chính là Thái Thượng Thiên Đế Đạo, cả người có sáng chói đế quang thêm thân, người khoác hoàng bào, lộ vẻ được vô cùng uy nghiêm, phá giết tất cả di tích người thợ săn, thế như trẻ che vậy hướng trung ương chi địa xuất phát. Kỳ Tư Thanh tuy biết Long Uyên Thiên Kiếm quan hệ trọng đại, nhưng dựa hết vào nàng một người, cũng không cách nào cùng Đế Thích Thiên tranh đoạt, hơn nữa Diệp Thần Kỳ Lâm sống chết không biết, nàng há có thể yên tâm. Kỳ Tư Thanh đi tới Diệp Thần Kỳ Lâm bên người, đưa tay vừa đụng, nhưng phát hiện không đụng tới hai người thân thể, liền biết kỳ hoặc, thân thể mềm mại chớp mắt, vậy trốn vào thời không chảy loạn bên trong, ngay chớp mắt chuyển tống đến Diệp Thần Kỳ Lâm bên cạnh hai người. Tỷ tỷ. Kỳ Lâm hớn hở vui mừng, xông tới ôm chặt lấy Kỳ Tư Thanh. Kỳ Tư Thanh sững sờ một chút, vọng hướng bốn phía, xem đến chỗ này thời không quy luật lần lượt thay nhau, đã biết nhân quả nguyên do, đoán được Diệp Thần là bị trục xuất. Diệp Thần, không có sao chứ? Kỳ Tư Thanh một bên sờ Kỳ Lâm tóc, vừa hướng Diệp Thần nói,
giọng nói mang ân cần. Diệp thần nói, ta không có sao, huyết long đâu? Ta không phải kêu ngươi chiếu cố hắn sao? Kỷ Tư Thanh nói, huyết long không có sao, ngươi không muốn tức giận, là Kỷ Lâm lén chạy ra ngoài, ta lo lắng an nguy của nàng, còn nữa, ngươi một thân một mình, chúng ta cuối cùng không yên tâm, ta là tới đây giúp ngươi. Diệp thần vậy nhận ra được mình giọng có chút quá nặng, nói thật xin lỗi, Tư Thanh, là ta trách lầm ngươi. Ngừng lại một chút, Diệp thần nói, tóm lại, hiện tại rời khỏi nơi này trước nói sau. Kỷ Tư Thanh nhìn chung quanh, nói trước thoát khỏi nơi đây, trở lại thực tế, nói ít cũng phải 2-3 ngày thời gian, sợ rằng không kịp. Cùng 2-3 ngày sau đó, nàng cùng Diệp thần lại đi ra, có lẽ nghênh đón bọn họ, chính là chấp trưởng Long Uyên Thiên Kiếm Đế Thích Thiên. Đến lúc đó, bọn họ chỉ có một con đường chết. Diệp thần trong lòng trầm xuống, nói, đuổi không đạt tới cũng phải đuổi, tổng không thể ngồi chờ chết. Kỷ Tư Thanh cắn răng môi, trong lòng tựa hồ có cái gì vùng vẫy chật vật quyết định, nói, Diệp thần, ngươi cùng ta tới, ta có một cái biện pháp, có thể lập tức trở lại thế giới hiện thật. Diệp thần thấy Kỷ Tư Thanh gò má mang chút đỏ ửng, tựa hồ có cái gì xấu hổ mở miệng sự việc, trong lòng kinh nghi không chừng, nói, biện pháp gì? Kỷ Tư Thanh nói, ngươi cùng ta tới nói sau, vừa nói đi về phía trước. Diệp thần gật đầu một cái, đuổi theo Kỷ Tư Thanh. Còn như Kỷ Lâm, thì bị ở lại tại chỗ. Kỷ Lâm bĩu môi, nói thần thần bí bí, lại gạt ta, không biết là chuyện gì xấu. Kỷ Tư Thanh mang Diệp thần, đi tới xa xa một phiến thời không bên trong, tiêm vung tay lên, một món linh khí hóa thành sương mù dày đặc, đem chung quanh tầm mắt toàn bộ ngăn cách. Ở nơi này phiến sương mù dày đặc thế giới bên trong, chỉ còn lại Diệp thần cùng Kỷ Tư Thanh hai người. Diệp thần thấy Kỷ Tư Thanh như vậy thần bí hình dáng, tim không tự chủ được nhảy lên, nói, Tư Thanh, người biện pháp rốt cuộc là cái gì? Kỷ Tư Thanh mắt đẹp ngắm nhìn Diệp thần, nói, người còn nhớ Võ Thần Thiên Châu sao? Võ Thần Thiên Châu. Diệp thần nghe được cái này bốn chữ, thiên cơ cảm ứng, nhất thời đầu một hồi biến dạng đau đớn, liên quan tới bộ phận này trí nhớ kiếp trước, vậy đi theo khôi phục. Võ Thần Thiên Châu, ta nhớ ra rồi, là 33 thiên thái thượng thần khí, thập đại thiên châu một trong, núp ở ngươi trong huyết mạch, là ngươi huyết mạch nhất năng lượng cốt lõi nguồn. Diệp thần nói, Kỷ Tư Thanh nhẹ khẽ gật đầu nói, đúng vậy, Võ Thần Thiên Châu là huyền thiên linh bảo, thái thượng thần khí, nếu như có thể thức tỉnh Võ Thần Thiên Châu mà nói, ta đủ để khôi phục kiếp trước toàn bộ lực lượng, nghiền phá tất cả thời không, để cho chúng ta lập tức trở lại thực tế, ngăn trở Đế Thích Thiên. Diệp thần đã mơ hồ đoán được cái gì, nhìn Kỷ Tư Thanh tươi như hoa đào vậy gương mặt, nuốt nước miếng một cái, nói, vậy. Vậy phải thế nào thức tỉnh? Kỷ Tư Thanh nói, muốn dựa vào tự thân đột phá tu vi thức tỉnh, đó là muôn vàn khó khăn, nhưng ngoài ra có một cái đặc thù biện pháp, có thể để cho ta nhanh chóng thức tỉnh. Diệp thần nói, thập, đặc thù gì biện pháp? Kỷ Tư Thanh hàm răng cắn môi đỏ mọng một cái, mặt đầy mắc cỡ đỏ bừng, tim đập bịch bịch, ngực phập phồng không chừng, trong mắt mang như nước vậy tình ý, rốt cuộc lấy dũng khí, nói, nếu như ta có thể cùng ngươi huyết mạch hòa hợp, liền có thể nhanh chóng thức tỉnh. Diệp thần đầu ầm một tiếng, một phiến chỗ trống. Kỷ Tư Thanh lời nói này ý, rõ ràng chính là muốn cùng Diệp thần lẫn nhau triền miên, như vậy thứ nhất, huyết mạch hòa hợp, nàng Võ Thần Thiên Châu đủ để ngay tức thì thức tỉnh. Diệp thần tạm thời tới giữa, lắp ba lắp bắp, nói cái này không tốt sao, cái này nhất thế, ở Diệp thần trong lòng, từ Côn Lôn Hư bắt đầu, Kỷ Tư Thanh vẫn là nữ thần vậy tồn tại, hai người chung nhau trải qua vô số hoạn nạn, hai người trong lòng cũng rất rõ ràng, đời này lẫn nhau tới giữa, là sẽ không rời đi đối phương. Chỉ là cuối cùng một tầng cửa sổ giấy, từ đầu đến cuối không có cơ hội thoát phá. Hiện tại, Kỷ Tư Thanh chủ động tỏ rõ cõi lòng, muốn thoát phá cửa sổ hộ giấy, mục tiêu là vì để cho nàng huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, trọng trưởng Võ Thần Thiên Châu. Nhưng mang mục đích kết hợp, cuối cùng không đủ thần thánh tốt đẹp, Diệp thần có chút chần chờ. Kỷ Tư Thanh dắt Diệp thần tay, đặt ở mình trên gương mặt, nói, không việc gì không tốt, ta chờ đợi ngày này rất lâu rồi, chính là hiện tại. Nàng vừa cởi trần liền tâm ý, vô luận là nói chuyện vẫn là động tác, cũng đổi được chủ động. Diệp thần tim đập bịch bịch, ngửi được Kỷ Tư Thanh trên mình từng cơn thơm dịu, chỉ cảm thấy cả người tiên máu sôi trào. Kỷ Tư Thanh nhón chân lên, ôm Diệp thần cổ, ẩn tình đưa mắt nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo ngượng ngùng dè đặt,
nhưng càng nhiều hơn chính là quyết tuyệt dũng khí, nàng muốn một cái danh phận. Diệp Thần hít sâu một hơi, rốt cuộc không nhịn được, ôm chặt lấy Kỳ Tư Thanh mềm mại hông, cúi đầu hôn lên đi. Hai người liền ôm thật chặt hôn chung một chỗ, chung quanh linh khí mây khói xen lẫn, hóa thành một tấm mềm nhũn giường nhỏ, hai người ngã ở giường nhỏ bên trong, đang muốn tiến một bước động tác. Bỗng nhiên tới giữa, bên ngoài truyền tới một hồi động trời vang động. Nhưng gặp một đạo ửng đỏ thần mang, từ đàng xa phóng tới, ngay tức thì xuất hiện ở Long Uyên di tích bầu trời bên trong, cản lại Đế Thích Thiên Đường đi. Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh đều là cả kinh, ánh mắt vọng hướng phía ngoài. Hai người chung quanh có mây khói che giấu, ngược lại không sẽ bị người ngoài thấy cái gì. Nhưng gặp vậy đỏ ửng thần mang hạ xuống, nguyên lai là một người vô cùng là yêu dị cô gái, cả người da trắng bệch, gần như không máu, đầu tóc bạc trắng tung bay, hai ngón tay giáp đặc biệt là nhọn dài, giống như lợi kiếm vậy, còn người phơi bày trong suốt máu đỏ màu sắc, người khoác một bộ đỏ thẫm áo lụa, xích hai chân, cả người giống như một cái tóc trắng ma nữ vậy. Tiêu Khinh Nhan, là ngươi, ngươi làm sao biến thành bộ dáng này? Đế Thích Thiên thấy vậy tóc trắng ma nữ, nhất thời thất kinh. Cái này tóc trắng ma nữ, chính là Tiêu Khinh Nhan, nàng hấp thu hàng loạt đỏ ửng ngọc tủy linh khí, đột phá tu vi lột xác, thực lực so với Đế Thích Thiên, cũng là không kịp làm. Tiêu Khinh Nhan, nàng không phải trở lại địa tâm vực liền sao? Diệp Thần cũng là cả kinh, ngồi dậy. Hắn nhớ ở cực Bắc Thiên Hải lúc đó, Tiêu Khinh Nhan từng nói muốn trở lại địa tâm vực, không biết nguyên nhân gì, lúc này lại xuất hiện ở chỗ này. Kỳ Tư Thanh đây là đã quần áo xốc xếch, ngạo nhân tồn tại nửa lộ, vốn là đã chuẩn bị cùng Diệp Thần hưởng thụ vậy nhất vô thượng vui vẻ, nhưng dưới mắt biến cố phát sinh, nàng vậy ngồi dậy, kéo Diệp Thần tay, vọng hướng ngoại giới. Tiêu Khinh Nhan vui vẻ cười to, mặt đầy liều lĩnh kiêu ngạo, nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên nói, Đế Thích Thiên, bổn tọa tục danh, cũng là ngươi có thể không ngừng kêu. Bổn tọa pháp danh đỏ ửng thiên quân, ngươi sau này có thể đừng gọi sai. Dừng một chút, lại cười lạnh nói a, xin lỗi, quên ngươi không có sau này, ta ngày hôm nay liền giết ngươi. Long Uyên Thiên Kiếm, là Tiêu gia ta lão tổ đúc, há cho người ngoài chấm mút. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Khinh Nhan mười ngón tay âm phong kích động, tái nhợt ra đổi được gần như trong suốt, có thể thấy nàng nhỏ hết sức vệt trắng trưởng cốt, một đôi xương trắng móng nhọn, chính là hướng Đế Thích Thiên đầu xuyên thủng đi, muốn xuyên qua hắn thiên linh cái cốt. Đế Thích Thiên chỉ cảm thấy một hồi ác liệt chỉ gió giết tới, nên cũng không dám lạnh nhạt, trong đầu nghĩ cái này Tiêu Khinh Nhan không biết có kỳ ngộ gì, lại có thể đổi được như vậy lợi hại. Không do dự nữa, Đế Thích Thiên rút ra trường kiếm bên hông, Đế Thích Thiên vũ dậy một đạo kiếm hoa, một tầng xích luyện ánh lửa bao trùm ở trên thân kiếm, hướng Tiêu Khinh Nhan đầu vai lột bỏ, quát lên, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, giết. Hắn một kiếm này, mang theo Đế Uyên Điện chí bảo, Hồng Liên Tử Kim Cung pháp bảo nội tình, đầy kiếm Hồng Liên Nghiệp Hỏa, ùn ùn kéo đến giết hướng Tiêu Khinh Nhan. Chút tài mọn, Tiêu Khinh Nhan hừ lạnh một tiếng, mười ngón tay huy động, có ngón tay bắn liền, lại có thể tay không đem Đế Thích Thiên kiếm sen đỏ khí, một tấc tấc hóa giải được. Hảo công phu, người võ đạo mơ hồ có thái thượng thế giới nội tình, nguyên lai là hấp thu đỏ ửng ngọc tủy. Đế Thích Thiên cầm kiếm lui về phía sau mấy bước, đã nhìn ra đầu mối. Đỏ ửng ngọc tủy là một loại đặc thù linh vật, còn có truyền thuyết là tới từ thái thượng thế giới, ẩn chứa có thái thượng thế giới nhân quả, chứ có thể tu bổ binh khí pháp bảo bên ngoài, bản thân cũng là một loại thật tốt tu luyện tăng thêm vật, có thể phụ trợ thân thể con người tu luyện. Nhưng đỏ ửng ngọc tủy, rất ít có người dám uống hấp thu, dẫu sao linh khí quá bàng bạc, rất dễ dàng căng bể kinh mạch, tẩu hỏa nhập ma. Tiêu Khinh Nhan hấp thu hàng loạt đỏ ửng ngọc tủy, may mắn không chết, đột phá tu vi, đã là thiên đại cơ duyên, nhưng nàng tinh thần đổi được thác loạn, tính cách cũng lớn dị tầm thường, rõ ràng cho thấy tẩu hỏa nhập ma. Ha ha ha, người như biết sợ, quỳ xuống hướng bổn tọa đầu hàng, bổn tọa có thể cho ngươi lưu một cái toàn thây. Tiêu Khinh Nhan ngửa mặt lên trời cười to, mười ngón tay lần nữa giết ra, trong ngón tay cương phong hóa thành kiếm khí, mãnh liệt ám sát hướng Đế Thích Thiên, quát lên, Thần La Kiếm Pháp. Nàng một chiêu này, nhưng là Tiêu gia tổ truyền kiếm pháp, mũi nhọn vô cùng là ác liệt. Thiên Đế Đạo Pháp, vực sâu vạn trượng. Đế Thích Thiên biết lợi hại, lúc này thức tỉnh tinh thần, Thiên Đế Đạo Pháp phóng thích đến mức tận cùng, cả người đế quang tách thả ra, ngay sau đó lại thi triển ra Thiên Uyên Đạo Pháp, vực sâu vạn trượng hiện lên,
đem Tiêu Khinh Nhan kiếm khí cắn nuốt hết, thậm chí liền nàng cả người cũng muốn chiếm đoạt đi vào. Tiêu Khinh Nhan rút người ra né tránh, đột nhiên lắc người một cái, đi vòng qua Đế Thích Thiên phía sau, huy trưởng hướng hắn vỗ tới. Đế Thích Thiên sớm có phòng bị, nghe trưởng phong hung hãn giết tới, lập tức thúc dục tâm ma thiên tinh ngăn cản. Hai người trong nháy mắt, không biết giao thủ nhiều ít chiêu, làm người ta hoa cả mắt. Diệp Thần ngưng thần quan sát, tính toán hai người võ đạo bí ẩn. Mà bên kia Huyền Cơ Nguyệt, cũng nhìn thấy Tiêu Khinh Nhan, gặp nàng thần la kiếm pháp, mơ hồ cùng mình thần la thiên kiếm, tựa hồ có loại đặc thù nhân quả sâu xa, không khỏi kinh hãi. Cái này tóc trắng ma nữ là ai? Nàng kiếm pháp làm sao như vậy đặc thù? Huyền Cơ Nguyệt còn không biết Tiêu Khinh Nhan thân phận, lại càng không biết nàng thật ra thì chính là kiếm thần lão tổ hậu duệ. Thậm chí, nàng liền tám đại thiên kiếm, là kiếm thần lão tổ chế tạo, cũng không biết. Những thứ này địa tâm vực bí mật, nàng không biết cơ gì, lại liền một chút cũng không nhớ nổi. Các vị trưởng lão, giúp ta giúp một tay. Đế Thích Thiên kịch chiến dưới, phát hiện Tiêu Khinh Nhan võ đạo hung hãn, nếu như đơn đả độc đấu, hắn tuy có thể miễn cưỡng thủ thắng, nhưng giá phải trả nhất định không nhẹ, lập tức kêu gọi tâm ma bát lão trợ chiến. Tâm ma bát lão liệt thành trận thế, vây quanh vòng tròn Tiêu Khinh Nhan. Tiêu Khinh Nhan bị vây công, nhưng là chút nào không hoảng hốt, ngửa mặt lên trời cười to nói, Đế Thích Thiên, người muốn lấy nhiều ăn hiếp ít sao? Mấy cái này lão xương, lại đỉnh cái gì dùng? Kỳ Lân thần thụ, cho ta trấn áp. Tiêu Khinh Nhan bàn tay vung lên, một đạo phù chiếu sử dụng, trên không bốc cháy, linh khí lững lờ, hiển hóa ra một bụi thần thụ hư ảnh. Thần thụ kia dưới, ngồi xổm nằm sấp một đầu tiên Kỳ Lân, ở Tiêu Khinh Nhan triệu hoán hạ, bỗng nhiên đứng dậy, ngẩng đầu gầm thét, bốn chân đều có ngọn lửa dọn ra đốt, vô cùng là thần tuấn hung mãnh. Cái này thần thụ, đang là thủ hộ Tiêu gia Kỳ Lân thần thụ. Không tốt. Đế Thích Thiên thấy Kỳ Lân thần thụ hạ xuống, sắc mặt nhất thời biến đổi. Vậy Kỳ Lân thần thụ cắm rễ ở trong hư không, vô cùng minh mông bảo vệ hơi thở thả ra ngoài, chung quanh bể tan tành hư không, lại có thể ở tu bổ, tán loạn không gian quy luật, vậy lần nữa đổi được ngưng động. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh hai người, bỗng nhiên cảm thấy bốn phía không gian co rút lại, quy luật ở hội tụ, sau đó một cái lóe lên, hai người từ thời không bí cảnh bên trong đi ra ngoài, đồng thời trở lại thế giới hiện thật. Lúc đầu vậy Kỳ Lân thần thụ, có vững chắc không gian, trấn thủ thiên địa hiệu quả, ở thập đại thần thụ bên trong, bảo vệ uy lực cường đại nhất. Nguyên bản Diệp Thần và Kỳ Tư Thanh, cần 2-3 ngày thời gian, tài năng trở lại thực tế, nhưng lúc này bởi vì Kỳ Lân thần thụ hạ xuống, lại tại chỗ trở về. Không gian vừa vững cố, trong thiên địa khí lưu, liền điên cuồng đi vậy tiên Kỳ Lân trên mình hội tụ đi. Tiên Kỳ Lân thân thể, cấp tốc bành trướng lớn mạnh, ngay tức thì hóa thành trăm trượng cao, nguy nga như núi, ngửa mặt lên trời gầm thét, bước ra một bước. Phịch! Tiên Kỳ Lân một bước đạp rơi, tâm ma bát lão tại chỗ bị chấn động được hộc máu, rối rít lui về phía sau. Đế Thích Thiên cũng là lui về phía sau, ngắm nhìn bốn phía, nhưng phát hiện Diệp Thần trở về. Không chỉ là Diệp Thần, Huyền Cơ Nguyệt cũng trở lại, còn có không thiếu bị cuốn nhập không gian chảy loạn bên trong người, vậy lần nữa trở về, người người tức giận nghiến răng nhìn chằm chằm Đế Thích Thiên, trong miệng mắng to ha tâm ma ung thư. Kỳ Lâm cũng trở lại, đi tới Diệp Thần cùng Kỳ Tư Thanh bên người, nhưng gặp Kỳ Tư Thanh sợi tóc tán loạn, quần áo xốc xếch, trên gương mặt mang hoa đào đỏ ửng, sóng mắt yêu kiều như thu thủy, hình dáng lớn dị tầm thường. Tỷ tỷ, ngươi thế nào? Là Diệp Thần tên này khi dễ ngươi sao? Kỳ Lâm hồ đồ mờ mịt, lại tức giận trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, chỉ lấy là Diệp Thần khi dễ nàng tỷ tỷ. Kỳ Tư Thanh mặt đỏ bừng, vội vàng sửa sang lại tóc quần áo, lấy lại bình tĩnh, nói ta không có sao, Kỳ Lâm ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Diệp Thần có vẻ lúng túng, không nói ra lời. Kỳ Lâm đầy bụng nghi vấn, lẩm bẩm, phải không? Ta làm sao cảm thấy các ngươi thật giống như rất dáng vẻ kỳ quái. Bên kia chiến trận bên trong, Tiêu Khinh Nhan ngạo nghễ nói, Đế Thích Thiên, ngươi viên này tâm ma lớn ung thư, ta ngày hôm nay liền thay trời hành đạo, đem ngươi trừ đi. Nói xong, Tiêu Khinh Nhan một tiếng gào thét, cưỡi tiên Kỳ Lân, hướng Đế Thích Thiên liều chết xung phong đi. Nàng có Kỳ Lân thần thụ trợ lực, kiêu căng hừng hực rất nhiều, mũi nhọn lộ ra. Đế Thích Thiên sắc mặt trầm xuống, đây là hắn ngước mắt đều là địch, trừ Tiêu Khinh Nhan bên ngoài, còn có Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt.
còn thật nhiều đoạt kiếm người, cũng muốn đem hắn giết liền rồi sau đó mau. Đáng tiếc, cuối cùng là thất bại trong gang tấc. Đế Thích Thiên thở thật dài một tiếng, vốn là ngày hôm nay hắn xuất hiện, phát động tâm ma nổ lớn, nghiền ép toàn trường, có cực lớn cơ hội, có thể cướp được Long Uyên Thiên Kiếm, nào nghĩ tới nửa đường giết ra một cái Tiêu Khinh Nhan, hoàn toàn làm rối loạn hắn kế hoạch. Đế Thích Thiên trong lòng vô hạn thương tiếc không biết làm sao, nhưng đầu óc hắn vô cùng là thanh tỉnh, đã biết ngày hôm nay mình thất bại, cùng Long Uyên Thiên Kiếm lại cũng vô duyên, nếu như còn dám lưu lại nói, thậm chí phải bị tức giận mọi người liên thủ giết chết. Đi! Quyết định thật nhanh, Đế Thích Thiên lập tức thúc giục tâm ma thiên tinh, hóa thành một luồng ánh sáng đen, mang tâm ma bát lão rời đi. Tiêu Khinh Nhàn ánh mắt run lên, quát lên, Đế Thích Thiên, người muốn chạy đi nơi nào? Tiêu Nhẹ trước tiên Kỳ Lân, hung hãn đuổi giết đi lên. Mà những người ở chỗ này, chỉ có một phần nhỏ đi đuổi theo, tuyệt đại đa số người, đều để lại tại chỗ không nhúc nhích. Bởi vì, ở bọn họ trong lòng, Long Uyên Thiên Kiếm rõ ràng càng trọng yếu hơn. Diệp Thần và Huyền Cơ Nguyệt liếc nhau một cái, hai người nhanh chóng đi chung với nhau. Huyền Cơ Nguyệt nói, vậy tóc trắng ma nữ đi, cơ hội khó khăn được, đi nhanh cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, nếu không nàng đánh trở lại, cục diện không tốt thu thập. Diệp Thần cùng gật đầu, nếu như Tiêu Khinh Nhan vậy tham dự đoạt kiếm, thế cục kia đem một phiến hỗn loạn. Lúc này, Cáo Phi Hàn đã chết, Yên Tịch Kiếm Linh bị thương, mất đi đoạt kiếm tư cách, Đế Thích Thiên chạy trốn, Tiêu Khinh Nhan lại không có ở đây, nói cách khác, chân chính có năng lực cướp lấy Long Uyên Thiên Kiếm, chỉ còn lại Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt hai người. Huyền Cơ Nguyệt thân thể hóa thành một đạo ánh sáng tím, đi trung ương chi địa bay đi, nói ai trước đoạt vào tay, thiên kiếm chính là của người đó. Diệp Thần thần sắc khẽ biến, cũng vội vàng bay vút ra, xông về Long Uyên Thiên Kiếm nơi tới. Diệp Thần ca ca, đợi ta một chút. Kỷ Lâm biết cuối cùng quyết chiến lại sắp tới, vội vàng cùng Kỷ Tư Thanh cùng nhau, truy đuổi hướng Diệp Thần. Diệt Vô Cực vợ chồng nhận ra được biến cố, vậy vội vàng đuổi theo lên. Huyền Cơ Nguyệt một đường cực nhanh tiến về trước, đụng phải có gan dám cản đường, bất kể là ai, toàn bộ một trưởng giết chết, cho nên chạy tốc độ cực nhanh. Diệp Thần ngược lại không xem Huyền Cơ Nguyệt như vậy tàn nhẫn, gọi ra tai nan thiên kiếm, lợi dụng tai nạn hơi thở, đẩy lui cản đường người, tốc độ cũng là cực nhanh. Hai người cơ hồ là đồng thời gian, đi tới trong di tích hương vùng. Đế Thích Thiên chế tạo tâm ma nổ lớn, đưa đến nơi này di tích canh phòng, cũng bị nổ giải tán trận hình, đã không tạo thành uy hiếp. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt hai người, trước liên thủ xúc diệt canh phòng, lại cùng đứng ở Long Uyên Thiên Kiếm dưới. Lúc này, Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm, Diệt Vô Cực vợ chồng, cũng đã chạy tới. Đám người ngẩng đầu vừa thấy, chính là thấy được vô cùng là nguy nga hình ảnh. Vậy Long Uyên Thiên Kiếm, chừng vạn trượng cao, sừng sững trên đất đồng hồ trên, cắm thẳng vào chân trời, trên thân kiếm có khắc vô số phức tạp hình rồng đồ đằng, cổ xưa hoa văn, tràn đầy huyền ảo khí tức thần bí, từng tia ác liệt mang khí, vờn quanh ở trên thân kiếm, sát phạt dọn ra dọn ra. Thật không biết là ai, có thể đúc ra hào hùng như vậy binh khí. Huyền Cơ Nguyệt nhìn Long Uyên Thiên Kiếm, không khỏi một hồi khen ngợi. Diệp Thần thấy Kỷ Tư Thanh đám người đã đến, ánh mắt run lên, nhìn chằm chằm Huyền Cơ Nguyệt nói. Huyền Cơ Nguyệt, người ta ngày hôm nay, chỉ có thể có một người còn sống đi ra ngoài. Nghe vậy, Huyền Cơ Nguyệt lui về phía sau một bước, cầm trong tay thần La Thiên Kiếm, nhìn Diệp Thần các người, nói, rất tốt. Vậy ta ngày hôm nay liền đem các ngươi giết tất cả, dùng các ngươi máu, tế tự Long Uyên Thiên Kiếm. Kỷ Lâm tiến lên trước một bước, nói, đàn bà thúi, ngày hôm nay ai giết ai còn chưa nhất định đâu, Vân Đỉnh Thiên Thư, cho ta trấn áp. Nói xong, Kỷ Lâm tay nhỏ vung lên, Thiên Thư độc kinh tách thả ra, ngay tức thì biến ảo làm một tấm bàn cờ to lớn, chu vi ngang dọc trăm dặm, xuyên qua hư không. Huyền Cơ Nguyệt lập tức bị kéo đến trên bàn cờ, Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng, cũng rơi vào trên bàn cờ. Cái này bàn cờ, liền giống như là cuối cùng quyết chiến lôi đài lớn. Cờ linh chiến vệ, lên. Kỷ Lâm ngón tay một nặn quyết, Vân Đỉnh Thiên Thư lớn bàn cờ, khói độc sôi trào, cuồn cuộn sương mù bên trong, tất cả người khoác giáp đen, tay sách đao kiếm cờ linh chiến vệ, lục tục nổi lên, hướng Huyền Cơ Nguyệt lướt đi. Kỷ Tư Thanh thấy vậy lập tức rút ra chú tước phi kiếm. Sau lưng rào một tiếng, lửa cháy mạnh nhô lên, huyễn hóa ra một đôi vô cùng là huy hoàng vũ dực,
khua kiếm chém chết hướng Huyền Cơ Nguyệt. Diệt Vô Cực vợ chồng nhìn nhau, cũng là tiến lên trước tiến công. Hủy diệt đạo ấn, mở. Diệt Vô Cực một tiếng gầm thét, lòng bàn tay toát ra 9 tầng trời hủy diệt đạo ấn, trực tiếp đem nhất lực lượng cường hãn, toàn bộ thi triển ra. Tạm thời tới giữa, trên bàn cờ nổi lên kinh khủng hủy diệt gió bão, tựa như ngày tận thế hạ xuống vậy. Mà Huyễn Trần Yên, trong miệng thấp giọng ngâm sướng, có khói nước tràn đầy sương mù ra, cuốn về phía Huyền Cơ Nguyệt. Những thứ này khói hơi nước khí, cũng hàm chứa Yên Vũ Huyễn Mộng Thuật Đại Thần Thông, đối với tinh thần lực có cực lớn đánh vào hiệu quả. Huyền Cơ Nguyệt một cái chớp mắt tới giữa, gặp phải 4 người tập sát, ngửa mặt lên trời cười to, nói, lấy làm người hơn hữu dụng. Một đám gà vườn chó đất, phá cho ta. Nàng nắm chặt Thần La Thiên Kiếm, múa kiếm như hắt mực sơn thủy, bảo vệ chỗ hiểm quanh người, sau đó bỗng nhiên một kiếm ám sát ra, hướng Kỷ Lâm lướt đi. Kỷ Lâm là bàn cờ người chế tạo, trước hết giết hết nàng, có thể nghiền hết cái này cái bàn cờ, đoạn tuyệt Diệp Thần đám người địa lợi ưu thế. Kỷ Lâm thấy Huyền Cơ Nguyệt cầm kiếm giết tới, gương mặt nhất thời một trắng, chỉ cảm thấy thiên kiếm phong mang cuồn cuộn, cả người khí cơ đều bị phong tỏa, lại không cách nào đối kháng ngăn cản. Huyền Cơ Nguyệt, khi dễ một cái bé gái, lại coi là bản lãnh gì. Vừa lúc đó, Diệp Thần ra tay, xách tai nan thiên kiếm, vọt tới Kỷ Lâm trước mặt, đem nàng kéo đến phía sau mình, bảo vệ. Chợt, Diệp Thần một cái nguyệt hồn chảm, mang tai nạn hơi thở tháng mang sát phạt ra, chặn lại Huyền Cơ Nguyệt một kiếm. Mà cùng lúc đó, Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng 3 người thế công, đã hung hãn giết tới. Triệu Thiên Phù bảo, phá. Huyền Cơ Nguyệt chút nào không hoảng hốt, trong miệng một tiếng quát mắng, thi triển ra Thiên Phù đạo pháp. Thoáng chốc tới giữa, ước chừng 1 triệu đạo linh phù, từ nàng trong cơ thể bắn ra, mỗi một tờ linh phù, cũng hàm chứa kinh khủng nổ hơi thở. Ung ung. Cái này triệu linh phù, ở trong nháy mắt toàn bộ nổ, hung mãnh khí lãng nổ tràn ra đi, Kỷ Tư Thanh đám người thân thể, đều bị nổ chấn động được liên tiếp lui về phía sau, căn bản không cách nào đến gần Huyền Cơ Nguyệt. Mà trên bàn cờ cờ linh chiến vệ, lại là ở một cái chớp mắt tới giữa, toàn bộ tan thành mây khói. Phốc xích, cờ linh chiến vệ bị phá hủy, Kỷ Lâm bị liên lụy, phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt nhỏ nhắn cấp tốc trắng bệch, rõ ràng bị thương. Không có sao chứ? Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, vội vàng cầm Kỷ Lâm tay, một món bát quái thiên đan thuật linh khí, bơm vào đến nàng trong cơ thể. Kỷ Lâm sắc mặt thoáng khôi phục đỏ thắm, nói, Diệp Thần ca ca, ta không có sao, xin lỗi. Kỷ Lâm thực lực, thật ra thì không hề yếu, nàng luyện hóa Vân Đỉnh Thiên Thư sau đó, đã có một mình đảm đương một phía tư cách, nhưng tiếc là, nàng đối mặt kẻ địch, nhưng mà Huyền Cơ Nguyệt, hoàn toàn không phải địch thủ. Ước chừng vừa đối mặt, Huyền Cơ Nguyệt liền đem Kỷ Lâm đánh cho bị thương, thật to đánh bại Diệp Thần nơi này nhuệ khí, có thể gặp nàng thực lực mạnh mẽ. Diệp Thần khá là ngưng trọng. Ngày hôm nay muốn chiến thắng Huyền Cơ Nguyệt, tuyệt đối không phải dễ dàng sự việc, nhất định phải bỏ ra hy sinh to lớn. Huyền Cơ Nguyệt hừ một tiếng, ngày hôm nay trận chiến này, từ ngoài mặt xem, nàng phần thắng đã chưa đủ 50%, Diệp Thần tiến bộ được quá nhanh, nàng đã không cách nào trấn áp, hơn nữa Diệt Vô Cực vợ chồng, Kỷ Tư Thanh trợ giúp, nàng tình cảnh đặc biệt không ổn. Nhưng, Huyền Cơ Nguyệt nội tâm bên trong, nhưng là không có sợ hãi chút nào. Nàng tin tưởng mình có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Răng nhọn bé gái, làm sao không dám lớn lối. Ta ngày hôm nay liền trước hết giết ngươi. Huyền Cơ Nguyệt mắt lạnh liếc Kỷ Lâm một mắt, đã nhìn ra Kỷ Lâm là một cửa đột phá. Nếu như giết chết Kỷ Lâm, Diệp Thần đám người tinh thần, thế tất yếu tan vỡ, đến lúc đó, nàng liền có thể ổn chiếm cơ hội thắng. Tử cực thiên hà chém. Thần La Thiên Kiếm bạo giết, màu tím thần mang gào thét ra. Như thác vải bạc rơi 9 tầng trời, sáng chói vạn trượng. Một kiếm này, Huyền Cơ Nguyệt lại có thể vận dụng toàn lực, nói rõ là không lưu chỗ trống, muốn đẩy Kỷ Lâm tử địa. Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng các người, đều là thất kinh, không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt như thế tàn bạo cay độc, lại có thể trước hướng Kỷ Lâm ra tay. Hoàng Tuyền Giang Sơn, mở. Thanh Long Thần Thụ, bảo vệ. Diệp Thần mắt gặp Huyền Cơ Nguyệt kiếm thế ác liệt. Nên cũng không dám lạnh nhạt, lập tức sử dụng Hoàng Tuyền Đồ, ngàn dặm cẩm tú Hoàng Tuyền Giang Sơn, ào ào phô triển mở ra. Ở nơi này phiến Giang Sơn bên trong, một hồi long ngâm vang lên, thanh long xa la cây nổi lên,
Sa La hóa thân thanh long, hạ xuống đến Kỷ Lâm bên người, bảo vệ nàng. Diệp Thần lại giơ cao một kiếm, hung hăng cùng Huyền Cơ Nguyệt đánh nhau. Tai Nan Thiên Kiếm cùng Thần La Thiên Kiếm va chạm, Diệp Thần chỉ cảm thấy từng trận kiếm khí bén nhọn mũi nhọn giết tới, da lại dạn nứt chảy máu, có thể gặp Thần La Thiên Kiếm sắc bén. Hai kiếm giao phong, kiếm khí cuộn sạch đi ra ngoài, ở Hoàng Tuyền Giang Sơn bên trong, tạo thành nhất trọng trọng phá hoại, vô số tòa núi cao lập tức bị tiêu diệt, rừng rậm gió lớn cuộn sạch, cát bay đá chạy. Thật may Kỷ Lâm có Thanh Long Sa La bảo vệ, cũng không có bị thương. Ồ, đây là Thanh Long cây trà sao? Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy Thanh Long Sa La cây, lui về phía sau một bước, ngẩn ngơ, đầu óc bên trong vô hình nhảy ra Thanh Long cây trà bốn chữ. Thanh Long cây trà, chính là địa tâm vực thiên quân thế gia, Huyền gia thần bảo vệ cây, hiện tại đã bị Diệp Thần Sa La cây trà hấp thu, hai bụi cây cây trà dung hợp, thành hôm nay Thanh Long Sa La cây. Huyền Cơ Nguyệt thấy được trước kia Thanh Long trà cây có bóng tử, đầu đột nhiên một hồi biến dạng đau nhức, ngũ quan vặn vẹo, tựa hồ nhớ lại cái gì. Trong sâu thẳm, nàng đã cảm ứng được đầu mối, phát hiện trí nhớ chỗ sâu, có một đoạn trí nhớ bị phong ấn, hơn nữa còn là chính nàng chủ động phong ấn. Ngưng thần cảm ứng dưới, Huyền Cơ Nguyệt phát hiện trí nhớ này, phải chờ tới mình chặt đứt gông xiềng, bước vào trăm gia cảnh sau đó, mới khá tháo ra. Địa tâm vực, cân nhắc quyết định thánh đường, thiên quân thế gia. Lúc đầu Đế Thích Thiên và Thánh Vân Tôn, không có lửa gạt ta. Huyền Cơ Nguyệt lần này thấy Thanh Long cây trà, trí nhớ phong ấn thoáng giãn ra, đã bắt được một chút địa tâm vực bí mật kinh thiên, tinh thần nhất thời hoảng hốt, lại vô hình một hồi thương cảm. Tựa như nhớ lại ngày xưa đồng tộc huyết thân, từng cái ngã ở trước mặt mình. Tốt cơ hội. Diệt Vô Cực vợ chồng thấy Huyền Cơ Nguyệt tinh thần hoảng hốt, nhìn chính xác cơ hội, đột nhiên bạo khởi tập sát tới, mỗi người huy động hai tay, đánh phía Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt bất ngờ không kịp đề phòng, bịch bịch hai tiếng, ngực bị in hai trường, trong thoáng chốc khí huyết sôi trào, một hơi máu bầm phun ra ngoài. Lại dám đánh lén ta. Huyền Cơ Nguyệt có vẻ tức giận. Vận chuyển công pháp, điều chỉnh thương thế, lập tức khôi phục như cũ, cặp mắt tràn đầy lửa giận. Diệt Vô Cực vợ chồng cả kinh, bọn họ liên thủ một trường, hạng hung mãnh bá đạo, Huyền Cơ Nguyệt bị bền chắc đánh trúng, lại còn có thể chịu đựng đi xuống. Hai người nội tâm bên trong, đều là vô cùng kinh hãi, chỉ cảm thấy Huyền Cơ Nguyệt võ đạo nội tình thâm hậu, chân thực không cách nào hình dạng, có lẽ chỉ có Diệp Thần có thể so sánh. Huyền Cơ Nguyệt đang muốn đánh trả. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng một hồi nóng rực nếp sống truyền tới. Rực cháy Thiên Chu Tước kiếm. Kỷ Tư Thanh múa kiếm giết ra, thân kiếm lửa cháy mạnh nhô lên, Chu Tước vỗ cánh, thật là huy hoàng nóng rực. Nho nhỏ tiện tì, người võ thần Thiên Châu còn không thức tỉnh, dám đối với ta ra tay. Huyền Cơ Nguyệt giận dữ, đột nhiên trở tay một kiếm này nhưng mang luân hồi tinh diễm mang khí, màu u lam ngọn lửa đang nhảy nhót, kiếm quang xâm nghiêm vô địch. Suy, Kỷ Tư Thanh Chu Tước kiếm khí, lập tức bị luân hồi tinh diễm nghiền diệt. Khỏa cuốn luân hồi tinh diễm Thần La Thiên Kiếm, mũi nhọn cực kỳ đáng sợ, nàng vậy không dám nhìn thẳng, vội vàng rút người ra bay ngược. Huyền Cơ Nguyệt cũng không truy kích, trong miệng liền liền ngâm sướng ra cổ xưa thần chú văn chương. Vận mạng bánh răng xe, bắt đầu chuyển động. Vận mạng sông dài, bắt đầu dòng nước chảy. Ta là vận mệnh đứng đầu, làm uy sắp thiên hạ. Thần chú văn chương ngâm sướng, liền giống như là thành kính nhất khấn cầu vậy, Huyền Cơ Nguyệt thân thể bên trong, bộc phát ra vô cùng là nóng rực số mệnh tử mang. Cái này tử mang, so với trước kia bất kỳ thời khắc nào, đều phải sáng chói nóng rực được nhiều, hóa thành từng cái vận mệnh sông dài, răng khắp nơi, lại có thể nghiền nát Diệp Thần Hoàng Tuyền Giang Sơn. Hạ một sát, vậy từng cái vận mệnh sông dài, giống như tím mang vậy, lần lượt thay nhau cắt kim loại, đem Diệp Thần, Kỷ Tư Thanh. Diệt Vô Cực vợ chồng các người, toàn bộ chia nhỏ mở. Không tốt. Kỷ Tư Thanh thần sắc biến đổi, Huyền Cơ Nguyệt ngón này, rõ ràng cho thấy muốn phân cắt đám người, lại từng cái kích phá. Luân hồi chi chủ, người ta nhất quyết sống chết đi. Cần gì phải người ngoài nhúng tay. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt mang ác liệt sát khí, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Kỷ Tư Thanh, Diệt Vô Cực vợ chồng đám người tập kích, không khỏi kỳ phiền. Để cho nàng từ đầu đến cuối không cách nào tập trung tinh thần. Mà lúc này, vận mệnh sông dài lưu chuyển, chia nhỏ đám người, nàng cùng Diệp Thần đơn đả độc đấu, phần thắng lập tức tăng lên tới 70%. Kỷ Tư Thanh,
Diệt Vô Cực vợ chồng cùng người thất kinh, muốn vượt qua trước mắt màu tím con sông, đi giúp Diệp Thần trợ chiến, nhưng Huyền Cơ Nguyệt toàn lực thả ra vận mệnh sông dài, nơi nào có đột phá dễ dàng như vậy. Bọn họ muốn đột phá, nói ít cũng phải nửa canh giờ thời gian. Mà đoạn thời gian này, đủ để cho Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt, quyết ra đời chết thắng bại. Diệp Thần một thân một mình, rõ ràng không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Luân hồi tinh diễm, đốt sạch thiên hạ. Huyền Cơ Nguyệt chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, đan điền linh khí động một cái, tất cả luân hồi tinh diễm năng lượng, toàn bộ bạo dũng ra, hóa thành một phiến màu u lam biển lửa, hoàn toàn đem Diệp Thần khỏa cuốn vào. Diệp Thần gương mặt hơi vặn vẹo, nhưng cảm thấy một hồi vô cùng là nhọn lửa đốt đau truyền tới, như bánh xe hồi tinh diễm không ngừng thiêu hủy, tựa hồ muốn đem hắn đốt thành cho tẫn. Xích Trần thần mạch, mở. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần quát to một tiếng, Xích Trần thần mạch mở, trên thân thể bao trùm ra một bộ hoàng kim chiến giáp, hoàng kim cương khí vần quanh toàn thân, ngăn cản luân hồi tinh diễm thiêu hủy. Rất tốt, ta đây muốn xem, người luân hồi huyết mạch, có thể ngăn cản ta thần La Thiên Kiếm. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần mở luân hồi thần mạch, lại có thể chặn lại luân hồi tinh diễm, trong lòng cũng là khen ngợi luân hồi huyết mạch bất phàm, lập tức lăng không nhất kiếm chém ra. Nàng muốn xem, Diệp Thần cái này luân hồi giáp hoàng kim, có thể hay không ngăn trở nàng một kiếm. Diệp Thần thần sắc biến đổi, ở tám đại thiên kiếm bên trong, thần La Thiên Kiếm mũi nhọn nhất là ác liệt, coi như là Xích Trần thần mạch, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Tai Nan Thiên Kiếm, lên! Diệp Thần tự nhiên không có đón đỡ, vũ dậy Tai Nan Thiên Kiếm, huyễn hóa ra đạo đạo thiên tai, cùng Huyền Cơ Nguyệt thần La Thiên Kiếm, đụng vào nhau. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, đây là nàng không có nỗi lo về sau, Kỷ Tư Thanh các người đều bị chia nhỏ, nàng có thể tận tình hướng Diệp Thần ra tay. Thần La Thiên Kiếm cấp tốc vũ cướp, ngàn vạn đạo kiếm quang tách thả ra, bén kiếm quang xông lên trời, tựa hồ cả bầu trời đều bị chém bể. Diệp Thần cùng Huyền Cơ Nguyệt đấu kiếm một hồi, liền cảm thấy đối phương kiếm thế quá mức lợi hại, mình tuyệt đối không cách nào tương đương, vội vàng rút người ra lui về phía sau. Hắn tuy có Tai Nan Thiên Kiếm nơi tay, nhưng không phát huy ra toàn bộ lực lượng, mà Huyền Cơ Nguyệt nhưng là tận tình phát huy, nàng đối với thần La Thiên Kiếm lĩnh ngộ, đã đến đỉnh cấp, người kiếm hợp nhất, mũi nhọn sát phạt khủng bố tới cực điểm. Một luận kiếm đạo, Diệp Thần tuyệt không khả năng cùng Huyền Cơ Nguyệt tranh phong. Kỷ Tư Thanh, Kỷ Lâm, Diệt Vô Cực vợ chồng các người, thấy Diệp Thần nguy hiểm, cũng không khỏi lộ ra lo âu vẻ lo lắng, nhưng hết lần này tới lần khác lúc này, bọn họ bị vận mạng sông dài ngăn cách, căn bản không giúp được Diệp Thần. Lục đạo luân hồi pháp. Diệp Thần mắt gặp tình thế nguy cấp, sống chết treo ở một phát, huyết mạch trong cơ thể lập tức bốc cháy, cuồn cuộn luân hồi hơi thở tràn ngập, sau lưng mơ hồ có một đạo lục đạo luân hồi vòng tròn hư ảnh, bắt đầu hiện lên. Hắn biết rõ Huyền Cơ Nguyệt lợi hại, phổ thông thủ đoạn đã không dùng, chỉ có thể dựa vào cốt lõi nhất lục đạo luân hồi pháp, mới có thủ thắng cơ hội. Người muốn bắt đầu luân hồi, có hỏi qua ta không? Huyền Cơ Nguyệt trên mặt hiện ra giữ tợn thần sắc hung ác, bỗng nhiên lắc người một cái, kiếm khí gào thét, chém về phía Diệp Thần cổ. Nàng biết rõ lục đạo luân hồi pháp lợi hại, chính là 33 thiên hồng mông cổ pháp bên trong, xếp hạng thứ nhất tồn tại, nếu như bị Diệp Thần mở đi ra, thắng bại rất có thể sẽ nghịch chuyển. Dẫu sao, luân hồi thiên uy, chân thực quá mức mênh mông, nàng cũng không dám mạo hiểm. Cho nên, cái này một tí, nàng là phải lấy thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, áp chế Diệp Thần, không cho Diệp Thần mở luân hồi cơ hội. Muốn ngăn trở ta, không như vậy dễ dàng. Diệp Thần hừ một tiếng, trong cơ thể đột nhiên tuôn ra một khối cổ xưa bia đá, trên bia đá có khắc một cái to lớn ám chữ, mà ở nơi này ám chữ bốn phía, còn có rất nhiều thật nhỏ chặt chẽ ký tự, đều là tà sát võ điển ký tự. Khối này ám bia, dung hợp tà sát võ điển linh khí, đã là hoàn toàn lột xác, Diệp Thần một thả ra ngoài, nhất thời tới ám hơi thở, tràn ngập chư thiên, tà thiên sách khí tượng, nổi lên, ngay tức thì diễn hóa ra liền vực sâu vạn trượng. Cái này vực sâu, tuyệt đối hắc ám, vô cùng khủng bố, tựa như có thể đem người kéo nhập hắc ám hư không bên trong, vĩnh cướp xa vào. Không tốt, Huyền Cơ Nguyệt thần sắc khẽ biến, nhưng cảm thấy vậy tới ám thâm uyên khí thức quỷ dị âm trầm, lại có thể liền nàng thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, cũng trực tiếp cắn nuốt hết. Thiên Tâm U Châu, phá cho ta. Nguy cấp bên trong, Huyền Cơ Nguyệt sử dụng một hạt châu, chính là Thiên Tâm U Châu. Hai đại kỳ châu bên trong,
Địa tâm Diệt Châu ở Diệp Thần trong tay, mà Thiên tâm U Châu đã bị Huyền Cơ Nguyệt luyện hóa hấp thu. Cái này hai đại kỳ châu, có chỗ kỳ diệu, tuy kém hơn trong truyền thuyết Thái Thượng Thần Khí, Thập Đại Thiên Châu, nhưng uy lực cũng là tương đối hung hãn. Huyền Cơ Nguyệt Thiên tâm U Châu, có thiên tim cuồn cuộn, mặt trời gay gắt ngàn dặm huy hoàng khí tượng. Thiên tâm U Châu vừa ra, nhất thời như mặt trời vậy nóng rực bạo phát, hướng Diệp Thần tới ám thâm uyên oanh đánh ra. Oanh!